Mọi người ơi, anh thử vào xem có nghe tiếng không anh. Vì em lần đầu tiên bật máy. Anh mở tắt nhạc kém gầy. Có còi không? Có tiếng không? Có tiếng không? Có tiếng đâu? Nghe gì đâu? Nghe không? Ok. Hello mọi người. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Thả tim, thả like và chia sẻ livestream giúp em nha. Hello mọi người nha. Đấy. Lấy, ôi mặc ngược. Vãi. Mặc ngược nhưng mà nhìn vẫn đẹp. Em đang bị mặc ngược quần legging này mặc túi ra trước. Ui giời ơi, ngu người. Quá ưng, em cảm ơn chị Phạm An Bình này. Có tiếng nhân linh đấy, mọi người thấy em chưa? Em like thử quả máy mới xem nó thế nào. Nó ổn không? Ổn không mọi người? Âm thanh ánh sáng có ổn không? Lên quần jean đi chị. Ok, à đúng, mặc cái này với quần jean. Váy xinh còn không chị ơi, hôm trước lấy đẹp quá mọi người lại nhờ mua. Cảm ơn Tuyết Mèo này đấy, ghim cái bình luận của Tuyết Mèo động đầu livestream lấy động lực này. Mọi người biết không, bây giờ sáng này ra là thấy mình không bị mất tiếng là thấy quá may mắn rồi, không thấy tiếng nhạc, em thấy tiếng chị thôi. Tại vì nhạc ngoài kia là rất là bé, được chưa? Rồi, chấm bài và chia sẻ bài tiếng giúp em. Đây, quần tam giác về hàng rồi, quần tam giác về hàng rồi, em sẽ mặc với quần tam giác. Túi VIP đen còn không chị, túi VIP đen chỉ còn ít thôi, chia sẻ cho em nào anh ơi. Đẩy view lên giúp em nào, mọi người nhá. Mọi người đẩy view lên cho em nhá, đẩy view. 1300 người coi rồi, ok. Bắt đầu nhìn thấy em chưa ạ? Mọi người bắt đầu post link jean nay vừa nhận bao hàng 2.2 triệu, 16 món mà ưng quá, nhận hàng cái gì đấy, ngồi ngắm mãi quá thích và ưng. Em cảm ơn chị Hina rất là nhiều, em post link jean trên mắt, vừa nhận 4 món nhà chị xong siêu đẹp chị ơi. Cảm ơn Cẩn Trứng này, chụp cái phát bách của Cẩn Trứng phát nè. Túi VIP đen còn không, legging muji hôm nay bao nhiêu chị Linh ơi? Ok, đẩy view lên cho em 2.000 người coi. Hôm nay phải làm lại bản nháp tối ngày hôm qua, tại vì tối ngày hôm qua là gì, là em bị mất tiếng. Hôm qua là em bị mất tiếng, được chưa? Ủa sao nó cứ đứng ở 1.300 nhỉ? Nó cứ đứng ở 1.300 vậy mọi người. Mọi người bắt đầu thả tim, thả like và chia sẻ livestream giúp em nhé. Nhìn thấy em rồi thả tim, thả like. Và trưa nay em chơi khô máu tất tay với các chị luôn, được chưa nào? Chấm bài và chia sẻ livestream giúp em. Mọi người nhìn thấy xem em đang mặc này, siêu đỉnh luôn, được chưa? Bắt đầu nhìn thấy em rồi thả tim, thả like và đẩy view lên. Từ 1.500 người xem, em tặng luôn này, em nghe rõ giúp em này. Từ 1.500 người xem, thôi 1.400 luôn, tặng cho người chia sẻ like này nhiều nhất 200.000 đồng luôn. Lên 1.500 tặng thêm 100.000 đồng nữa là 300.000 đồng luôn. Lên tiếp em lại tặng tiếp, chia sẻ thả tim thả like thật nhiều giúp em. 1.300 người coi rồi, áo nỉ cúc em đang mặc. Tất cả những chị đang xem livestream ở đây, ai mua nỉ cúc nhà em rồi hãy cho em xin một câu phản hồi chân thực là đẹp hay là không đẹp. Cho đến giờ phút này là 2 tuần rồi em mới về được bù hàng con nỉ cúc này. Và quần tam giác nhà em ai mua rồi cũng comment cho em biết. Nhưng mà đầu livestream em muốn tặng mọi người một cái thứ, đó là lấy cho em cái bộ thêu. Bộ thêu tặng nốt đầu livestream với giá 158.000 đồng. Mua được ở đâu bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại. Đó là điều em cam kết ở trên livestream, được chưa? Váy hot đi ạ. Em thấy em nói sai mất lực luôn. Đây váy hot này. Ngày hôm qua bán được gần 800 con trong một buổi tối, gần 800 con trong một buổi tối nhá. Mà tối ngày hôm qua là em bị mất tiếng. Tức là đang live đông người xem là bị mất tiếng đó mọi người. Rồi bộ thêu tặng nốt đầu livestream anh cầm cho em để em dơ cho nhanh. Áo chị mặc mã là gì? Ok. Em tặng cho bây giờ không còn nhiều tại vì tối qua em đã tặng rồi. Cho nên là em tặng cho các chị với giá là 158. Em nói lại một lần nữa, mua đâu bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại. Ủa bật cái điều hòa các anh ơi, trời ơi. Lò lõi á, lò luyện à. Ví dụ em mã này sẽ gọi là bộ thêu đen. Áo nỉ cúc đã nhận hàng quá đẹp, ưng lắm. Em cảm ơn chị Ngọc Ánh rất là nhiều. Màu này cho em sẽ là bộ thêu rêu. Tiếp đi anh. Màu này cho em, cái này hết này. Màu này cho em sẽ là bộ thêu gì ạ? Bộ thêu màu này sẽ là màu bò hồng nhạt nữa. Màu này cho em sẽ là bộ thêu nâu. Màu này sẽ là bộ thêu nâu. Có một màu này là bị lẫn mất mấy bộ, ghi giúp em là bộ thêu nghệ. Màu này sẽ là màu nghệ nhé, chỉ có 5 bộ thôi. Và cái màu hồng nhạt nữa. Hôm qua đóng rồi còn gì? Cái hồng nhạt đâu? Cái bộ hôm qua em mặc đâu? Được chưa? Áo chị mặc giá bao nhiêu? Thôi anh đi ra đi, được chưa? Bộ này mặc thích lắm nhé, ok chị Ngọc Ánh này. Chia sẻ livestream giúp em nhé, thả tim thả like và chia sẻ livestream giúp em. Nỉ này ghi giúp em là nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này là 100 bao nhiêu ạ? 143.000 đồng.
Em nói là em bán đến giờ phút này em bỏ mẫu, không em bỏ mẫu mà em bán được 1 tháng rồi, thị trường vẫn chưa có ai bán, thị trường vẫn chưa có ai bán luôn. Quần tam giác em đang mặc đây. Quần tam giác này em vẫn chốt trong live là 152.000 đồng. 152.000 đồng, hàng độc quyền, cũng chưa có một người bán luôn. Quần tam giác không co giãn nhưng mà nó có size, chị ơi, nó không co giãn nhưng nó có size siêu siêu to. Size đến tận 64, 65, 66 ký vẫn vừa, 66 ký em vẫn cam kết vừa size L. Thế không đẩy view lên cho em à mọi người? Quần tam giác đẹp lắm chị nhá. Cảm ơn Dung Chu rất là nhiều. Em bảo này đẩy lên cho em 1.500. Em tặng luôn 300.000 cho các chị nha. Quần tam giác đẹp lắm chị nhá. Cảm ơn em nhá. Lên nỉ khác đi chị. Ok rồi, chị nào lấy nỉ cúc nó chốt nốt, tại vì lâu rồi em không về. Cho nên là hôm nay mới mặc đầu live stream hôm qua này. Hôm nay em nhận được đơn hàng của chị, áo ghi lê, áo giữ nhiệt đẹp lắm. Cảm ơn em rất là nhiều. Ngày hôm qua em về được cái nỉ này, em bán được tối ngày hôm qua 500 con. Đây. Tối ngày hôm qua em bán được 500 con áo nỉ này. N2 và cách số điện thoại con N2 này. Con này nó là form ngắn. Tối ngày hôm qua em bán được 400 mấy chục con đấy, 400 mấy chục con N2 này. Bây giờ em sẽ lên luôn. Hôm qua mẫu nỉ cúc ở đây nhá mọi người nhá. Quần tam giác đúng như em đang mặc ở đây, đúng dài mà đâu có ngắn đâu, bình thường mà nó là quần cặp cao. Đây rốn của em ở đây nhá, rốn của em ở đây mà cặp nó ở trên này thì như thế này là cao rồi còn gì, được chưa? Quần tam giác đỉnh lắm, đồ nhà chị Linh đỉnh lắm. Cảm ơn Mai Loan nha. À, nỉ cúc bao nhiêu? Nỉ cúc này em chốt trong live là 143.000. Chia sẻ nhiều anh ơi, 143.000. Em có tất cả là 3 màu rẻ đẹp chất lượng ưng. Em cảm ơn chị nhá. Em có nỉ cúc màu nâu này, nỉ cúc màu rêu và nỉ cúc màu đen. 143.000, em bảo rồi, em bán đến giờ phút này em cam kết với các chị là trên thị trường vẫn chưa có người bán, và nếu như sau này có người bán vẫn cam kết bán rẻ nhất thị trường cho các chị. Áo đang mặc có size không em? Dạ, một size duy nhất thôi, một size duy nhất như này thôi mọi người. 65 cân đổ về là mặc được. Bây giờ em mặc cho mọi người con N2 này. Con N2 mà mặc với quả quần này em đảm bảo là trẻ như kiểu là 20 tuổi luôn. Các chị mặc cái set này đảm bảo trẻ như 20 tuổi luôn. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình đến giúp em nhé. Thả tim, thả like, em nói rồi, live stream này bây giờ là 1.400 người coi. Em tặng nhận đồ nhà Lính không chê được vào đâu. Bây giờ là 1.400 người coi. Em tặng cho người chia sẻ live stream này nhiều nhất là 200.000 đồng. Ngoài quần tam giác có quần nào 65 cân vừa không? Có rất nhiều luôn chị ạ. Chị chờ em một tí nhá. Lên 1.500 tặng thêm 100.000 đồng nữa. Với điều kiện phải đủ 1.000 lượt chia sẻ mọi người nhá. Đợt này em thấy mọi người không chia sẻ mấy. Rồi mọi người muốn em tặng cái gì đầu like hay là em tặng áo 3 phân đi nhỉ? Ok, chờ em một tí nhá. Mọi người nhìn giúp em này. Áo này mặc với quần này em thề là ui sao đẹp thế. Ui cái này mà em đeo thêm cái túi nữa các chị không cưỡng lại được luôn. Từ từ. Em đeo thêm cái túi này. Trời ơi, em nói thật em đố các chị cưỡng lại được cái set này, cái áo này của em mặc với cái quần tam giác, em nói luôn này. Áo này cái thứ nhất này, thị trường không có ai bán chất này này. Và cái thứ hai, nếu như một thời gian nữa, một tháng nữa, hai tháng nữa thị trường bán chất này, em cam kết em vẫn bán rẻ nhất cho các chị. Em bán ở thời điểm nào em cũng cố gắng giá rẻ nhất, chứ không phải là em nhìn thấy thị trường chưa có ai bán là em chộp giật em bán đắt, bởi vì em còn nhìn lâu dài nữa. Quần tam giác chất mà mềm mại và thoải mái lắm mọi người ơi, tới 63 cân mặc ok lắm. Em cảm ơn chị Felicity nhá. Bản thân em Linh cũng lấy một quần tam giác mặc rồi, em nói sai mất lộc luôn. Bản thân em đã lấy một quần mặc rồi. Quần tam giác này của em có tất cả là 2 màu đen xanh và 3 size SML. 152.000, mua được đâu bằng tiền, em cho chị hoàn hàng lại. Còn riêng cái set này này, mặc trẻ như 20 tuổi luôn các chị thấy không? Em Linh năm nay là 31 tuổi. Các chị cứ mặc như này, các chị búi tóc cao lên xong rồi các chị mặc một cái áo nỉ và mặc một quần bò. Nhìn nó trẻ kinh khủng. Ví dụ như mấy cái set này các chị đi chơi, đi về quê, Tết các chị đi Sapa, đi Đà Lạt, Tết các chị đi trên đường về quê hay là đi lễ hay là đi chùa hay là đi chơi, đi ăn đi uống bình thường á, mua hàng chờ hơi lâu nhưng lại được đồ đẹp, nhìn chung là chờ đợi thì mới có đồ đẹp. Em cảm ơn chị Sam rất là nhiều. Quần tam giác em có tất cả là 2 màu, còn áo N2 em có tất cả là 4 màu. Em nói lại một lần nữa, mua đâu bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại. N2 kèm màu kèm số điện thoại. Tối ngày hôm qua em bán gần 500 con N2 này nhá. Gần 500 con N2 này luôn. Em bán gần 500 con N2 trong một buổi tối. N2 màu em đang mặc sẽ là màu kem. N2 màu này sẽ là màu đen. N2 màu này sẽ là màu nâu. Và N2 màu này sẽ là màu xanh. Bình thường là em bán form này đúng không? Form này mâm to em bán vẫn rất là đắt hàng. Nhưng mà em đang nắm đến cái gì ạ? Nắm đến gì ạ? Vừa nhận xét tay kẻ đen quá đẹp, dày dặn, quá ok. Em cảm ơn chị Nguyệt Trần rất là nhiều. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Quần tam giác lấy cho em mà, hình như ở nếu mà kiểm tra dưới này không có màu. À đây, quần tam giác đây. Em có tất cả là 2 màu đen xanh đây. 2 màu đen xanh và 3 size SML. Size L em bao vừa thoải mái cho các chị đến 65 cân. 65 cân không vừa size L em cho các chị hoàn hàng lại, được chưa? Mọi người nhìn giúp em này. Em có quần tam giác đen và quần tam giác xanh. Màu xanh thì em bán được nhiều hơn màu đen. Còn con N2 này là em bán bao nhiêu? Em bán 124.000 đồng một áo N2. 124.000 và được kiểm tra hàng. Mua ở đâu bằng tiền, cho hoàn hàng lại, nghe kỹ giúp em. 124.000 một áo N2 và nghe kỹ này, chất nhà em Linh Zin bán là chất nỉ hai da, là chất nỉ xịn nhất và hot nhất năm nay.
Đừng so sánh với nỉ da cá, đừng so sánh với nỉ chân cua, cũng không phải là mì nỉ luôn mà nó là nỉ hai da. Và cách để phân biệt nỉ hai da đó là gì? Các chị nhìn vào đây giúp em. Nó là mặt trong nó màu trắng, dù trừ cái màu đen ra thì bất kể màu gì thì mặt trong nó cũng là màu trắng. Nó là chất liệu nỉ hai da. Mọi người phân biệt giúp em. Cho nên tất cả những ai mà kể cả không am hiểu gì về thời trang, không biết gì về chất liệu, em vẫn chỉ cho mọi người cách để mọi người phân biệt. Một thời gian nữa các chị thấy thị trường bán mà thấy chất khác thì đừng so sánh với giá nhà em. Còn nếu như cùng chất, cùng form mà rẻ hơn em thì đương nhiên từ giờ về sau em không phải là lựa chọn của các chị nữa. Có đúng không ạ? Ví dụ em mã này sẽ là N2, màu em đang mặc sẽ là màu kem. N2 màu này cho em sẽ là màu rêu đẹp kinh khủng. N2 màu này cho em sẽ là màu nâu nâu. Và N2 màu này cho em sẽ là màu đen. Em nói thật, con N2 này mặc với cái con quần này nó phải trẻ kinh khủng. Váy đỉnh xinh xỉu cá trời ơi. Lấy thêm váy hot luôn. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Áo len nhà Linh chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Tuyết. Cái gì đây chị gì em chưa đọc kịp đọc comment. Trời ơi lại cháy hàng N2. Còn quần em đang mặc là quần tam giác. Bản thân em đã lấy một chiếc để mặc, nói sai mất sạch lòng luôn. Bản thân em đã lấy một chiếc quần tam giác này để mặc rồi, thậm chí còn giặt rồi, đang để ở nhà rồi, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ gọi giúp em là quần tam giác xanh. Và màu này cho em là quần tam giác đen, 3 size ML, 45 cho đến 65, 66 cân đổ về mặc được. 65 cân đổ về không vừa, em cho các chị hoàn hàng lại và không cần đổi sang sản phẩm khác, được chưa? Còn cái chất nỉ này, dù đằng ngoài màu gì, đằng trong nó cũng là màu trắng. Đó là gì ạ? Đó là đặc điểm của nỉ hai da. Và cái dáng này nó là dáng vừa, tức là bình thường là em hay bán dáng dài, nhưng có những khách người ta chỉ có 1m50, 1m55. Hơi nóng à? 1m50, 1m55 thì người ta sẽ thích mặc những cái dáng như thế này. Và ví dụ như các chị nhìn em Linh mặc cái set này đi, trời ơi nhìn nó trẻ mà đúng không? Nhìn nó trẻ mà đúng không mọi người? Đây, em đeo thêm cái kính vào nữa. Đấy, đấy mọi người thấy chưa? Một cái set như này 31, 32 tuổi mặc tạo dáng các thứ đồ đi ra ngoài người ta mới tưởng con này mới 27, 28 thôi đúng không? Này xinh chưa? Đi cái sụp nới em có bán sụp này 98.000 full size 35, 36, 37, 38, 39 và 40. Riêng cái quần bò này chỉ cần mua được đâu bằng tiền, em cho hoàn hàng lại, không cần phải mua được ở đâu, rẻ hơn, được chưa? Không cần rẻ hơn, bằng tiền thôi. Dáng ngắn đẹp lắm chị ơi, đúng rồi, cái dáng ngắn này mặc nó vừa vặn với người này, vừa vặn với người này. Chia sẻ livestream nhanh ơi, được chưa nào? Ghi của em mã này sẽ là gì nào? Sụp NI kèm size và kèm số điện thoại, bán hơn 2.000 đôi rồi. Sụp NI em có gì? 35, 36, 37, 38, 39 và 40. Sụp NI 35, 36, 37, 38, 39 và 40, 98.000 đồng. Ủng hộ chị Linh 3-4 năm rồi, tủ quần áo tàn hàng nhà chị Linh. Nay vừa nhận váy điệu quần Q60, váy tàu chất thích quá Linh ạ. Em cảm ơn chị Hoàng Lan. Em nói với các chị một điều như này này, cái váy điệu này, cho đến giờ phút này, cái váy điệu của em đâu nhỉ? Cho đến giờ phút này cái váy điệu em đã đặt số lượng lên đến 4.000 con. Cho đến sáng ngày hôm nay là tổng số lượng, anh tìm cho em cái váy điệu cái. Cho đến sáng ngày hôm nay vừa nhận gần một củ tiền hàng nhà Linh. Ơ uống ngon nhỉ. Vừa nhận gần một củ tiền hàng nhà Linh, đẹp quá. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Mọi người nhìn giúp em. Em mặc cái set này là không muốn cởi, về đứng nguyên này cho các chị chốt đơn nhá. Dép sụp có bán, quần có bán, áo có bán, túi có bán. Chỉ có cái thân già này là không bán thôi. Còn lại là cái gì trên người em là em bán. Em mặc thêm màu cho các chị, em đang mặc cái dáng ngắn này mặc nó trẻ lắm luôn mà. Nó trẻ vãi trưởng luôn mà, mọi người nhìn giúp em, được chưa? N2 màu kem. N2 màu gì? Màu rêu. N2 màu gì ạ? Màu này là màu đen. Và màu này cho em là N2 màu nâu. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người N2 màu nâu nhé. Em đã nói rồi, cái N2 này không có một màu nào xấu. 124.000 với chất liệu nỉ hai da, mua ở đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Quần tam giác 152.000, vẫn câu nói cũ, mua đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Đây váy này, đến sáng ngày hôm nay là cán mốc em đặt 4.000 váy đến sáng ngày hôm nay. Cho đến giờ phút này nhá, cho đến giờ phút này là tổng số lượng váy này em đặt lên đến 4.000 con. Váy điệu phải nói là siêu đỉnh chị ạ. Em mặc đi làm ai gặp cũng phải nhìn và khen ý. Ôi cảm ơn em, cảm ơn Tuyết Mèo nhá. Em mặc đi làm ai gặp cũng phải nhìn và khen. Em ơi nghe nó yêu dễ sợ luôn đấy. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Bây giờ em mặc sang N2 màu nâu. Chị Hương Sam lên số đi, nhớ giúp em này. Nếu như chất lỉ này các chị nhận hàng mà trên chất xấu, mời quay lại đây bóc phốt em thoải mái, được chưa? Có nghĩa là các chị bóc phốt là ui ôi sao mày khen cái nỉ hai da đẹp mà tao thấy không đẹp cái gì. Mọi người nhìn này, riêng cái chất nỉ này mà các chị chê nữa, các chị chẳng mặc được cái chất nỉ cả. Thật sự là nếu như mà chất nỉ này mà gì các chị còn chê mà xấu nữa thì các chị chẳng mặc được cái chất nỉ gì luôn. Mọi người nhìn giúp em này, ấy màu nâu này, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là quần tam giác đen, hàng nhà Linh hôm qua nay đã nhận được hàng rồi, cho số chị quá đỏ luôn, có những khách 10 ngày chưa nhận được hàng luôn chị. 1.600 người coi livestream này, hiện tại em đang tặng 3-2 người chia sẻ livestream nhiều nhất. Người đầu tiên là 200.000 đồng, người thứ hai là 100.000 đồng. Và bây giờ lên 1.700 em tặng thêm một người nữa là thành 400.000 đồng luôn. Em có tiếc cái gì đâu. Bởi vì sao? Ngày hôm qua là livestream của em hôm qua là bị gì ạ?
bị lỗi, bị làm sao ạ? Đang like 1500 người coi thì đang rất là bon, thì là nó mất tiếng, thành ra lại phải tắt like đi, bé bật lại. Thì khi bật lại thì nó không được người xem như thế nữa, chỉ còn có 1000 người nữa. Thế là bị tụt, có nghĩa là nói chung là livestream ngày hôm qua là một cái livestream không thành công của em. Thế nên là trưa ngày hôm nay em phải sửa sai ngay. Trời ơi, cái màu nâu muôn xỉu chưa các chị ơi, em mặc cái màu nâu N2 màu nâu và cách số điện thoại. Màu này cho em là quần tam giác đen, và màu em đang mặc là quần tam giác xanh, 152.000. Nhắc lại một lần nữa, mua ở đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Em lấy 4N24 màu nha chị Ngọc Hòa. Eo ơi, ok em, nhưng mà lên số đi, không thấy số điện thoại của bà luôn á. Bà đặt hàng mà không lên số điện thoại là tôi chịu chết luôn nè. Màu này ghi giúp em là N2 màu nâu, màu này ghi giúp em là N2 màu rêu, màu này ghi giúp em là N2 màu đen, và màu cuối cùng cho em là N treo lại trên màu kem với áo cổ lọ với giữ nhiệt, ok luôn. Em nhận áo nỉ chữ R với cardigan rồi chị, hàng đẹp lắm ạ. Cảm ơn Ái Niềm rất là nhiều, cảm ơn em nhá. Nói chung là em cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người thương em thì thả tim, thả like và chia sẻ bài viết giúp em mỗi người một lần thôi để không bị ẩn comment nhá. Chị thử màu rêu đi, em thề màu rêu hôm qua cháy phố rồi em ạ, bây giờ thử nữa là chết luôn đây này. Màu rêu mọi người biết từ nãy giờ nhảy bao nhiêu, ui cái màu rêu này mặc với quần xanh này cũng hơi cho là cháy luôn đi nhá. Em cho là cháy luôn đi nhá. Đây này, 124.000 một áo, chất liệu nỉ hai da, 124.000 một áo, mặc quần màu đen, thích mặc mặc luôn, không phải nghĩ. Em mặc như này cho các chị là hết tiền với em luôn á. Các chị không đỡ được đâu, em ơi, hot lắm. Riêng cái quần tam giác này em dám đứng đây và khẳng định rằng là hàng em về hơn 3.000 quần và đang tiếp tục chờ hàng về tiếp nhé, chưa bao giờ giảm nhiệt luôn. Còn cái con N2 thật ra là mới chỉ bán từ tối ngày hôm qua thôi. Từ nãy giờ nhảy 200 đơn áo N2 và quần tam giác rồi các chị ơi. Kinh khủng khiếp, em đã nói rồi mà em mới lên live stream được có mấy phút, đúng không? Còn quần legging không? Ok, cho em xin quần legging anh ơi. Cái túi mà đẹp đẹp, chưa bị rách hết đâu à. Cái 22. Quần legging Uzi hôm nay tặng trong live stream này 103.000, mua đâu bằng tiền, cho hoàn hàng lại. Lúc nãy đầu live stream là ý định mặc nhưng mà mặc nó bị ngược, em mặc bị ngược em lại cởi ra. Nay nhận bộ tay kẻ đen và áo kẻ tàu, chất tuyệt vời, chi mừng lắm. Em cảm ơn chị, đây bộ tay kẻ của em đây. Em thề với chị luôn là hôm đấy trong live stream em nói là như thế nào. Đấy, cởi áo chưa xong á, em hay bị cái này sọ kia lắm. Em kể cho mọi người nhá. Hôm đầu em live stream, em giơ cái bộ này, em bảo các chị ơi, bộ này em đã nhập đầu 2 và em chỉ có mỗi màu 47-48 bộ thôi. Thì nói thật là em không biết là em có bán được không, chị Tô Anh Phương lên số giúp em. Và cuối cùng là tối ngày hôm đó và trưa ngày hôm sau em bán được 900 bộ này. Em ơi đùa, và tối ngày hôm qua em lại tiếp tục bán thêm 500 bộ nữa, tức là hai live stream đã gần 1.400 bộ này. Mà hàng 2XX nhé, riêng em Linh Jean mà đã bán đến 2XX thì thị trường đừng bao giờ các chị mơ được mua được dưới 3XX. Cái đấy là em khẳng định. Cứ đúng chất này mua đâu bằng tiền, em cho hoàn hàng lại. Xét tay kẻ kèm màu kèm số điện thoại, tí nữa em sẽ lên sau. Bây giờ em phải lên cho mọi người cái quần tam giác đen này đã nhá. Quần tam giác đen thì hiện tại em đang hết tất cả các màu và tất cả các size rồi. Nhưng mà khoảng 3 ngày nữa thôi, 3-4 ngày nữa là em sẽ về nhá. Mà bây giờ mặc thì làm gì có hàng giả các chị nhở. Quần tam giác xanh và quần... Thế các chị chờ nhá. Những ai đặt màu xanh thì là có hàng luôn. Còn những ai đặt màu đen tạm phải chờ. Tại vì sao? Tại vì cái màu đen của em là nó làm sao? Nó bị... Tức là cái màu xanh là em đặt đến lô thứ 3, mà cái màu đen là em mới đặt có 2 lô và đang chờ về tiếp lô thứ 3, bởi vì cái màu đen là cái màu em bán được ít hơn. Đó, nó là như thế đó mọi người. Áo giữ nhiệt là linh chất mê luôn. Em cảm ơn chị Thúy hàng rất là nhiều. Giữ nhiệt ngày hôm kia em ngồi cộng sổ ấy, cách đây 2 ngày em nghỉ ốm mà em nghỉ 4 hôm. Em ngồi cộng sổ em bán được hơn 1 vạn áo giữ nhiệt. Em ơi tự tin dễ sợ luôn. Và cho đến giờ phút này chưa có một ai bán được bằng tiền em luôn. Cho đến giờ phút này chưa ai bán được bằng tiền. Và em nghĩ là kể cả sau này cũng chả ai bán được bằng tiền em luôn đó mọi người. Mọi người nhìn giúp em này. Đó, đẹp chưa? Và toàn bộ áo nha này. Toàn bộ áo đều là đệm cổ 3158 xịn xò như này nhá. Và chất liệu gì? Chất liệu hai da, mọi người nhìn giúp em này. Đấy, chất liệu hai da là đằng trong màu trắng này. Cái này thì kể cả là ai am hiểu về thời trang hay là không hiểu gì cả, chỉ cần em chỉ là mọi người sẽ biết cách phân biệt chất ngay. Được chưa? Mặc chân váy tầng đi chị, chân váy tầng đang hết hàng rồi chị ơi, hàng tàu nó đang hết rồi. Xe chưa giả đâu nên là thôi, ngày mai thứ bảy chủ nhật em sợ nó không giả hàng em nên này. Ui đẹp chưa? Quần màu đen em sẽ mặc với áo màu rêu treo lại cho em cái màu nâu với anh ơi, thấy chưa mọi người, thấy chưa? Có bạn nhân viên chốt hàng cho chị, bên chị rất thái độ không tôn trọng khách hàng, em lên số điện thoại giúp chị nhé. Bạch Doanh Doanh ơi, lên số điện thoại giúp chị nhá. Ghi giúp em là Ghi là gì nhỉ? Khách kêu là ấy thì bây giờ ghi là gì để check? Nhắn tin vào Facebook. Nhắn tin làm sao có người check? Anh thế thì chị nhắn tin cho em luôn cái số điện thoại của chị đi. Số điện thoại nhân viên chốt đơn của chị đi. À, tức là cho em cái số điện thoại mà cái bạn nhân viên đó chốt cho chị số điện thoại gì, chị ghi là số điện thoại của nhân viên. Comment vào đây cho em nhá. Ví dụ em bán này sẽ gọi cho em là gì ạ? N2 Zeo.
không đẹp cho tát vào mồm luôn. Màu này không đẹp cho tát vào mồm luôn. Eo ơi, cái màu rêu này mọi người ơi, nhìn nó trắng một cách gọi là tỏa sáng luôn. Mọi người thấy chưa? Mọi người nhìn giúp em này, được chưa? Ghi hiệu em mã này sẽ gọi cho em là N2 kèm màu và kèm số điện thoại. Trời ơi, mặc phát lên view luôn. N2 màu em đang mặc sẽ là màu rêu. Và quần em đang mặc sẽ là quần tam giác đen. Quần tam giác đen và quần tam giác xanh. Quần tam giác nha. Và N2 màu em đang mặc. Trời ơi, bây giờ các chị làm thế nào để em qua được cái mẫu này chứ? Em mặc từ lại đến giờ là nhảy 400 đơn rồi các chị ơi. 1.700. Phải đủ 3.000 lượt chia sẻ giúp em nhá. Còn không đủ là không được đâu nha mọi người nha. Ghi hiệu em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? N2 gì ạ? N2 màu nâu. Màu này ghi giúp em là N2 màu rêu. Màu này ghi giúp em là N2 màu đen. Và màu này ghi giúp em là N2 màu kem. Và em qua mẫu ở đây nhá. Quá nhiều đơn N2 rồi. Nói chung là nếu như nhân viên thì thật ra để mà nói ấy, thì nhà em rất là đông nhân viên, phải đến gần 40 nhân viên á. Thật sự mua nhiều nhà Linh, nhưng hôm qua Thoại thấy nhân viên thái độ thật nghĩ chán đấy. Nói chung là trong song song với những cái khách hàng mà chê nhân viên thái độ thì cũng có những khách hàng thì bảo là nhân viên cũng dễ chịu, thì thật ra là nhiều khi là con sâu làm dầu nồi canh ấy mọi người. Ví dụ như là 40 nhân viên nhưng mà trong đó có 2-3 nhân viên mà thái độ chẳng hạn. Và thật ra em thì không thể nào mà em ngồi đây để em mà nghe nhân viên gọi điện hàng ngày được. Thế cho nên là khi mà mọi người mà thấy bị gọi là bị nhân viên thái độ hay là xử lý không thỏa đáng ấy, thì mọi người có thể nhắn tin vào cái số điện thoại mà ở trên cái góc ấy phản ánh nhân viên ấy, nhắn vào đó giúp em nhé. Rồi em sẽ check nha mọi người nha. Ví dụ em mã này sẽ là N2, màu này cho em sẽ là màu rêu. N2 màu này cho em sẽ là màu nâu. Màu này cho em sẽ là màu đen. Và màu này cho em sẽ là màu kem. Và em qua mẫu luôn nha các chị nhá. Em không quay lại mẫu này một lần nào nữa đâu. Quá nhiều đơn rồi các chị ơi, được chưa? N2 kèm màu và kèm số điện thoại. N2 kèm màu và kèm số điện thoại. Trời ơi, nó hot một cách khủng khiếp. Và tại sao em lại nghĩ là cái trò N2 phối với quần tam giác này thành ra nó hợp nhau á mọi người. Quần tam giác em chốt trong live cho các chị là 152.000, full 3 size SML. 152.000 đồng, full 3 size SML. Từ 40 đến 65 cân đổ về mặc được. Túi em đang đeo ghi giúp em là túi VIP nâu 264.000, hàng cao cấp nha. Túi VIP nâu 264.000 nha mọi người nha. Quần baggy kèm đai còn không Linh nhé. Em hình như không có quần nào kèm đai luôn đó chị. Hình như là như vậy á nha. Thôi em qua mẫu luôn ở đây nha các chị nha. Em qua mẫu luôn ở đây, em dơ lại quần tam giác một lần nữa này. Đây, quần tam giác màu này cho em là màu xanh. Và màu em đang mặc sẽ là màu đen. Em nói rồi, quần tam giác này bản thân em cũng lấy mặc. Và em nghĩ là cái N2 này rồi em cũng phải lấy thôi. Tại vì em thấy mặc cái dáng ngắn như này cũng rất là xinh á mọi người. Áo đang mặc bao nhiêu vậy? Dạ quần diện, áo giữ nhiệt đó chị. Ok chị. Ghi lê hôm nay là em về đủ 2 mẫu, cả ghi lê phao và cả ghi lê rút dây. Ví dụ như áo này mặc với ghi lê rút dây thử luôn cho mọi người, em nghĩ là cũng rất là đẹp đấy. Quần tam giác màu này sẽ là màu xanh và màu em đang mặc sẽ là màu đen. Em thử luôn, em thử luôn nha mọi người. Đây, em thử với con này xem được không? Như này à? Hay em thử với con màu kem? Em thử với con rút dây kem đi. Đây, thử với con rút dây kem em nghĩ cũng sẽ rất là hợp luôn này, được chưa? N2 kèm màu và kèm số điện thoại. N2 kèm màu và kèm số điện thoại. Và quần này dạ, quần tam giác xanh. Không phải đâu chị ơi, cái đợt đầu là nó về cái mác này, có cái đợt sau là nó về cái mác xanh lá. Còn em chỉ đặt đúng một cái gì ạ, một cái nhà sản xuất đó thôi, chứ em không đặt hàng linh tinh đâu. Nhưng mà cái khi mà nó dùng hết cái mác này thì nó lại dùng sang cái mác khác. Còn em chỉ bán một loại đó và một giá đó thôi nha các chị nha, được chưa? Ghi của em mã này sẽ gọi là đây, ví dụ như các chị mặc cái áo nỉ ở đằng trong xong các chị mặc, ui vẫn hợp mọi người ạ, vẫn hợp nha các chị ơi, vẫn rất là xinh. Ghi của em mã này sẽ gọi là N2 kèm màu và kèm số điện thoại. Và em đang mặc cái này là ghi lê rút dây. Ghi lê rút dây kèm màu và kèm, thật ra là cái tay nó hơi bồng một tí. Ghi lê rút dây đây mọi người ơi, ghi lê rút dây kèm màu kèm số điện thoại nhá. Ôi ôi, quần tam giác lại cháy hàng rồi mọi người ơi, lại vỡ trận rồi. Linh đang mặc size gì? Em đang mặc size S chị ơi. Em đang mặc ở đây là size S nhá. Quần tam giác màu đen và xanh. Ok, trời ơi cháy hàng giờ tam giác. Ghi của em mã này sẽ là gì ạ? Ghi lê rút dây kem. Ghi lê rút dây em có tất cả là 3 màu. Đây là em mặc tạm cái nỉ ở bên trong nhá. À, mua nhà Linh nhiều quá, có bao giờ nhân viên gọi điện đâu, toàn nhắn tin. Đúng rồi, khách mà quen quá mà mua nhiều quá là bên em không bao giờ gọi điện nữa mà chỉ nhắn tin thôi. Chị Hằng Trần lên số điện thoại giúp em, chị Hằng Huệ lên số điện thoại giúp em, đẹp chưa? Cái này ghi giúp em là ghi lê rút dây kem, ghi lê rút dây sữa và ghi lê rút dây đen. Ghi lê rút dây em chốt trong live cho các chị là 189.000. 189.000 đồng nha các chị nhá. Còn áo bên trong sẽ gọi là N2 và em xin phép qua mẫu N2 ở đây nhá. Không nhớ nổi là đến bao nhiêu đơn nữa rồi. Quá kinh khủng khiếp rồi mọi người ơi. Quá kinh khủng khiếp rồi, thôi em xin phép dừng ở đây nha mọi người nha. Bây giờ ghi đúng rồi. Đúng rồi, những cái khách hàng mà mua nhiều rồi nhà em sẽ không bao giờ gọi nữa. Ví dụ như các chị mua 3 lần, 4 lần, 5 lần gọi nhá.
nếu như mà bọn em vẫn gọi, mọi người sẽ có một cái cảm giác là ở thế mình mua nhà con này bao nhiêu nó cũng không thành được khách quen nhà con này, sao mà lần nào nó cũng gọi điện nhắn tin xin số điện thoại các kiểu, xin địa chỉ các kiểu. Thế nên là bên em đã lưu số điện thoại vào rồi và bên em chỉ nhắn tin chốt đơn đối với khách quen thôi nha. Giữ nhiệt em vẫn chốt trong line là 128.000, mua được ở đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. À, giữ nhiệt còn không ạ? Tất cả chia sẻ livestream như chia sẻ livestream anh ơi, tất cả những chị đang xem livestream ở đây, ai mua áo giữ nhiệt nhà em rồi, đẹp hay không đẹp, mọi người cứ cho em xin một câu phản hồi thật lòng nhất vào đây. Các chị cảm thấy như thế nào, các chị thấy nó ra làm sao, các chị comment cho em có được không ạ? Đây cái giữ nhiệt này của em, em ơi nó hot kinh khủng khiếp lắm mọi người. Em xem lại N2 thôi em ơi, chị sợ con N2 lắm rồi, em biết nảy bao nhiêu đơn rồi không? 500 đơn rồi em ơi. Mọi người nhìn giúp em này, đây thấy chưa, giữ nhiệt nhà em. Đến giờ phút này các chị đã thấy bất kỳ một ai bán được bằng tiền em Linh chưa? Bất kỳ một ai bán được bằng tiền em hay chưa? Cho đến giờ phút này mọi người cho em xin một câu gọi là chân thực nhất nào. Và bất kỳ một ai nhận hàng mà chê chưa? Em thử mặc cho mọi người cái màu này giữ nhật Linh vừa đẹp vừa rẻ ở quán bán 200 bao nhiêu đây. Em cảm ơn chị nhé, em mặc thử cái màu cốm này một lần xem sao nhé. Đẹp lắm, shop ở đây bán 200k, chị Thùy Cận em chốt đơn. Bây giờ em mặc cho mọi người cái màu chưa bao giờ em mặc. Màu này là màu chưa bao giờ em mặc, em thử một lần đi. Bởi vì từ trước đến bây giờ là em hay kiểu bị an toàn. Có nghĩa là em hay mặc màu gì là em chỉ mặc màu đó. Hôm nay em mặc thử cho mọi người cái màu cốm này xem sao nhé. Giữ nhiệt, áo giữ nhiệt mua lại 3-4 lần rồi chị ạ. Giữ nhiệt hàng quá ok, hàng Linh luôn ok. Em cảm ơn chị Nguyễn Anh, em cảm ơn chị Bùn Nguyễn. Áo giữ nhiệt em mua 4 cái liền, siêu ưng chị ạ. Cảm ơn anh Hoài Anh, đến bản thân em cộng sổ nhá. Cộng là cái sổ mà em nhập hàng của Trung Quốc ấy, hơn 1 vạn áo rồi. Và bọn nó mời em sang cả hàng khác. Có nghĩa là mời là em mày, à, em mua áo giữ nhiệt tặng mẹ chồng mà thấy chất đẹp quá lại mua về để mặc. Cảm ơn cô Út rất là nhiều. Bản thân em Linh là chủ shop này, em tặng mẹ em, mẹ chồng em, dì bên nhà em, dì bên nhà chồng em, kể cả nói chung là sáng nay mới nhận 9 món không chê được. Em cảm ơn chị Trang Bi rất là nhiều. Áo giữ nhiệt chất đẹp, hàng đẹp đi với giá tiền xứng đáng mua. Em cảm ơn chị Nhím U Dâu Tây rất là nhiều. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Chia sẻ livestream giúp em, mọi người nhìn giúp em này. Cái áo giữ nhiệt là lần đầu tiên em Linh mặc màu cốm nhá. U là trời, có khi nào đây là một phát minh mới không mọi người? Màu cốm cũng đẹp vãi chưởng luôn. Trời ơi, mọi người nhìn giúp em này. Lần đầu tiên em mặc màu cốm, chưa bao giờ trên livestream em mặc màu cốm. Em chỉ mặc duy nhất là một lần mặc màu nâu, một lần mặc màu xanh dương và vô số lần mặc màu kem và màu đen. Còn không bao chưa bao giờ em mặc màu cốm mà màu sữa luôn. Hôm nay em mặc cái màu cốm các chị nhìn này. Tỏa con mẹ nó sáng luôn. Trời ơi nó trắng, mọi người thấy chưa? Em ơi nó trắng kinh khủng khiếp, giữ nhiệt nhà Linh chất lượng. Em thấy em nói sai mất lọc là em không biết là các chị có chê ở đâu không, có chê ở bất kỳ chỗ nào hay không thì em không biết. Nhưng riêng trong livestream nhà em, khi mà mọi người lên đây tương tác thì em chưa đọc được một cái comment nào chê cái áo giữ nhiệt được của em luôn. Và không phải tại sao, tại không phải tự nhiên mà một ngày nhà em cứ đi trung bình là 500 cái áo giữ nhiệt. Giữ nhiệt mặc thích dã man, có những livestream em bán 1.000 cái áo giữ nhiệt. Em cảm ơn chị Nga Đào rất là nhiều. Bây giờ nhìn test chất này, mọi người nhìn em test chất xong rồi thích thì hãng mua. Còn em nhắc sau đó em sẽ phân tích từ từ, mọi người nhìn này, tay áo này. Thấy chưa? Không hề làm quá nhá, không hề bị ố dề luôn nhá. Thả xong này, thấy chưa? Bây giờ em sẽ test độ ngang của nó này. Riêng 70 cân không vừa, chất quá đẹp vừa phải, mua rồi sẽ bị nghiện chị em. Em cảm ơn chị Trâm Huỳnh rất là nhiều. Bây giờ em xem độ ngang này, bề ngang này, mọi người thấy chưa? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, không hề làm quá nhá. Em chỉ làm đủ thôi nhá, mọi người thấy chưa? Bây giờ em lại thả ra này. Nó về form y như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà bán một cái giữ nhiệt mà được số lượng nhiều như thế này. Chưa bao giờ mà cuộc đời em mà gọi là bán được một cái giữ nhiệt hàng Trung Quốc mà hàng này là hàng đắt nhá, không phải hàng rẻ đâu. Ví dụ như giữ nhiệt Việt Nam mà cái mã mà em bán A2 ấy, à mình cọc rồi đợi mãi không có hàng, nhân viên bảo chờ mãi không thấy đâu là sao. Chị ơi cái này chị gọi hotline báo nhân viên kiểm tra đơn nhé, chị hỏi ở đây em không trả lời được đâu. Còn nếu như mà đã cọc rồi mà ví dụ như bên em chậm hàng mà các chị không thích, à, mà không chờ được, các chị cứ báo hủy đơn, bên em sẽ chuyển khoản lại nhé. À giữ nhiệt đỉnh luôn chị, em cảm ơn chị nhé. Giữ nhiệt 62 cân vừa không, em nói lại một lần nữa, 70 cân không vừa em cho các chị hoàn hàng lại được chưa? 70 cân không vừa em cho các chị hoàn hàng lại. Màu này mọi người nhìn cái chất của nó này, thấy chưa? Ghi của em mã này sẽ là gì? Giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại. Cho em xin bảng màu giữ nhiệt anh ơi, ở đâu rồi nhỉ? Bảng màu giữ nhiệt, em sâu bảng màu nhá. Em nói này, mọi người mua một áo, đây, chị giao hàng cho nhà em, khách nhận hàng ít khi kiểm hàng vì hàng nhà em quá đẹp, chị giao hàng cho nhà em, thế ạ, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Em nói này, khi các chị mua một áo, được một hộp này, hai áo, hai hộp này, bốn áo, bốn hộp nhỉ, 10 áo, 10 hộp nhỉ. Em gửi về cho mẹ chồng em bảo sao con gửi nhiều thế. Con bảo là, em bảo là con gửi về mẹ mặc bao nhiêu, mặc còn bao nhiêu mẹ cho ai, mẹ cho gì hay cho ai, tùy mẹ, bởi vì là cái áo này rất là đẹp, nên là không thấy bảng màu à? Cho nên là làm sao ạ? Cho nên là em bảo là khi mà bởi vì nó đẹp thì em mới mang về em tặng mẹ chồng và mẹ em, chứ còn không thì làm sao em mang đi tặng được. Thích bà này bán hàng như nào nói như đó, không nói điêu. Cảm ơn em rất là nhiều. Ví dụ em mã này sẽ là giữ nhiệt.
giữ nhiệt kèm màu giao hàng cho khách. Chị Toàn giới thiệu khách theo dõi Facebook nhé. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha chị ơi. Thì em mã này sẽ gọi cho em là giữ nhiệt màu xanh dương. Màu này cho em sẽ là màu đen, màu này sẽ là màu sữa, màu này sẽ là màu cốm, màu này sẽ là màu nâu và màu này cho em sẽ là màu kem. Được chưa? Cú pháp cho em là giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại 128.000. Em dám cam kết với 1.500 chị đang xem livestream ở đây này. Này các chị này, nếu như thấy ai bán bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại và không cần phải rẻ hơn. Mới nhận áo giữ nhiệt đủ màu đẹp xuất sắc. Em cảm ơn chị Phương Linh Minh rất là nhiều. Em nói lại một lần nữa, chỉ cần mua được ở đâu bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại và không cần phải mua được ở đâu rẻ hơn mà bằng tiền thôi. Bây giờ em mặc cho mọi người với cái phao ghi lê này đây. Phao ghi lê này em chốt trong live là 179.000. Kể cả cái áo này màu cốm mà các chị biết cách phối nó vẫn rất là đẹp, chứ không phải là chỉ màu kem với màu đen đẹp đâu. Nhưng chẳng qua là bình thường á, màu kem với màu đen là hai cái màu dễ phối nhất, thì em hay ưu ái hay mặc. Chị gì hai giữ nhật lên số đi, chị Uyên Tạ này, chị gì đấy, lần đầu mua hàng nhà Linh Hưng làm, em cảm ơn chị rất là nhiều. Mọi người đặt hàng mà không lên số điện thoại á, thì em nói thật lòng là mình chả cho vui, mình không bao giờ có đơn. Bởi vì bên em không thể nào mà tự nghĩ ra đơn được, tự nghĩ ra số điện thoại của khách để mà giao được. Ví dụ như là lấy cho chị áo giữ nhiệt, xong rồi làm sao mà em nghĩ ra là chị A, chị B này có số điện thoại là bao nhiêu. Các chị phải lên số chứ, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là những giữ nhiệt kem, và em đang mặc cái áo cốm ở đằng trong này, đỉnh chưa? Em đang mặc một cái áo màu cốm ở đằng trong, em đã nói rồi. Nhà chị Linh giữ nhiệt rẻ nhất luôn, thị trường toàn 160k đổ lên. Thế nên em mới to mồm ở trên livestream của em là mua được ở đâu bằng tiền em cho hoàn hàng lại. Còn nếu như em bán rẻ nhá, không, các chị thử đi một vòng tất cả các những người bán livestream, hay là những người hot girl, hay là shop ship các thứ, có ai dám nói như thế trên livestream giống như em không? Mới nhận quần Q60, quần xịn với áo nỉ chữ R đẹp xuất sắc nhé. Em cảm ơn chị Lệ Sương rất là nhiều, được chưa? Cho nên là em chỉ nói đơn giản này này, các chị cứ lấy hai chiếc hàng đến, các chị kiểm tra hàng đẹp thì mình lấy cả hai, không đẹp mình hoàn cả hai. Mình nghe kỹ cho em chỗ này này. Đây mọi người nhìn giúp em. Anh lên lấy cho em mấy cái giữ nhiệt đấy đi anh ơi. Màu kem, màu đen gì cũng được. Ở đây toàn hộp không thôi. Em cho các chị xem một cái màu nâu nhá. Đây này, đấy toàn hộp không thôi. Khi các chị bóc hàng ra, nó sẽ như thế này. Tại sao mà một livestream em toàn bán 5-700 và có những livestream em bán 1.000 áo giữ nhiệt, và không có một ngày nào mà nhà xe không giả hàng. Trung Quốc nó bảo em, tại sao mày không bán sang mã này, tao có mã này mới này, tao có cả mã này xịn lắm mày ơi các thứ. Tao bảo, em bảo không, tại vì tao đang bán mã này rất đắt hàng, cho nên tao phải bán đến lúc là khách của tao không mua nữa, thì lúc đấy tao mới mua sang mã khác của mày được. Vision đang hot như này, bao nhiêu người khen nhầy, xong rồi bao nhiêu người mua thêm này, tự nhiên em điên đâu em đi chuyển sang mẫu khác. Bây giờ nó là thành kiểu như là gần như em là người đầu tiên trên thị trường livestream cái mẫu giữ nhiệt này luôn. Bây giờ mới bắt đầu có nhiều người like này, còn đợt trước là có mình em like thôi. Và bán em bây giờ hơn 1 vạn chiếc thì thị trường mới bắt đầu bán. Và kể cả em bán hơn 1 vạn chiếc thị trường có bắt đầu bán đi nữa, em vẫn cam kết là em bán rẻ hơn kể cả thị trường bán sau. Như thế đã đủ uy tín chưa? Và nếu một câu nữa này, nếu như phát hiện ra đây là hàng xưởng Việt Nam hay là hàng Trung Quốc mà lại hai, em hoàn cho các chị 100 lần giá trị áo này. Cứ lấy 128.000 nhân 100 lần lên. Được chưa? Mọi người nhìn giúp em này. Đây nhìn hàng chuẩn của nó, mã số của nó 2281 và 228 đây này. Đây em rơi cho các chị xem này. Đây, 1.000 áo như 100 áo, các chị thấy chưa? Ghi giúp em mã này sẽ là giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại. Màu em đang mặc sẽ là màu cốm. Lần đầu tiên trong đời em Linh live stream màu cốm, mặc màu cốm luôn đó mọi người. Màu này cho em sẽ là màu nâu này, màu này sẽ là màu cốm này. Đây vẫn là nâu luôn, sao ông lấy toàn màu nâu vậy ông, được chưa? Ý em là cho mọi người xem cái hộp xịn sò nha, được chưa? Em sâu lại bảng màu một lần nữa và em qua mẫu. Còn cái áo bên ngoài này ghi giúp em là ghi lê phao. Ghi lê phao này em chốt trong line là 179.000. Em có này, ghi lê phao màu sữa, ghi lê phao màu đen và ghi lê phao màu nâu. Ghi lê phao kèm màu và kèm số điện thoại 179.000 nhá. Gọi hotline nói họ không biết khi nào hàng về là gì ạ? Nhắn tin shop không giải quyết, sắp 10 ngày mình không nhận được hàng chị ơi. Nếu như mà gọi hotline mà nhân viên báo không biết khi nào hàng về thì chị cứ báo là thế thì chuyển loạn tại tiền cọc cho mình nhá. Bởi vì là thật sự là nhân viên không biết được hàng về là đúng ấy. Chỉ có mình em biết thôi. Chỉ có mình em biết được hàng về thôi. Còn các bạn ấy thì không thể nào trả lời được cho các chị là chính xác là mã này ngày nào sẽ về và mã này ngày nào sẽ về. Ngay cả bản thân em cũng chỉ trả lời được trong cái khoảng bao giờ về thôi. Bởi vì hàng Trung Quốc làm sao mà mình chắc chắn được. Thế nên là em đã nói rồi, mua hàng nhà em ấy, nếu như các chị xác định nhanh và muốn nhận hàng luôn và ngay và luôn á, thì em khuyên là không nên mua. Tại vì không thể nào nhanh được, không bao giờ nhanh được luôn. Còn nếu như các chị chờ được hàng thì các chị vui lòng chờ giúp em. Còn ví dụ như trường hợp nào mà đơn hàng quá nhiều hay là một lần bom hàng thì bên em mới bắt cọc. Còn nếu không thì các chị chỉ mua với hình thức là ship code thôi nhá. Đừng chuyển khoản trước làm gì, xong các chị lại nóng ruột, xong các chị này cứ bảo là tôi chuyển khoản 10 ngày tôi vẫn chấp nhận được hàng, chuyển khoản 1 tuần. Em biết là tâm lý của tất cả những khách hàng mà đã chuyển khoản trước thì luôn luôn là mong hàng hơn những cái khách bình thường. Thế nên em nói luôn là trừ khi là bên em bắt cọc
Còn nếu không các chị đừng chuyển khoản trước giúp em. Bên em sẽ ưu tiên cho khách ship code, thế cho nó dễ, được chưa? Chứ còn nếu ai đã xác định bom hàng thì không bao giờ mua được hàng của nhà em lần hai. Cái đấy là điều chắc chắn. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là phao ghi lê kem. Màu này cho em sẽ là phao ghi lê nâu. Màu này cho em sẽ là phao ghi lê đen. Và màu này cho em sẽ là phao ghi lê sữa. Em chốt trong live stream là 179.000 nha các chị nha. 179.000 đồng bao giá thị trường. Ví dụ em mã này sẽ gọi là phao ghi lê và giữ nhiệt kem nhá. À giữ nhiệt cốm. À lên lại à, lên váy hot đi chị. Váy hot ngày hôm qua mặc phát lên view luôn. Ngày hôm qua bán váy hot được gần 800 mà cái livestream của em hôm qua là bị fail, gọi là bị hãm ấy, bị hãm. Còn nếu như mà nó không bị kiểu như là nó không bị mất tiếng và tắt like đi ấy, thì chắc chắn em phải bán 1.000 con. Nhưng bởi vì nó bị mất tiếng và em phải tắt like khi mà còn tận 1.500 người coi, thành ra em mới bán được có 800 váy đó mọi người. Bây giờ thêm phát trưa nay đã chắc chắn luôn là 1.000 váy. Ghi em mã này sẽ gọi cho em là giữ nhiệt cốm là màu em đang mặc này, đỉnh chưa, màu cốm này. Cho nên là bình thường em không mặc màu nào thì không có nghĩa là màu đó không đẹp, chỉ có điều là em hay mặc những cái màu mà dễ phối. À tức là ví dụ giữ nhiệt thì em sẽ mặc những cái màu mà mọi người, tức là mọi người mua nhiều hơn. Còn ví dụ những cái hàng khác thì màu nào càng khó mặc em lại càng hay mặc mọi người ạ. Giữ nhiệt cốm là màu này đúng không, xanh dương, đen, sữa, cốm, nâu và kem. Hai màu em bán đắt hàng nhất đó là màu đen và màu kem, được chưa? Còn hôm nay mới mặc mỗi màu cốm thôi. Eo ơi váy điệu đẹp ơi là đẹp, em cảm ơn chị Tuyết nha. Eo ơi thề chị Tuyết ơi, sao chị tập yoga giỏi thế? Sáng nay em vừa nhìn thấy ảnh chị tập yoga các kiểu như này, em bảo ôi sao giỏi thế. Em nói thật là người em nó cứng đờ đờ ấy, không bao giờ, chắc là không bao giờ tập được kiểu như vậy á. Mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Cái chất của nó này, co giãn này, thấy chưa? Thôi em qua mẫu luôn nhé. Giới thiệu giữ nhiệt này là quá lâu và quá nhiều rồi mọi người ơi. Giữ nhiệt hai đen, hai kem, hai cốm. Chị ơi lên số đi chị. Mình là nào giữ nhiệt váy đen. Váy đen là cái gì? Váy đen là váy gì chị ơi? Em ở trong miền Nam, chị lấy thêm nhiều màu nữa cho chị. Miền Nam mà mặc được giữ nhiệt à? Quần em đang mặc sẽ là quần tam giác. Em qua mẫu luôn nhá. Lên mã tiếp theo. Lên mã tiếp theo nha các chị ơi. Lên bộ đi chị. Ok, thế bây giờ em lên cho một người bộ gì ạ? Bộ tay kẻ. Một cái bộ mà phải gọi là đình đám, đám đình luôn. Chị Ngọc Huyền lên số đi ạ. Phao ghi lê 40 cân vừa không? 40 cân mặc rộng lắm chị. Mặc rộng lắm. Phong to. Đây. Đây, một cái bộ mà đình đám, đám đình nhà em đây. Váy V88 đi chị ơi. K100 về rồi. Dạ, K100 về rồi chị ạ. Em về rồi. Để nhìn giúp em này. Đây. Nhìn cái form quần và nhìn cái chất quần nhá. Đây. Các chị nhìn hộ em cái. Này. Toàn bộ là gì? Vẫn là chất hai da. Năm nay là em trung thành chân nái về cái chất này luôn. Phải nói là chân nái cuộc đời em luôn ấy. Em phải bán nó sướng, mặc nó sướng mà đắt hàng nó sướng ấy mọi người. Mang áo N2 thôi. Em không bán N2 đâu, đầu live rồi em bán 500 con N2 rồi thôi các chị ơi. Lên quần tam giác chị mặc, chứ đang mặc rồi còn lên cái gì nữa trời. Em qua mẫu xong rồi nhá. Tí nữa em quay lại này. Em vừa nhận xét tay kẻ chất đẹp sờ nặng trịch chắc luôn chị. Cảm ơn Nhật Linh rất là nhiều từ ngày hôm qua rồi, rất nhiều phản hồi bộ này và chưa có một người nào chê. Em thề, em có tâm sự với các chị là sao? Là ngày đầu tiên em tung bộ này ra thì em có nói là thật sự bộ này là em nhập đã là đầu 2 rồi. Cho nên là em chỉ dám gọi thử mỗi màu của 40 mấy bộ thôi. Vì thật ra là ở cái shop Linh Jean là không có một cái gì đến 200.000. Cái túi sách là không tính nhá. Cái túi sách với những cái hàng Quảng Châu mà xịn sò, sục xiếc các thứ là không tính. Mà em đang tính quần áo nhà em thì không có một cái gì đến 200.000 ở thời điểm này. Thì đến khi cái bộ này mới có đến 230 mấy nghìn, em mới nói là ôi đắt này không biết có bán được không. Và cuối cùng là tối ngày hôm đó và trưa ngày hôm sau em bán được 900 bộ này. Em ơi bán ngang với cả bộ tăm luôn đó mọi người. Bán ngang với cả bộ tăm luôn, dã man con lợn luôn đó mọi người. Ví dụ em mã này sẽ là gì ạ? Bộ tay kẻ. Nhưng hôm nay thì gì ạ? Thì không. Ô anh, lên lấy cho em bộ màu sữa tối qua hàng về xem nhóp nhóp xem còn bộ nào không. Màu sữa này tối qua hình như về được hơn 100 bộ đấy. Đặt áo nỉ chữ R chốt lâu lắm rồi mà không thấy ai ship. Ô thế chị báo kiểm tra đơn giúp em nhé. Tại vì là nỉ chữ R nhà em giải hết đơn rồi mà. Em có nợ đơn nữa đâu. Hôm trước em về 1.001 con là em đã giải hết đơn rồi mà. Sao thế nhở? Mọi người chia sẻ live stream giúp em nha. Này, xét tay kẻ kèm màu kèm số điện thoại. Cái thứ nhất, em bao cho các chị là không ai bán chất này ở trên thị trường. Form dáng như thế này luôn. Cái thứ hai, nếu như một thời gian nữa thị trường có bán, nghe kỹ chỗ này giúp em, rẻ hơn, em vẫn cho các chị vào đây bóc phốt em thoải mái luôn. Kể cả là một thời gian nữa người ta có mua được hàng sale, em khẳng định nhá, bộ này trên thị trường đang bán sỉ với giá là 290.000 một bộ. Đấy là giá sỉ. Thì giá lẻ vào tay, nếu kể là em mà nhập 290 em cũng phải bán là hơn 300. Chứ đéo bao giờ mà nhập 290 bán 299, em cũng chưa bị thần kinh, đúng không?
Và bây giờ em đang bán cho khách chỉ là 232.000 đồng một bộ. Em thề là khách nhận hàng chưa có một người nào chê. Ai cũng bảo trời ơi sao cầm nó nặng trịch mà nó dày như thế. Từ từ, xách tay kẻ màu em đang mặc là màu mới. Về được có 50 bộ thôi và 5 ngày nó về tiếp. Ví dụ em mã này sẽ là thép tay kẻ màu đất. Màu này sẽ là màu đất, màu này là màu mới nhất. Màu này là màu mới nhất. Màu tiếp theo cho em là gì? Em mới nhận được áo len mịn. Trời ơi đỉnh lắm chị ơi, màu xinh lắm. Cảm ơn Lê Hoàng Bảo Trâm rất là nhiều. Màu này sẽ là xách tay kẻ màu nâu. Màu này là màu đắt hàng nhất, đó là set tay kẻ màu đen. Và một màu nữa là bây giờ ông anh em mới lên lấy được bộ mẫu, còn tối ngày hôm qua không hề có bộ mẫu luôn nhá. Đó là màu sữa. Màu sữa đúng không? Đưa lên cho em xem nào. Đúng rồi, màu đấy là màu sữa chính xác. Màu đấy sẽ là màu sữa. Thì hôm trước ấy, cái màu đen là cái màu em bán được nhiều nhất. Màu sữa với màu nâu là hai màu bán ngang nhau, tức là mỗi mẫu hơn 200 bộ, còn màu đen là bán được 400 bộ. Và hôm nay là về thêm các màu đất rất là xinh, em dơ cho khách luôn. Đây, và màu này cho em sẽ là gì ạ? Màu sữa, đấy, màu này cũng đỉnh cao luôn. Xét tay kẻ, kèm màu và kèm số điện thoại. Nhưng mà em nói luôn là hết rồi đúng không anh? Còn bộ à? Còn ít thôi mọi người ạ, cho nên là em chỉ dơ thôi nhá. Em sẽ không mặc màu này nữa đâu, bởi vì còn ít thôi. Đơn vẫn đang thiếu rất là nhiều cái màu này. Ghi hiểu em mã này, đặt lúc tối qua chưa thấy gọi chốt đơn. Dạ chị ơi, chưa đến lượt đâu. Đơn tối qua và đơn chiều nay nhà em sẽ phải gọi trong vòng 3 ngày, là ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia thì mới hết được đơn, lúc nào cũng sẽ là như thế. Không bao giờ có chuyện mà em bán mà kiểu như là hết được like mà hết được ấy đơn đâu nha. Ghi hiểu em mã này sẽ gọi là gì ạ? Xét tay kẻ màu sữa, màu này cực kỳ đắt hàng nhưng mà tối qua là không có cả bộ mẫu luôn. Nên thôi hôm nay em cũng chỉ dơ cho mọi người biết thôi chứ em sẽ không mặc màu này đâu nhá. Vì là hiện tại nó vẫn đang thiếu đơn. Mọi người nhìn giúp em này. Mang cái áo 98k nói không ai tin. Cảm ơn em. Màu này là màu sữa này. Màu em đang mặc mới về, ôi nó đẹp kinh khủng. Em bảo không đẹp cho vả vào mồm. Mọi người nhìn giúp em này. Đấy. Cái màu này, ôi nó trắng này. Nó trắng kinh khủng khiếp luôn, mọi người thấy chưa? Đấy, cái mặt của em nó đang đỏ, mọi người thấy chưa? Còn cái tay này, nó trắng đây này, mọi người thấy không ạ? Ghi hiểu em mã này sẽ gọi cho em là set tay kẻ, màu này là màu đất. Còn màu đắt hàng nhất á, là màu đen là bán được nhiều nhất. Màu này sẽ là set tay kẻ màu nâu, màu này cũng đắt hàng ngang với màu sữa nhá. Còn cái màu đất này thì mới từ tối hôm qua. Và tối hôm qua thì hình như là em bán được hình như là 100 mấy chục bộ đấy. Thì em đang phải gọi hàng về thêm vì mọi người chịu khó chờ lâu một tí. Và màu này sẽ là màu đắt hàng nhất, đó là màu đen. Xét tay kẻ, kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream cho các chị là bao nhiêu ạ? 232.000. Mọi người nhớ giúp em này. Chất liệu em đang bán, chia sẻ đây anh ơi. Chất liệu em đang bán là chất liệu nỉ hai da. Không phải nỉ da cá, cũng không phải nỉ chân cua, càng không phải nỉ bông. Em nói thật với mọi người nhá, nỉ bông năm nay người ta mời em những cái áo mà kiểu như này, 80 nhập vào 80.000 một áo, 80.000 một áo nhá. Còn con nào mà form to lắm thì là 90.000 một áo. Nhưng thật sự là năm nay khi mà em nói thật, kể cả các chị khi mặc cái chất này rồi, các chị sẽ không muốn mặc chất nỉ bông nữa đâu. Vì bản thân em mọi năm em vẫn bán nỉ bông bình thường, nhưng năm nay có cái chất này nó đẹp quá nên là em quên nỉ bông luôn, không bán nữa. Tại vì sao ạ? Nỉ bông mà các chị mặc theo thời gian là nó sẽ bị sổ. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bị dính lông. Dính lông siêu nhiều luôn. Các chị chỉ cần giặt một cái nỉ bông và một cái quần legging mà chung với nhau trong một cái máy thì các chị biết tay luôn, được chưa? Nhìn chất nhà em này, mặt trong nó là màu trắng và không có một cái sợi lông nào. Bởi vì nó là ép hai tấm vào nhau, có nghĩa là người ta như thế người ta mới gọi là hai da tức là hai lớp đó mọi người, được chưa? Em qua mẫu này ở đây nhá. Xét tay kẻ màu em đang mặc sẽ là màu đất. Xét tay kẻ màu này cho em sẽ là màu đen. Và xét tay kẻ màu này cho em sẽ là màu nâu. Và màu cuối cùng là màu sữa. Được chưa nào, em qua mẫu ở đây nha các chị ơi. Mắt không mở được. Được chưa? Mình có đơn áo giữ nhiệt đặt bộ nỉ chứ rồi. Chị ơi em không check đơn được ở đây đâu chị ơi. Chị thông cảm giúp em chứ em không check đơn được ở đây đâu. Cần thì chị gọi hotline. Còn nếu như mà chị không chờ được hàng á, thì chị cứ báo hủy đơn giúp em nhá. Thật sự là đang trên live stream, các chị cứ bắt em phải check đơn, làm sao mà em check được. Đùa, không thể nào mà check được ấy mọi người. Sục em đang đi, có 98.000 thôi. Nè, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 35, 36, 37, 38, 39 và 40. Nghe kỹ giúp em nhé. À, lên áo xẻ tà đi Linh, không phải xẻ tà, cái đấy là xẻ ngực. Chị cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu? Chị cao 1m6 và chị nặng 49 cân em ơi. Cao 1m6 và nặng 49 cân. Trời ơi, xét tay kẻ này của con gái chị ơi, nhìn cái chất này. Và toàn bộ cái kẻ hai bên thân này nhá là thêu. Em nói thật, một cái đồ bộ mà em bán lên đến 200 mấy chục nghìn, thì các chị đừng hy vọng rằng các chị mua được ngoài thị trường dưới 300.000. Còn ví dụ như cái bộ thêu này em sell cho mọi người có 158 thì thị trường nó đã bán 100, 200, nó đã bán 199, 229 các thứ rồi, đúng không? Bộ này này, bộ này em bán có 158 chuẩn cái chất này luôn, đúng chưa? Thị trường nó bán rẻ nhất cũng phải là tầm 199 hoặc là 229 hoặc là 249 tùy chỗ. Có những chỗ chạy quảng cáo bán 259.000 một bộ, đúng chưa?
Em qua mẫu nhá, set tay kẻ màu đất đẹp dã man luôn, các chị nhìn này. Trời ơi. Ôi là trời là đất cái form này, cái chất này. Ôi mặc cái màu này nó trắng vậy gọi là không đỡ được luôn. Sụp da chưa về chị ơi, rồi bây giờ lên tiếp cái gì nhỉ? Em nào bảo em lên cái gì phải lên Q40 đi nhá. Em lên Q40 và em mặc về cái gì ta? Sát nách đi, mặc về sát nách đi, sát nách về nhiều hàng rồi. Ok, Q40 của em đây. À không phải, Q gì nhỉ? Q30. Đây. Q30 kèm màu và kèm số điện thoại. Q30 là ngày hôm nay nhà em về thêm được 200 con hay sao, cho nên là em sẽ lên Q30 và em sẽ mặc với sát nách, sau đó em có thể khoác với cardigan bên ngoài kiểu vậy nha mọi người nhá. Mọi người nhìn giúp em này. Đấy. Q30 nhà em, ai mua rồi cho em xin một câu phản hồi. Xét tay kèm màu đất. Chị Loan Phạm ơi, chị lên số điện thoại giúp em. Các chị đặt hàng lưu ý này. Không lên xét tay kẻ 232.000 đồng một bộ. Em nói này, riêng cái chất này mặc quên, tức là mùa đông gặp các chị là khóc thét luôn. Eo ơi ấm vãi trưởng luôn ấy. Bộ tay kẻ vừa xong cho mình xem lại với, dạ đây ạ, độ tay kẻ đen, bộ tay kẻ nâu và bộ tay kẻ đất chị nhá. Anh đứng dậy kẹp kẹp lại cho em cái bộ đất, em giơ lại cho khách cái này. 65 cân chắc chắn là mặc được set tay kẻ rồi chị ơi. Đấy, set tay kẻ Q30 đẹp xỉu chị ơi. Cảm ơn Vũ Hồng rất là nhiều đấy. Em đang mặc Q30 màu đen và bây giờ em sẽ mặc với sát nách cho các chị nha. À, lên quần jean ta khác đi chị. Quần tam giác em mua hai màu mặc sướng lắm. Cảm ơn Diễm Thi. À, đợt này nhà chị thì không có nhiều quần jean lắm đi em. Đây, bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái sát nách này. Và sát nách này em chốt trong line là 69.000. Hotline là chị ơi, hotline tí nữa giờ hành chính chị gọi giúp em chị ơi. Giờ này các bạn ấy đang nghỉ. Sục đi có nặng không? Dạ không, bình thường ạ. Với cả là gọi một cuộc không được thì các chị gọi nhiều cuộc giúp em. Anh kẹp cho em cả cái màu sữa luôn đi. Đây màu sữa bên này. Tại vì hotline là một ngày cả hàng 200 người gọi chứ không phải 100 người gọi đâu ạ. Vì một ngày nhà em đi bao nhiêu nghìn đơn như thế thì sẽ có những người là gọi điện hỏi kiểm tra đơn, những người là bị nhầm hàng, những người là bị sai hàng, những người là bị hàng lỗi là người ta sẽ gọi vào đó hết. Thành ra là rất nhiều người gọi, nên các chị đừng có hy vọng là gọi một phát là được luôn. Lưu ý giúp em là như thế nhá. Ví dụ em áo này sẽ là Q30 và áo em nó mặc sẽ là sát nách. U là trời sao hợp thế. Bây giờ em khoác thêm cái cardigan lông thỏ bên ngoài nữa. U là trời. Đây, em khoác thêm cái cardigan hay là em khoác thêm cái cardigan cao cấp nhỉ? Ôi, ôi nay em vừa nhận váy điệu xinh ưng lắm chị Linh ơi. Phòng em 8 đứa thi nhau hỏi mua em ơi. Cảm ơn Ly Hương rất là nhiều. Giới thiệu cho chị với nha. Giới thiệu các chị em bạn gì và ui tao mua chị số Linh Jean này đẹp lắm các thứ nha. Xong rồi để người ta còn vào mua nhá. Đấy, phòng em 8 đứa mà đứa nào cũng hỏi mua các chị thấy chưa? Thế thì sau cái này phải lên váy điệu thôi. Để lên váy điệu để nhảy phát 200 đơn cho nó sướng đời mọi người ạ. Đây này mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Đấy, áo đang mặc sẽ là sát nách và em có đủ màu nhá. Bây giờ em giơ lại bằng màu tay kẻ này. Vừa nhận được ba lô nhà chị Linh xong, da mềm đẹp xỉu. Cho em mượn con ba lô anh. Vừa nhận được ba lô nhà chị Linh xong, con kia da mềm đẹp xỉu đây gần hết rồi. Ba lô chỉ còn, cảm ơn Trần Yến Nga, chỉ còn khoảng 20 cái nữa là hết. Các chị có biết tại sao mà tối ngày hôm qua em không like không? Bởi vì là đơn cũ chưa chia hết, cho nên là tối qua em không cần like ba lô luôn á. Váy điệu đẹp lắm chị ơi, cảm ơn Ngọc Ruby rất là nhiều. Trời ơi, mặc cái set này thì nó trẻ gọi là vô đối, không có đối thủ luôn. Anh cho em xin cái con sắt nách đen đi, sao lại thiếu màu đen anh nhỉ? Đây, thiếu của em cái màu đen rồi anh ơi. Này, sắt nách kèm màu và kèm số điện thoại. Tay bồng đâu chị ơi, váy điệu đẹp lắm chị ơi. N1 đẹp lắm em ơi, còn không em? Chị không thấy like. Ô N1 là cái gì em còn chưa loát lại được nữa. Xanh xanh đen đỏ đỏ. À hình như con. Hàng hôm nọ về nhưng mà em chưa bán tiếp tại vì em phải giải hết đơn đó chị. Ba lô em chỉ bán một màu này thôi. Ba lô và cách số điện thoại này. Em thề. Ba lô này bản thân em Linh đã mua cách đây, đang mặc váy điệu nhà chị Linh xinh ai cũng hỏi. Cảm ơn Tiết Trinh rất là nhiều. Chị Linh, Linh lên số điện thoại giúp em, các chị thấy chưa? Có bất kỳ một comment nào chê cái váy điệu nhà em không? Cho đến giờ phút này nhá. Là ngày bao nhiêu? Bây giờ là mấy giờ? 1 giờ chiều ngày 28 tháng 10. Tổng số lượng váy này em đặt đã cán mốc 4.000 váy rồi. Em nói sai em mất sạch lầu luôn. Tức là nhà sản xuất người ta chưa giả em hết được 4.000. Nhưng em số lượng mà em đã đặt cho người ta làm là lên đến 4.000 cái váy này rồi. Thì các chị nghĩ rằng là em bán váy này có đắt hàng hay không ạ? Cái váy này là cái váy đánh dấu mốc trên cái hành trình bán quần áo của em luôn. Chứ không phải nó chỉ đơn thuần là một mã váy đâu mà nó còn gọi là nó thay đổi cái giới hạn của bản thân em luôn á. Cái này ghi giúp em là ba lô 286.000. Ba lô 286.000. Bản thân em đã có cái ba lô này cách đây hình như là hơn nửa năm rồi. Và lúc đó em mua trong store là 6.500.000, 6.000.000 mấy, không nhớ lắm nữa, được chưa? Còn bây giờ em sẽ sâu bảng màu sắt nách cho các chị này. Nhà em không nhận xỉ nữa nhá. Hiện tại là dừng nhận tất cả các xỉ, không nhận nữa, được chưa? Ai thích hàng nhà em thì các chị mua lẻ. Ai thích hàng nhà em thì các chị mua lẻ. Bởi vì em cam kết rằng là các chị mua nhà em là lẻ.
vẫn rẻ hơn các chị đi các chợ đầu mối hay các nhà xỉ khác đó. Thế nên là các chị mua nhà em về, các chị kênh 30.000 lên, các chị 40.000 lên, các chị bán, các chị vẫn mang tiếng là bán rẻ nhất cái khu mà các chị ở luôn, khẳng định luôn là như thế. Cho nên là giờ đến giờ phút này là nhà em không nhận đơn xỉ nữa. Còn tại sao thì các chị biết rồi đó, bởi vì luôn luôn trong tình trạng quá tải, không có đủ vị, không có đủ nhân viên để làm và cũng không có đủ hàng để bán cho lẻ, thì lấy đâu ra nữa hàng bán cho xỉ. Và khi mà bản thân mình không thể phục vụ được thì thôi, tốt nhất là mình đừng có tham như thế, xong rồi mất công xỉ người ta cọc tiền rồi cứ ngồi chờ mệt mỏi ấy mọi người. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là sát nách màu nâu, màu này cho em sẽ là sát nách màu vàng, màu xanh, màu đen, màu hồng, màu sữa và màu trắng. Sát nách kèm màu và kèm số điện thoại 69.000 đồng một áo, và bên em chỉ bán từ 2 áo thôi nhá, được chưa? 69.000 đồng một áo. Thứ nhất là đã bao giá được chưa, và thứ hai nữa là phải lấy từ 2 áo nhá. Một áo bên em không thể đi đơn được, nghe kỹ giúp em. Ví dụ em mã này sẽ là sắt nách nâu, màu này sẽ là sắt nách vàng, màu này sẽ là sắt nách xanh, màu này sẽ là sắt nách đen, màu này sẽ là sắt nách hồng, sắt nách sữa và sắt nách trắng. 69.000 đồng một áo, chất len hàng Quảng Châu, phát hiện ra sửa Việt Nam, hoàn hàng ngay lập tức, được chưa? Còn em sâu lại bảng màu bộ gì ạ, em sâu lại bảng màu bộ gì ạ? Bộ tay kẻ một lần nữa, nhiều chị cứ hỏi lại cho chị xem lại bộ tay kẻ đây. Em sâu lại bảng màu một lần nữa nhé. Màu đầu tiên, màu này sẽ là bộ tay kẻ nâu, 232.000, bao giá các thể loại giá trên thị trường, 232.000 bộ tay kẻ nâu. Màu này là màu đắt hàng nhất, gọi là bộ tay kẻ đen. Em nói này, toàn bộ cái phần sọc tay này, toàn bộ cái phần thọc quần này, toàn bộ chữ C đều là may thêu trực tiếp, không có một cái họa tiết nào là in cả. Set tay kẻ màu này là một màu siêu đắt hàng, đó là màu sữa. Và một màu cuối cùng là màu mới nhất, đó là màu đất, được chưa? Set tay kẻ kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong live stream là 232.000. Và em qua mẫu luôn ở đây nha các chị ơi. Anh ơi treo lại cho em cái nặng quá. Nói thật, bốn cái bộ này nó phải rơi vào tầm 3 cân. Em nói thật là hơn cả gì, hơn cả đánh tạ luôn á. Anh cho cái bộ xích xuống, anh treo vào đó cho em bộ xích hết rồi, được chưa? Ghi ở em mã này sẽ là sắt nách, và quần em đang mặc sẽ là Q30. Em sẽ giới thiệu nhanh cái quần Q30 của em này. Quần Q30 của em thì có tất cả là 3 màu và có tất cả là 2 size SM nha. Sắt nách một chiếc bên em không đi đơn đâu. Quần Q30 của em thì có tất cả là gì ạ? 3 màu và 2 size. Màu em đang mặc sẽ là màu đen, màu này cho em sẽ là màu trắng và màu này cho em sẽ là màu nâu. Nhớ giúp em này, dưới 55 cân tuyệt đối chỉ lấy size S. Mọi người ơi, chia sẻ like và đẩy view lên giúp em nhé. Live stream này em tặng cho 2 người chia sẻ live stream nhiều nhất. Người đầu tiên 200.000 đồng, người thứ 2 100.000 đồng, tổng là 300.000 đồng thôi. Và phải tương đương với bao nhiêu ạ? Tổng là 300.000 đồng và phải tương đương với ít nhất là 2.000 lượt chia sẻ. Còn mọi người không chia sẻ không bao giờ em tặng. Bởi vì là mọi người tiếc lượt chia sẻ với em. Sáng nay vừa nhận tay kẻ chất đẹp dã man, dày xịn nhé. Em cảm ơn chị Hằng bấm rất là nhiều. Sáng vừa nhận bộ tay kẻ này chất đẹp dã man, dày xịn nhé. Đấy, lại một phản hồi nữa về bộ tay kẻ. Chưa có một người chê, em thề là không có một ai có thể chê nổi cái bộ này luôn á. Mọi người nhìn giúp em này, đấy. Cứ khách vào nhìn thấy lại khen, rồi khách vào nhìn thấy là Linh ơi cho chị xem cái bộ kia, bộ này, được chưa? Q30 hôm nay bán 137.000. 137.000 vẫn bao giá. Q30 em có màu trắng, Q30 em có màu nâu và Q30 em có màu đen. Nhớ giúp em này, dưới 55 cân chỉ mặc size S, từ 56 đến 70 cân mới mặc được size M. Và 70 cân không vừa size M em cho các chị hoàn hàng lại và không cần đổi sang sản phẩm khác, được chưa? Bởi vì form của nó rất là to. Bây giờ em lên cho một người mã tiếp theo, được chưa? Chị nào lấy nữa giúp em. Em đọc lại sắt nách một lần nữa này. Sắt nách màu em đang mặc sẽ là màu gì ạ? Màu nâu. Màu tiếp theo sẽ là màu vàng, màu xanh, màu đen, màu hồng, màu sữa và màu trắng. 69.000 đồng một chiếc. Chân váy tầng đi chị Linh, ok. À, chân váy tầng đang hết hàng rồi, không được chưa? Bây giờ em lên chân váy bò. Cái chân váy bò này ngày hôm qua em bán được hơn 300 chiếc. Hơn 300 chiếc mà tổng số lượng em đặt là 400 chiếc. Quần tây lưng chun đấy gọi là Q44, tí nữa em sẽ lên sau. Bây giờ em sẽ lên cho một cái chân váy bò này. Siêu hot hit ngày hôm qua, em sẽ mặc cho các chị xem. Sao em cởi cái áo này, sao em mặc cái cardigan bên ngoài siêu hợp, mất tiếng rồi ạ. Thật á? Em ơi mất tiếng nữa chắc em bỏ mẹ live stream luôn á. Thề. Hãm quá đi mất. Không phải đúng không? Có một người bị mất tiếng thôi. Yêu em nói thật với các chị chứ, bà nào bị bệnh tim mà live stream kiểu này chắc nhất. Bà nào bị bệnh tim ấy mà đang live stream mà cứ đang live stream là mất tiếng á. Chắc muốn chửi nhau luôn đó mọi người. Ờ chắc là vẫn được, chắc là nếu như ai bị mất thì thoát ra vào lại, còn lúc nào mà tất cả mọi người cùng đồng thanh là mất tiếng hết, à cùng comment là mất tiếng thì lúc đó là mất hết nha mọi người. Thì em má này sẽ gọi cho em là chân váy bò. Ôi u là trời, chân váy bò này em cất một cái ở nhà luôn rồi. Cất một cái ở nhà luôn rồi đó mọi người. Vẫn nghe được mà chị, ok. Các chị nhìn giúp em này, ôi siêu trẻ luôn á. Siêu trẻ luôn đó mọi người. Đây, này.
đặt thêm mẫu không có ai rep lại đây em ơi, chị nói rồi nhà, chị chốt là chốt luôn. Chứ khi chốt ba lô xong các chị lại chị ơi cho em thêm cái này thêm cái kia, đi đơn rồi là không thêm được nữa nha các chị nha. Kiểu em bán này sẽ gọi cho em là gì nào, này chân váy bò và cách số điện thoại 157.000. Em nói với mọi người này, váy bò này của em á, đây này, nó là chất bò mềm, bò mềm giãn, không phải là cái bò cứng đơ mà chưa qua xử lý đâu nhá. Bò này nó là bò mềm giãn rất là đẹp và form dài, hai bên có túi, đằng sau có chun nhẹ, hai size SM, dưới 55 cân mặc S, từ 56 đến 70 mặc M. Trời ơi mặc này siêu trẻ luôn các chị ơi, trời ơi mọi người thấy chưa, mặc này ơi xinh xỉu với mọi người. Ghi của em mã này sẽ gọi là chân váy bò và sát nách đâu, mặc nó sáng ra một cách khủng khiếp luôn. Bây giờ em định mặc thêm cái cardigan bên ngoài nữa cho các chị nhé, mặc thêm cái cardigan lông thỏ. Cardigan lông thỏ này là 148.000, nay vừa nhận hàng, ba lô bộ tay kẻ đẹp lắm, ưng lắm luôn chị ạ. Cảm ơn Hường Bùi rất là nhiều, mọi người thấy chưa, nay vừa nhận hàng, ba lô bộ tay kẻ đẹp lắm, ưng lắm chị ạ. Đây bộ tay kẻ đây, ba lô đây, được chưa, uy tín chưa, chưa có một người nào chê được luôn á. Mua hàng nhà em thật ra mọi người cũng chả có cơ hội chê, bởi vì mọi người nhận hàng mới không ưng, mọi người hoàn hôn làm gì có cơ hội mà chê nữa, được chưa, đẹp chưa. Em khoác thêm một cái cardigan lông thỏ bên ngoài. Cardigan lông thỏ em có tất cả là 4 màu. Cardigan lông thỏ màu em đang mặc sẽ là màu đen. Cardigan lông thỏ màu này sẽ là màu xanh. Lông thỏ màu này sẽ là màu cam. Và lông thỏ màu này sẽ là màu sữa. Em chốt trong live stream này cho các chị là 148.000. Cardigan lông thỏ 148.000. Chân váy bò 157.000. Nhắc lại một lần nữa, nếu hàng giống này, chất mềm này, form dáng này, ở đâu rẻ hơn, em cho hoàn hàng lại, được chưa. Ba lô của nhà em là bao nhiêu? Ba lô của em là 286 phải không anh? Này, nhìn hàng này, hàng chuẩn hãng xịn sò chưa? Bản thân em Linh đã thích cái ba lô và mua cái ba lô này cách đây hình như là đầu năm nay là em mới mua, không nhớ là tháng mấy nữa, nhưng mà đầu năm nay em mua trong store là 6 triệu 400 hay là 500 nghìn, không nhớ chính xác nữa, nhưng chắc chắn là tầm 6 triệu tư đổ lên. Mọi người nhìn giúp em này, nét như thế luôn, nét như Sony luôn. Mẹ em bảo trời ơi sao mày phí tiền, mày không muốn lấy cái này, mày đeo có khác gì của mày đâu. Em bảo thế cái lúc em mua cái này đã có rồi mà nói chứ, lúc đấy có thì thôi em mua làm gì. Ghi em mã này sẽ gọi cho, bây giờ những cái hàng này ở Việt Nam mình các chị đâu có thể hay live stream đâu. Tại vì sao? Tại vì em đặt từ Trung Quốc, em đặt về đây. Những cái mẫu này thị trường rất ít người bán, tại vì hàng này nó cao lắm mọi người. Nhập vào đó là hàng hai mấy, nếu mà shop bán nó toàn bán bốn mấy. Nhập vào cao lắm rồi, mà em là còn nhập được giá tốt. Một lần là em đặt gần 400 cái ba lô, chứ em có đặt ít đâu. Ghi em mã này sẽ gọi là gì ạ? Ba lô và cách số điện thoại. Còn đây là chân váy bò, còn đằng trong này là sát nách đâu, còn bên ngoài sẽ là cardigan lông thỏ. Nguyên set từ đầu đến chân em có bán. Sụp nghe giá này mọi người, sụp NI 98.000, chân váy bò 157.000, sắt tách lâu 69.000, cardigan lông thỏ 148.000, ba lô 286.000. Đó, nguyên set nha mọi người nhá, nguyên set luôn, được chưa. Nó không khác nhau là mấy đâu, em để hai cái so sánh với nhau rồi. Thề, ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là ba lô và cách số điện thoại, và con này ghi ra là chân váy siêu trẻ luôn. Thôi em qua mẫu luôn nha mọi người nha. Chân váy bò này của em mọi người nhìn này. Đó, thấy chưa? Chân váy bò nó giãn mà. Dưới 55 cân chỉ mặc size S, và từ 56 cho đến 70 cân mới mặc size M nhá. Hai bên có túi này, đẹp xỉu luôn. Và nếu như các chị không thích cái sát nách ở lần trong nhá, các chị cởi ra, các chị ba lô 4 cái. Ui dồi ôi, gần hết rồi chị ơi. Em nghĩ ở nhà em chắc chỉ còn tầm 20 cái ba lô nữa là hết vì live trước. Cho nên là tối ngày hôm qua mọi người thấy là em không hề bán một cái ba lô nào luôn ấy. Đến trưa nay là mọi người vào khen nhiều thì mới bán. Tại vì là tối ngày hôm qua là nghĩ là chia, tức là cái đơn cũ chưa làm xong thì đơn mới sẽ kiểu như là sợ không có kho hàng đó mọi người, vì em còn chưa đặt gối lô ba lô mới cơ, biết bao giờ mới về. Đây sát nách là 69.000. Ví dụ như không thích mặc cái sát nách đó thì các chị chỉ mặc cái áo dây 25.000 thôi. Áo dây này là 25.000 và khoác một cái, à cho em khoác sang màu khác đi, em khoác cho mọi người cái cardigan lông thỏ màu sữa đi, đỉnh cao luôn, trời ơi nó hợp, nó quá hợp luôn đó mọi người, quá hợp luôn này. Mọi người nhìn giúp em này, em khoác cái cardigan lông thỏ nhẹ nhàng, trời ơi nhìn nó trắng thế. Rồi, mọi người thấy chưa, nhìn nó trắng chưa, hợp mà. Mã quần chị dơ là chị dơ cái gì nhỉ, chị dơ cái gì chị còn chẳng nhớ luôn ấy, chị dơ nhiều lắm, đẹp chưa. Em ơi, nhìn nhẹ nhàng nữ tính như một cô tiểu thư bánh bèo. Từ từ cầm cái túi này nữa. Túi này giúp em là túi đẹp đấy, mọi người có thể cầm một cái túi nhẹ nhàng xinh xắn thế này, được chưa. Túi đẹp 248.000, đeo nhảy cho em, túi này mới về đó mọi người. Em ơi, nó phải gọi là bánh bèo nhất cái Facebook này luôn rồi, đẹp chưa. Khi mà em mã này sẽ gọi cho em là, ô nhưng mà mặc này sang lắm mọi người, với cả những cái bà nào nhá, mông lép này, bụng to này, đùi to này, chân vòng kiềng này, thì mặc cái váy này nó che hết tất cả khuyết điểm của các chị luôn, nó che hết rồi còn đâu nữa. Còn ví dụ như đằng trong này,
Nếu thích mát mẻ như em thì mặc áo dây như này. Còn nếu không mình có thể mặc áo cao đến đây hoặc cao đến đây đều được, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là chân váy bò và áo em đang mặc sẽ là cardigan. Cardigan gì ạ? Cardigan lông thỏ. Chân váy bò và áo dây thái, đeo thêm cái túi này, cái dây là túi đẹp đen. Trời ơi nhìn em này mọi người, nữ tính chưa? Đấy. Muốn xỉu chưa? Ví dụ em mã này, trời ơi cái váy bò này đúng không? Cháy hàng. 100 bao nhiêu ạ? Em mới nhận váy điệu xinh lắm nhưng hơi lỗi một tí. À, xinh quá mà hơi lỗi một tí nên không sao, cảm ơn em rất là nhiều nhá. Nếu như mà lỗi nhiều quá mà không mặc được á thì em báo với bên chị để các bạn lên đổi cho em. Còn nếu như mà lỗi mà nhỏ có thể khắc phục được thì cố gắng khắc phục giúp chị nhá. Không sao cả, nếu như mà lỗi nhiều không mặc được thì em báo với nhân viên và bên chị sẽ chịu trách nhiệm đổi hàng cho em nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Thì em mã này sẽ ghi là cardigan lông thỏ, áo dây thái, váy bò và túi này ghi giúp em là túi đẹp. Ô là trời. Cái cardigan lông thỏ và cái váy bò này 157 em nói rồi, đúng cái hàng mềm như thế này, đúng cái hàng form dài như thế này, đúng cái hàng chun sau nhảy và form to nhảy, ở đâu bằng tiền em cho hoàn hàng lại. Chân váy bò này của em có hai size SM, nghe kỹ nhá. Hai size SM dưới 55 cân thì chỉ mặc S thôi, và từ 56 đến 70 thì mới mặc M. Cardigan lông thỏ cam, cardigan lông thỏ xanh, cardigan thông thỏ sữa và cardigan lông thỏ đen. 148.000 em qua mẫu luôn và ngay. Bây giờ em phải lên cái váy hot một lần đi, ngày hôm nay chưa lên được một tí nào. Ok, em lên cái váy hot này và em lên cái váy điệu một tí tẹo nhá. Váy là bây giờ là em bảo rồi, đợt này là sao mọi người biết không? Thật là cái gì nhỉ? Tổ váy độ em bảo váy sướng. Sướng vãi luôn, thề. Ba lô của em là 286.000 nhá các chị nhá. Em bảo là tổ váy độ cho em, đợt này em bán váy ẩm luôn đó mọi người. Ôi, một mã váy mà đạt lên đặt đến 4.000 con thì thật sự là. Mà trong khi ví dụ trước đây là em là một cái đứa chuyên váy chẳng hạn, hay là từ trước đến giờ em chuyên váy, ừ thì là gọi là 4.000 thì ừ thì cũng là gọi là ok. Nhưng mà từ trước đến giờ em có bán váy mấy đâu, mọi người thấy nhá. Em luôn luôn chỉ dành cho váy một cái góc ở bên này, không bao giờ treo sang đến bên này luôn nhá. Đây này, cái góc mà em dành cho váy là chỉ có góc này. Đấy, ví dụ như hôm nay là treo được có 2 mẫu. Còn lại em vẫn bán áo, treo áo bình thường, em có bao giờ treo váy đâu. Mà đợt này bán váy nó sướng vãi cả trường luôn. Cái váy này tối em qua cũng nổ đơn gần 800 váy, thêm chiều nay nữa. Mà chiều nay bây giờ hết, gọi là còn có 1.000 người coi em mới mặc cái này, chia sẻ like đi anh ơi. Còn có 1.000 người coi em mới mặc đấy, lúc nãy là 1.600, 1.700 người không dám mặc đó mọi người. Lên quần Q44 không xốp ơi, dạ tí nữa chị ơi, tí nữa nhá, chờ em chút xíu, em sẽ cố gắng like lâu lâu một tí để cho nó bỏ bền cái công live stream. Mọi người nhìn giúp em này, u là trời, không biết nói sao nữa. Này, mọi người nhìn giúp em này. Đỉnh chưa? Váy này ghi giúp em sẽ là gì ạ? Váy này ghi giúp em sẽ là váy gì nhỉ? Hot. Váy hot kèm size và kèm số điện thoại. Trời ơi. Ai giờ? Ai đây giờ? Mặc cái váy xinh quá giờ mọi người ơi, váy đẹp lắm ấy, full size. Nghe size này. Đây. Đi ăn cưới bạn thân, đi ăn cưới đồng nghiệp, đi ăn cưới em gái, hay là đi ăn cưới người yêu cũ. Bằng luôn set này. Nay nhận được bộ kẻ xinh xỉu luôn. Cảm ơn Phạm Thị Huyền. Vừa nhận được hai bộ kẻ tay chất dày dặn đẹp ấm này. Em cảm ơn chị Thủy Triều. Từ đầu live stream ít nhất 20 khách comment khen cái bộ tay kẻ này rồi. Các chị tự đọc được mà, đúng không? Chưa có một khách nào chê từ nãy đến giờ. Mặc dù em không hề mặc mẫu này, nhưng cứ khách vào là khách lại khen. Váy này cú pháp sẽ là gì ạ? Váy hot kèm size và kèm số điện thoại. Váy hot em có tất cả là 3 size S, M, L. Nghe kỹ giúp em này. Váy em đang mặc gọi là váy gì? Gọi là váy hot. Em có tất váy em đang mặc 1m6 là chị mặc như em đang mặc luôn. Tại vì em cũng cao 1m6. Mọi người nhìn giúp em này. Tối ngày hôm qua em bán gần 800 con. Em nói sai mất lọc luôn. Mọi người nhìn giúp em cái váy này. Đỉnh chưa? Hai bên toàn bộ phần tay là van tơ. Nó có xòe ở bên dưới. Nhung xòe này. Nhìn giúp em này. Được chưa? Và quan trọng là cái giá em mang đến cho các chị này. 178.000 đồng một váy. Em đố chị nào mua được váy này trên thị trường dưới 280 luôn á. Dạo này chị bán nhiều váy xinh quá, thề luôn là đợt chị bảo là đợt này tổ váy độ chị toàn mã hot mà toàn bán số lượng tởm luôn. Hề, váy hot kèm size và em nói luôn này, có kèm tang luôn. Kể cả là mọi người thích hay không thích, đây này. Em vừa nhận váy điệu xinh quá thôi, giờ lại nhìn thấy váy hot mê quá. Cảm ơn Mai Dinh rất là nhiều, mọi người thấy chưa?
có ai chê được đâu, không thể chê nổi á. Vòng tay, cái gì, váy tay, dạ không hề ngứa chị ơi, chất này nó là chất vân tơ cao cấp. Nếu như chị mặc mà ngứa em cho chị hoàn hàng lại, cam kết luôn. Hiện tại em đang mặc ở đây là không có một cái dấu hiệu gì là ngứa luôn. Tại vì người ta may rất là kỹ, mà nó không phải là cái chất như chất tắc ta đâu, nó là chất vân tơ mà chị, nó là vân tơ. Mọi người nhìn này, hai bên toàn bộ tay này, đó, mọi người thấy chưa, là vân tơ, đẹp chưa. Phần cổ là may, gọi là may dựng ly, đấy. Còn cái tang này, dù mọi người thích hay mọi người không thích thì bên em vẫn sẽ gửi cho mọi người. Hàng đến kể cả không thích thì vứt đi. Chứ còn các chị không phải là, ví dụ như là chị Linh ơi cho về mấy váy đẹp để đặt mùa hè. Bản nội bây giờ mới đến mùa đông thì bảo với váy mùa hè làm gì lấy đâu ra. Chị Nguyễn Lệ Thương lên số điện thoại giúp em, nhớ giúp em này. Dù các chị thích hay không thích thì bên em vẫn sẽ gửi cho các chị một cái tang này. Thì nếu mà thích thì đeo bên này, không thích thì đeo bên này, thích thì đeo ở đây và không thích thì vứt đi, không thèm không đeo cũng được. Nhưng mỗi một cái váy các chị mua là sẽ kèm một cái tang. Thật ra cái ảnh mẫu là không có hề có cái tang này là em tự nghĩ ra thôi. Tại vì em thấy là cái váy này nếu như tháo cái tang này ra thì em nghĩ nó phải bớt đẹp đi mất 3 phần. Thêm cái tang này đẹp thêm 3 phần. Mọi người nhìn giúp em này. Đấy, nó có cái điểm nhấn của cái váy ấy. Ghi giúp em là đeo thêm cái túi đẹp ấy nữa. Ví dụ em mã này sẽ là váy hot kèm size và kèm số điện thoại. Và quan trọng này, những váy này các chị mua của Hot Girl thì không bao giờ có size L cho các chị đến 60 cân. Khẳng định luôn là như vậy. Ngay như cái váy này. Đây, ngay như cái váy này nhá. Em đố chị nào thị trường tìm được nhà nào bán được đến 60 cân. Người ta chỉ bán đến 53. Nhà nào mà to lắm là bán đến 55 cân. Còn em bán đến 60 cân. Thậm chí khách của em 63 cân vẫn mặc vừa cái này size L, nhưng mà em vẫn chỉ nhận 60 cân cho nó chắc chắn. Tại vì có người thấp người cao. Và bây giờ em bắt đầu đọc bằng size nhá. Dưới 49 cân mặc giúp em size S. Như em là 49 cân em đang mặc size S thì nghe bằng size cho em này. Dưới 49 cân lấy giúp em size S. Từ 50, từ 50 nhá, từ 50 này đến 55 lấy giúp em size M. Và từ 56 cho đến 60kg. Váy này có kèm tang xinh hơn nhiều. Đúng rồi chị, nó là cái điểm nhấn của cái váy chị. Bây giờ tháo cái tang này nhìn nó có bị trống trải quá chị. Được chưa? Ví dụ em mã này từ 55 đến 60 là size L, 61 có khi vẫn vừa size L. 178.000 mua được đâu, bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Nhìn mặc nhìn chảnh kinh khủng luôn. Váy này mà các chị đi đám cưới em nên thật là ăn luôn cả cô dâu. Ví dụ em mã này sẽ là gì? Váy hot kèm size và kèm số điện thoại. Váy hot kèm size và kèm số điện thoại. Các chị nhìn này, sang chưa? 178.000 và nhớ kiểm tra hàng rồi mới trả tiền. Bắt buộc kiểm tra hàng rồi mới trả tiền. Em qua mẫu luôn nhá. Vì váy này tối qua là em cũng bán nhiều lắm rồi. Váy hot kèm size, em đọc bảng size, mọi người tự lấy size luôn đi nhá. Dưới 49 như em đang mặc, mặc size S. Từ 50 đến 55 mặc size M. Và từ 56 đến 61 mặc size L. Eo của em là 72cm chị ơi. Hôm nay thì không biết là bao nhiêu, hôm trước là 72 và em vẫn mặc vừa size S. Các chị thấy chưa? Đấy. Đỉnh chưa? Một cái váy này mà đi ăn cưới mà không sang thôi thì thôi em cũng thua luôn. Các chị có thể phối thêm một cái vòng tay như thế này. Đấy. Làm điểm nhấn cho cái bộ đồ chẳng hạn. Mình có thể kẹp thêm một cái vòng tay xinh xinh như này. Vòng tay này là 45k. Được chưa? Em qua mẫu luôn. Bây giờ em sẽ lên cho một người váy điệu. Quần tam giác còn không xốp. Dạ, quần tam giác thì hiện tại là em đang còn màu xanh. Còn màu đen thì bên em vẫn đang chờ hàng về thêm chị nhá. Vẫn chưa có về á chị. Được chưa? Em qua mẫu váy này luôn. Em đang mặc ở đây là size S nha các chị. Cú pháp cho em sẽ là váy hot kèm size đấy, mọi người thấy chưa? Nổ đơn tanh tách luôn. Em đã bảo là thần có gì tổ váy độ cho em rồi mà lại. Bây giờ em sẽ mặc váy này và đảm bảo là ít nhất là nhảy thêm 200 đơn nữa. Còn nếu mà ế làm chắc phải nhảy thêm 100 đơn váy này. Thì bởi vì bây giờ mọi người mua thì cũng mua nhiều rồi đó. Thế nhưng mà mọi người vẫn cứ mua tiếp, kiểu như là nhiều người bây giờ mới biết em, hoặc là ví dụ như là chị em bạn gì giới thiệu bây giờ mới vào biết shop LinkedIn chẳng hạn, thì bây giờ mới vào mua. Váy hot kèm size và kèm số điện thoại, mọi người nhìn này. Đấy. Còn váy em vừa cởi ra là váy hot. Váy em vừa mặc vào đây gọi là váy điệu. Mọi người phải ghi đúng cú pháp, nếu không là bên em sẽ ship sai hàng nhá. Cái mà em vừa cởi ra mà thân dài á, mua hàng nhà chị Linh chẳng bao giờ kiểm tra hàng luôn. Nhưng mà em nói này, các chị cứ kiểm hàng đi, bởi vì hàng nhà em rẻ hơn trên thị trường thì nhiều chị sẽ không có đủ niềm tin. Ví dụ như là những chị mà mua nhiều, mua lâu và biết shop em thì nó là cái vấn đề khác. Nhưng có những chị là chưa bao giờ mua thì sẽ thấy là tại sao tự nhiên shop con này để rẻ hơn cái con Hot Girl này, cái đứa Hot Girl kia sao con Linh này nó bán rẻ hơn tận 100.000, thì làm sao mà nó có lãi được. Không phải, em chỉ lãi mười mấy nghìn một cái váy thôi, còn người ta lãi 100 đến 150 nghìn một cái váy. Nhưng em có thể bán một ba váy đến 4.000 con em khẳng định luôn nhé. Các chị tìm được một Hot Girl nào mà bán được cái váy để 4.000 con quá khó. Em khẳng định luôn là không có đâu ạ. Không có Hot Girl nào trên cái thị trường Việt Nam mà váy này mà bán được đến 4.000 con đâu thật sự. Nếu mà có đi nữa thì em nghĩ là cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất là ít. Rất là ít luôn, tại vì Hot Girl người ta bán theo kiểu số lượng ít nhưng người ta lãi mỗi một mẫu rất là nhiều. Chứ người ta không phải bán theo số lượng nhiều và lãi một mẫu ít.
Bởi vì là như bọn em mà bán đắt thì ai mua? Chẳng qua là hot girl, người ta xinh thì người ta mới bán được nhiều thôi, đúng không? Này nhìn giúp em này, váy này ghi giúp em là váy gì ạ? Váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Cho đến tối ngày hôm trước nhá. Tức là cái váy này là em đã up story mấy lần rồi. Thì cái lần trước ấy, cái lần em up trước ấy là gần 30.000 lượt xem và 75 cái tin nhắn. Và cái lần up tối ngày hôm qua đây này là 27.000 lượt xem và 93 cái tin nhắn hỏi mua cái váy này ở trên story của cái page mà em đang live stream với mọi người. Và đến sáng nay là cán mốc là đặt 4.000 cái váy này rồi. Ghi giúp em mã này sẽ là gì ạ? Váy điệu kèm size và kèm số điện thoại, mọi người nhìn này. Thấy chưa? Đằng sau này. Đằng trước này. Váy điệu kèm size cứ mặc lên là chốt. Mà mọi người biết không, cái story ấy là cái ảnh mà em chụp lại ảnh em mặc ở trên live stream chứ không phải ảnh hot girl nhá. Em đăng ảnh hot girl không bao giờ có được đến 27.000 lượt kích. Chỉ có ảnh em mặc mà em tự chụp lại thì mới được nhiều như thế. Tại vì là kiểu như là người ta khách người ta thích gì ạ? Khách người ta thích là mình mặc mẫu á. Chứ còn hot girl thì nói thật là ai chẳng lấy ảnh hot girl. Nhưng thực tế là cái đứa chủ shop nó mặc lên như thế nào, được chưa? Ghi của em mã này sẽ là váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Ôi đấy, ví dụ như là hôm qua em up ảnh là như này này, em đứng như này, sao em chụp lại cái ảnh từ màn hình thôi và up cái ảnh đó lên mà 93 cái tin nhắn và 27.000 lượt kích xem. Em ơi choáng ngợp, em bảo là cái váy này chắc là nó có chất gây nghiện. Hề, vừa nhận được ba lô về áo giữ nhiệt đẹp xỉu nha, theo dõi like của shop lâu rồi nhưng thấy rẻ nên phân vân, tới giờ mới dám đặt thử, không hề thất vọng, sẽ ủng hộ tiếp. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Vừa nhận được ba lô về áo giữ nhiệt đẹp xỉu, theo dõi shop lâu rồi nhưng thấy rẻ nên phân vân và bây giờ mới dám đặt thử, khách thấy chưa? Cho nên là nhiều khi là bán rẻ quá cũng là một cái tội. Khách người ta, tức là người ta bảo theo dõi em lâu rồi nhưng bởi vì em bán rẻ quá nên người ta không dám đặt. Và đến là mới đây là người ta đặt một cái ba lô và áo giữ nhiệt đây, và người ta khen là không bao giờ thất vọng, mọi người sẽ ủng hộ tiếp. Mọi người đọc được comment đúng không ạ? Thế nên là bán rẻ quá cũng là một cái tội đấy mọi người. Váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Và em nói luôn này, váy này hot girl bán không bao giờ có size đến 60 cân. Chỉ có em bán rẻ đẹp quá nè, em cảm ơn chị nhá. Mình mua rồi giới thiệu, bây giờ con em thử đơn 1 triệu liên tục, chốt đơn 1 triệu liên tục của shop. Em cảm ơn chị nhá. Cái phần này của em toàn bộ nó là nhung mềm, bây giờ em sẽ phân tích kỹ cái váy này nhá. Đầu tiên này, phần trong này nó là có lớp lót quần, được chưa? Cho nên là cái điều mà các chị lo sợ rằng là nó dễ hở, nó dễ, nó không kín đáo, nó này nó kia là cái điều không thể xảy ra rồi, bởi vì nó có quần, được chưa? Cái thứ hai này, cái độ xòe nhẹ bồng rất là xinh. Cái thứ ba, hai bên tay này nó là voan tơ cao cấp, không, cam kết không bị ngứa, mặc ngứa cho hoàn hảo lại. Riêng hai cái chi tiết tay này nó đã đủ đỉnh cao lắm rồi. Các chị nhìn này, hai cái chi tiết tay nó đã đủ đỉnh lắm rồi. Và mọi người nhìn cái phần cổ giúp em này. Đấy, đơn hiện tại vẫn nhảy hơn 100 đơn váy điệu này rồi. Em đỏ váy này có chất gây nghiện là có thật. Mọi người nhìn này, 1 này, 2 này, 3 này, bên này này. Các chị nghĩ riêng cái tiền công may cái váy này nó là bao nhiêu tiền rồi. Và em bán có 177.000. Nhưng em nói rồi, em chỉ lãi có mười mấy nghìn một cái váy. Nhưng em bán được 4.000 chiếc, các chị nghĩ nhân một phát đây là biết liền mà, được chưa? Áo cổ vuông đúng bài luôn, thấy gọi là gì để thun bữa cái gì đấy. Áo cổ vuông là cái gì chị ơi? Ghi của em mã này sẽ là váy điệu và em đọc bằng sai luôn. Dưới 49 cân mặc size S là giống như em đang mặc size S. Từ 50 đến 55 mặc size M. Và từ 56 đến 61 mặc size L. Em đố chị nào đi được trên thị trường mà có hot girl bán váy này đến size 61 cân là không có nhá. Chị Đỗ Huyền Trâm lên số giúp em. Và kể cả có thì cũng không ai bán 170.000 váy này hết. Và bắt buộc này, chị Gia Hân lên số giúp em, bắt buộc mua hàng nhà em, các chị phải kiểm tra hàng trước khi nhận. Đây, ngay như một cái điển hình, cái khách vừa comment ấy bảo là theo dõi shop lâu rồi nhưng vì thấy shop bán rẻ nên phân vân ấy. Người ta còn sợ, người ta không dám mua bởi vì rẻ quá lắm mọi người. Nên là làm sao? Nhận hàng, hãy kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em. Nên là ví dụ như ở đây đang có một chị nào mà giống như cái chị vừa nãy là đã theo dõi shop lâu rồi, cũng muốn mua nhưng bởi vì là sợ rẻ quá, thì em shop nói thêm một cái nữa là khách được kiểm hàng, đẹp khách mới lấy, không đẹp thì thôi. Nên khách đừng bao giờ sợ là hàng rẻ quá thì nó sẽ xấu, được chưa? N2 này của em là 124.000, đầu like bán 500 con rồi. N2 là 124, váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Dưới 49 mặc S, từ 50 đến 55 mặc M, từ 56 đến 61 mặc L. Váy điệu kèm size, tự lấy size luôn giúp em. Này em xoay cho mọi người một vòng nữa. Đỉnh chưa? Em đặt 4.000 cái váy này rồi em nói sai mất sạch lòng luôn. Mặc dù là bây giờ người ta nhà sản xuất chưa giả hết đơn cho em, nhưng tổng số lượng em đặt người ta là lên đến 4.000 váy rồi. Thì các chị nghĩ 4.000 váy là nó bao nhiêu là cái váy kinh khủng thôi, em qua mẫu nhá. Thế cho nên là đến giờ phút này lên cái váy này, khách vẫn chốt váy điệu. Chốt.
Em đã nói là cái váy này mà toàn bộ nó là hai lớp luôn đó mọi người. Toàn bộ nó là hai lớp, em cho mọi người nhìn đằng trong nhá. Nó là hai lớp hết, cái phần thân này này. Cái chỗ này này toàn là màu đen này cũng hai lớp, màu sữa này cũng hai lớp luôn đó mọi người. Nó may rất là kỹ và xịn sò. Khách em bảo chứ tại sao mà mày có thể bán được một cái váy này hơn 100 nghìn à Linh? Em bảo 177.000 không ai gọi là hơn 100.000, 177.000 người ta phải gọi là gần 200.000. Chứ 177.000 gọi hơn 100.000 giống như kiểu mà nhiều bà quảng cáo. Ui dồi ôi, chỉ 1XX thôi. Nhưng 1XX là 199.000. Ôi trời, xem lại đồ trong tủ toàn đồ nhà Linh, tốn quyền quá thôi. Em cảm ơn chị rất là nhiều. K33 còn không chị, em mua mặc thích quá, các chị cùng trường nhờ mua hộ. K33 hình như chị về chưa nhỉ? Áo dây em đang mặc là bao nhiêu? Là 25.000. Và bây giờ em lên cho mọi người một mã quần rất là đắt hàng bên em. Đây quần này. Và quần này em sẽ lên với một cái áo cũng rất là đắt hàng bên em luôn. Đấy, đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Giọng nghe hãm thế. Em ơi, giọng mình sao mà nghe hãm thế không biết nữa. Mọi người biết không? Tối ngày hôm qua đi live stream về, trước khi đi ngủ chỉ cầu trời khấn Phật là làm sao mà ngày mai ngủ dậy không bị mất giọng. Và may quá là ngủ dậy không bị mất giọng. Ồ, sợ mọi người ạ, sợ lắm. Thật sự là bây giờ mà em mà mất giọng là em phải bỏ nghề thật luôn ấy. Em sợ lắm. Không được live stream thì lấy gì mà kiếm tiền, lấy gì mà ăn, là các chị chết đói. Bây giờ duy nhất có cái nghề live stream mà bây giờ không được live stream là thôi luôn đó. Sục em đang đi là bao nhiêu? 98.000 đồng. Được chưa? Cả nhà, cả tổng em bây giờ là đi bán quần áo hết rồi. Bây giờ em không live stream là chết luôn. Mọi người như thế này nên em sợ mất tiếng lắm mọi người ạ. Này, đẹp chưa? Quần này. Chưa một người chê. Và hôm nọ bán là 127 đúng không? 126 đúng không? Hôm nay bán 124.000 đồng. Tối ngày hôm qua bán quá trời quá đất. Mọi người nhìn giúp em này. Em mặc cho mọi người với cái áo này nữa, nó phải gọi là đỉnh cao luôn. Được chưa? Váy hot và váy điệu chị Hoài Thương ơi, lên số đi. Các chị đặt hàng toàn không lên số. Xong các chị cứ kêu là ô tại sao cái shop mày kỳ cục, tao chốt 10 ngày rồi không thấy ai gọi đến chốt đơn. Lúc check lại làm gì có số điện thoại đâu. Thì không có số điện thoại lấy gì gọi. Đúng không? Các chị phải lên số chứ này. Này, đẹp chưa? Đó, đỉnh chưa? Á, là trời. Thấy chưa? Mà nếu như mặc như thế này á, thì mình cắt cái áo dây ở trong, thì đừng có mặc áo dây này nha em. Để em từ em ra ngoài em sửa nữa. Em gập cái áo dây này lên trên. Đó, sao em bỏ cái này xuống nhỉ? Như này này. Đó, nó mới là cái áo này, bởi vì áo này nó là crop top mà. Len kẻ xanh và kèm số điện thoại. Đỉnh chưa? Set này em đeo ba lô. Sụp 98.000 mua đâu bằng tiền, cho hoàn hảo lại. Kiểm hàng không ưng cho hoàn hảo lại. Đấy, thế còn gì nữa hả mọi người? Đấy. Đấy. Quần. Em muốn lấy thảo dược bán. Lấy nhiều, liên lạc số điện thoại. Lấy thảo dược là cái gì? Chị có bán thảo dược đâu. Chị bán quần áo mà. Em nhầm à? Chị có bán thảo dược gì đâu. Linh thảo dược à? Mọi người nhìn giúp em này. Đây, này, mặc cái set này nhìn ngon nghẻ chưa? Đó. Cú pháp này. Áo sẽ là len kẻ xanh mấy anh nhở? 134 phải không anh? Len kẻ xanh em bán bao nhiêu? Rẻ quá không nhớ. Len kẻ xanh 134 hay 136? 134.000 mua đâu bằng tiền cho hoàn hàng lại. Q60 124.000. À, bột tắm trắng. Tự nhiên bà nội bảo em muốn lấy xỉ thảo dược số lượng lớn. Mình bảo mà, mình mới đổi thành Linh thảo dược lúc nào. Quần này ghi giúp em là Q60 kem. Quần này ghi giúp em là Q60 đen. Và quần em đang mặc là Q60 nâu. 124.000. Ba lô đựng thảo dược. Quá. Cả ba lô đựng thảo dược. Ghi ở em mã này này là ba lô. Ba lô là bao nhiêu ạ? Em cười mà đói cả mặt đó mọi người. Là 286.000. Áo em đang mặc là len kẻ xanh. Trời ơi, bán cái gì bán áo này 134.000 ấy. Em lại em luôn đấy. Còn quần này là 124, áo là 134 nguyên set thì mặc nhìn chất chơi, đeo thêm cái ba lô này. Em đã nói rồi, mua hàng nhà em không phải là rẻ mà là vô địch rẻ. Chị Vũ Thu Hiền lên số điện thoại giúp em. G20 là cái tang ISD đúng không? Không, vẫn về mã đó mà, màu khác à? Không phải màu bò à? Về màu vàng là hay gì? Màu gì? Thế thì để riêng đấy, chị có gọi mã mới đâu, chắc là người ta gửi nhầm ấy, yêu xinh ấy. Mặc này trẻ vãi trưởng, các chị có công nhận không? Này. Đó.
len kẻ xanh 134, quần Q60 nâu 124. Quần này bao vừa thoải mái đến 70 cân. Áo này thì nó là dáng crop top nhá. Áo dáng crop top chứ mọi người đứng hỏi ôi tụi sao mày zip tao cái áo ngắn thế. Áo này nó là dáng crop top. Ai mặc được crop top thì hạng chốt. Hôm trước em mặc cái áo này xong anh trai em mà chứ khiếp mày nhập cái này ai mua lý khiếp. Mày nhập cái áo ngắn này ai mua, và cuối cùng em bán được 350 chiếc trong một buổi tối đấy. Thế mà lúc em mới nhập ông ấy, mày nhập cái áo này thì ai mua? Là em hơi hoang mang đó mọi người. Nhưng áo này đang trên thị trường đang hot lắm luôn. 134.000 một cái áo, 268.000 một cái ba lô. Và quần này ghi cho em là Q60 nâu. Q60 có tất cả là 3 màu. Em chốt trong line là 124.000 thôi. Giá cũ em bán là 126-127 đó. Hôm nay là bán rẻ sấp mặt cho các chị. Hôm qua là em bị fail. Rồi mà có một live stream hãm tài á mọi người. Chị Minh Huế lên, Minh Hiếu lên số điện thoại giúp em. Ví dụ em mã này sẽ là Q60 đen. Màu này sẽ là Q60 kem. Và màu này sẽ là Q60 nâu. Còn áo này sẽ là len kẻ xanh. Và cách số điện thoại em qua mẫu luôn. Tiếp theo, từ từ, nhân tiện đang mặc áo này, mặc cái quần này nguyên set giống hot girl luôn này. Làm phát hot girl cho máu. Đây. Đây, cái quần này là hot girl mặc với cái áo này em mặc luôn. Nhân tiện em đang mặc cái áo này nhá. N2 chị Hà Trang ơi lên số đi trời. Khánh hỏi à? Đang like ăn gì? Đang like mà. Hèn bánh mì. Mua cho em cái bánh mì. Bánh mì Bami sốt đi. Nhưng mà màu nâu nhá, không ăn bánh mì màu đen nào. Ở đấy có cái bánh mì nó đen thui nhìn nó than ấy, cũng mất có ngon đâu. Áo trắng sọc đen ở sau này. Bụng hơi lợn, lợn phải gọi em bằng cụ. Nhưng mà em nói bụng em 82cm mà khách em không tin mà. Có những thời điểm em đo là 82, có những lúc gầy hơn thì 80 hoặc 79 nhá. Bụng của em ấy, còn eo là 70. Chứ nói thật vòng eo 60 đối với em nó là xa xỉ, ngày xưa thôi. Ngày xưa mọi người còn nhớ cái chen mà vòng tay này này, vòng tay này xong chạm vào rốn. Ôi bây giờ có mà xa cả mét. Ngày xưa mà cái thời điểm có thời điểm em còn 60 á là em làm được như thế. Thế bây giờ thì chịu chết rồi. Từ ngày lấy chồng có con xong là thôi, vòng eo không bao giờ dưới được 70 mọi người ạ. Nhìn giúp em này, quần này giúp em là quần gập gấu nhá, quần này ăn chơi á. Quần này giúp em là quần dập dấu, quần này cũng không còn nhiều lắm. Quần gập gấu kèm size và kèm số điện thoại. Em có tất cả là 3 size SML, từ 40 đến 65 cân đổ về mặc được. Nói chung là quần bò nhà em thì chắc là nhiều chị ở đây đều biết. Đều biết là chất lượng bán như nào rồi đúng không? Thì em mã này sẽ là quần gập gấu và áo này sẽ là gì ạ? Áo này sẽ là len kẻ xanh. Len kẻ xanh dáng crop top. Mọi người có thể mặc như này cũng rất là xinh. Nói chung là nó là dáng crop top. Sụp da chưa về chị ơi, thông cảm giúp em nha mọi người. Q60 đúng chuẩn, vừa rẻ vừa đẹp, mua ba cái rồi vẫn muốn mua tiếp. Em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Máy mới màu lai sáng đẹp quá nhỉ. Anh ấy đẹp hơn không? Hôm nay mới bắt đầu lai thử cái con iPhone 14 đó mọi người. Em nói thật là từ hôm đấy giờ vẫn rất xó. Chưa dùng. Em chưa cả dùng luôn. Đúng là con người không ham mê vật chất các chị ơi. Như em mã này sẽ ghi giúp em là quần gì ạ? Quần gập gấu. Quần gập gấu kèm size và kèm số điện thoại. Quần gập gấu kèm size và kèm số điện thoại. Và áo này sẽ ghi giúp em là len kẻ xanh. Len kẻ xanh là gì ạ? Len kẻ xanh 47.000. 100. Cardigan siêu cấp. Cardigan cao cấp thôi em ơi, không có cardigan siêu cấp. Cardigan cao cấp nha em. Sục về cho chị. Thôi mọi người đừng hỏi sục nữa. Thật đấy, em nói thật đấy, em xin các chị đừng hỏi sục nữa. Cứ mỗi lần hỏi đến sục là em lại bị điên ấy. Bực không thể chịu được. Hàng em đặt sau nó còn về trước cái kìa. Hàng em đặt trước nó chưa về. Ham không thể chịu được. Đây là khoác đi chị. Ừ nhở, quần này mặc với cái áo hôm qua. Trời ơi, cái áo hôm qua của em đâu nhỉ? Đây này. Cái áo này hôm qua bán được 444 áo. Ủa ngày hôm qua 444 áo này. Em khoác cho các chị xem. Sau khi em up ảnh cái áo này xong nhá, người ta nhắn tin đến mời em hàng rẻ hơn. Chất liệu kiểu u mì ấy, và không có túi ấy. 130.000 giá nhập. Mời luôn. Em bảo là thôi em bán cái hàng này đã, vì cái hàng này em đang nhập cái loại chất nó đẹp hơn ấy. Thế thành ra là em vẫn bán cái chất này. Còn nếu như về sau mà các chị thích cái chất rẻ thì em sẽ nhập cái chất rẻ bán cho mọi người nhé. Không thì các chị một thời gian nữa thấy thị trường bán 140.000, 140.000 các chị lại nghĩ là em bán đắt. Vì em bán áo này lên đến 179.000 mà em vẫn bán được 444 áo. Tối ngày hôm qua bán được 444 áo các chị ơi. Mặc có một lần. Ví dụ em bán này sẽ gọi cho em là gì ạ? Gì anh nhỉ? K60 à? Ok, K60 màu đen, em sẽ tính theo màu tay, và K60 màu rêu.
Và bây giờ mà em mặc thêm phát nữa là coi như là chắc chắn là 600 con là ít nhất. Váy xinh là váy nào đấy chứ? Nhà như nhà mình làm gì có váy xinh nhỉ? Làm gì có váy xinh? Không có váy xinh. Sỏ ngón là cái gì ta? Đây mọi người nhìn giúp em này. Áo nhà em cái thứ nhất này, em phân tích cho các chị kỹ này. Áo này của em nó không phải là chất nỉ da cá, nó cũng không phải là chất nỉ chân cua, nó cũng không phải là chất mì nỉ, càng không phải là chất u mì, mà của em nó là chất nỉ hai da. Thì em vẫn luôn luôn nói với các chị đây là cái chất nỉ hot nhất năm nay và đắt tiền nhất năm nay. Năm nay em chỉ toàn bán chất này thôi, mọi người thấy chưa? Hai da là như nào? Là mặt ngoài dù có màu gì thì mặt trăng trong nó vẫn là màu trắng, trừ màu đen ra thì mặt ngoài nó là màu đen. Còn tất cả những màu khác, này, này mọi người thấy chưa? Tất cả lai bằng mày mới khác họ bọt luôn. Cả bơ đen nhá mọi người nhìn này. Còn tất cả những cái mặt gì, mặt trong đều là màu trắng. Đó là cách phân biệt của các chị nhá. 179.000. Bây giờ các chị cứ ghi nhớ của mọi người là con Linh bán áo này 179. Một thời gian nữa thị trường sẽ bán cái hàng không có túi và hàng chất khác. Em nghĩ là chỉ bán tầm 140.000 thôi. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, cứ mua thử đi. Bởi vì hàng nào em cũng có thể nhập được. Các chị thích hàng rẻ hơn nữa em nhập được mà. Mời 130.000 mà đấy là em còn chưa làm giá. Có khi làm giá còn rẻ hơn nữa cơ. Nhưng mà em bảo là thôi em đang bán cái nhập cái hàng này rồi thì em sẽ bán cái hàng này thôi. Còn ví dụ như về sau mà khách thích hàng rẻ hơn thì em sẽ nhập thêm. Bởi vì thật ra là chênh nhau 20-30 nghìn mà nó đẹp hơn hẳn thì thôi mình cứ mua hàng đẹp mà mặc. 20-30 nghìn giải quyết được vấn đề gì đâu các chị. Thích quần bò 1m50 lùn quá. Riêng mẫu này 1m50 thì không nên mua bởi vì không mặc được đâu. Mẫu này dài. Mẫu này 1m50 không mặc được đâu ạ. Mọi người nhìn giúp em đẹp chưa? Áo nó mặc đi giúp em là K60 rêu. Và cái em vừa cởi ra đấy là K60 gì ạ? K60 màu gì? Màu đen nhá. Em sẽ tính theo màu tay, không tính theo màu thân. Bởi vì hai cái thân này thì một bên là kem, một bên màu sữa, là một lúc là nó cũng lú luôn ấy. Thế nên là mình sẽ tính theo màu tay. K60 rêu và K60 đen. Tính theo màu tay giúp em. Các chị lưu ý nhá. K60 kèm màu kèm số điện thoại. K60 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em nói luôn này. Hàng trên thị trường không ai làm túi cả. Không có ai có túi, mình em bán hàng có túi rồi. Yên tâm là như thế, bởi vì em nghĩ là một cái áo khoác mà không có túi nó bị trống trải ấy. Em mà mặc áo khoác là em hay kiểu như này này. Thành ra là khi mà mình mặc áo khoác mà không có cái túi này á, cảm giác nó cứ bị trống trống ấy, nên là cảm thấy không quen. Em thích bán cái hàng mà nó có túi ấy, nhìn nó đẹp hơn và mặc lên nó form fit các thứ nó ok hơn, và khi mình tạo dáng các thứ nó cũng sẽ đẹp hơn ấy. Chị Hàn Ni lên số điện thoại giúp em và nhớ giúp em là của em là chất hai da. Nên là nếu mà thấy trên thị trường bán rẻ mà trước khi đánh giá là em bán đắt thì hãy phân tích form dáng và chất liệu giúp em nhá. Bởi vì cái điều em sợ nhất là các chị nghĩ em bán đắt thôi. Vì luôn luôn bán rẻ nên là sợ bị hiểu sai. Thì em mã này sẽ là K60 rêu và màu này cho em sẽ là K60 đen. Hôm qua bán 444 áo và bây giờ bán thêm thì chắc chắn là hơn 600. 179.000 đồng, được chưa? Hôm qua cái áo này hot đỉnh luôn này. Đây này. Thầy cái áo này này. Hot đỉnh luôn, trời ơi, mặc nó đẹp xỉu luôn. Áo này đi giúp em là áo gì? Áo xẻ ngực và cách số điện thoại. Em mặc cho các chị coi nhé, hot đỉnh luôn. Trời ơi, váy xinh là váy nào nhà mình có váy xinh không ấy? Không có nhỉ? Có không? Sao khách cứ hỏi váy xinh vậy? Áo dây em đang mặc là 20.000, chị Như Huyền ơi, lên số đi, năn nỉ đội ơn các chị lên số của em cái. Nhà chị không có váy xinh. Không có váy xinh em ạ. Váy gì chứ? Váy điệu chứ? Váy điệu chứ? Hay là váy hot hay là váy gì chứ? Nhà chị làm gì có váy xinh đâu. Không có váy xinh thật luôn. Lên váy like hôm qua chưa lên thì chị. Ui giời ơi, bây giờ mới biết là hàng đấy người ta đã giả đâu. Mới được có 10 con hàng mẫu. Lịch là tối mai hàng mới giả. Cho nên là sẽ được bán vào like sau nhá. May tối qua không bán không vỡ mồm luôn ấy. Bởi vì thật ra là hàng em đặt nhiều lắm. Đến khi lịch giả nhiều khi mà em không để ý một cái là em cũng kiểu như là quên ấy. Thế thành ra là may ấy. Váy xinh là váy dài hai bên, váy dài hai màu nâu và đen đầu em. Đây là V88 mà chị. Không có váy xinh. Nếu như có thì chắc là váy lâu rồi và bây giờ không bán nữa. Hiện tại nhà em không có cái mã nào là váy xinh hết á. Ủa là trời, các chị thấy chưa, mặc lên này. Ôi. Trắng phát luôn á. Hôm nay tự phát hiện ra cái áo tiểu thư mặc với chân váy trắng tầng đẹp. Em cảm ơn chị Julie Hoàng nhá. Mặc dù là em còn chưa loát lại được cái váy đây là váy gì, nhưng em cảm ơn chị nhá. Cổ u em hết rồi chị ơi. Mọi người nhìn giúp em này. Đó, áo này này. Xẻ ngực kèm màu kèm rút. Mặc lên nó sang một chân kính luôn. Mọi người nhìn giúp em này. Đó, chưa không ngủ để tốn tiền quá đấy. Chưa mà vật vào em là chỉ có tốn là tối, mà vật vào thì vẫn tốn. Trời ơi mọi người ơi, nhìn cho em cái áo này. Này, áo này trắng đẹp xuất sắc. Trời ơi, mặc lên mọi người thấy em mặc cái màu nâu một phát là cái màn hình điện thoại nó sáng lên á, tại vì nó phản chiếu cái da đó mọi người, nó phản chiếu cái da nên là khi mà mặc cái màu nâu thì nó trắng da lắm luôn. Cú pháp xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại.
xẻ ngực em có tất cả là 4 màu. Màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại. U là trời. Xẻ ngực màu em đang mặc sẽ là màu nâu, màu vàng, màu kem và màu đen. 139.000 một áo mà chất len mà nó dày tố luôn. Nó dày lắm ấy mọi người. Đây này, dày này. Này, dày kinh khủng mà hai bên nó xéo vào nhau như này. Em gọi là áo xẻ ngực nha mọi người. Đúng là áo bổ quả tự nhiên bổ ở giữa luôn đó mọi người. Đây em đeo thêm cái túi này nữa nhá, được chưa? Xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là 139.000. Em ơi mặc ảo ma Canada vãi trưởng luôn. Mặc cái xẻ ngực này mình có thể mặc với chân váy CV8 cũng đỉnh cao luôn nhá, mặc với cái chân váy CV8 ấy. Nhưng mà thôi bây giờ em đang mặc cái quần bò nhìn nó chơi. Quần này ghi giúp em là quần gì? Quần gập gấu kèm size và kèm số điện thoại. Quần gập gấu kèm size và kèm số điện thoại 147.000. Quần gập gấu em có full size, size S, size M, size L. Full size, size S, size M, size L từ 40 đến 65, à quên em xin lỗi, 45, 40 không mặc được đâu. 45 đến 65 cân đổ về là mặc được. Nỉ chữ R nhà em nó lại là đỉnh cao luôn. Đấy, nỉ chữ R nhà em nó lại là đỉnh cao luôn các chị. Tất cả những ai đang xem livestream đã từng mua nỉ chữ R rồi, hãy cho em xin một câu phản hồi. À giữ nhật đi chị, giữ nhật lên rồi. Áo này phối với chân váy bò mới ổn không ạ? Chị nghĩ là ổn đấy, chị nghĩ là ổn. Quan trọng là cái màu em phối cho, còn cái dáng mà cái áo này với chân váy bò là hợp đấy. Nhưng mà cái màu ví dụ như chân váy bò màu xanh thì em sẽ phối với áo màu gì cho nó hợp lý thì cái đấy em cân nhắc nhá. Theo chị nghĩ thì là màu kem hoặc sẽ là màu đen thì nó sẽ hợp với sẽ là chân váy bò. Áo khoác gì? Áo khoác gì bao nhiêu em? Ủa ôi, chị hỏi câu mà hại não luôn á. Áo khoác gì bao nhiêu em, làm sao em trả lời được. Ví dụ em mã này sẽ là nỉ chữ R nâu, màu này sẽ là nỉ chữ R đen và màu này chúng anh đi làm nhá. Và màu này sẽ là nỉ chữ R kem. Bây giờ em sẽ mặc nỉ chữ R và em sẽ mặc với quần Q40 cho các chị, đỉnh cao luôn, được chưa? Rồi chị nào lấy xẻ gì? Cái này là xẻ gì? Xẻ ngực. Xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại. Xẻ ngực mà em đang mặc là màu nâu. Ê ơi nó trắng một vùng trời luôn á, mọi người thấy chưa? Trắng vô cùng là trắng luôn. Xẻ ngực màu nâu. Xẻ ngực màu vàng, màu kem và màu đen. Xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại 139.000, hết hàng nha các chị nhá. Hết hàng ạ. Ôi là trời, sao em quên cái áo này nhỉ? Lấy hộ em cái anh. Áo này này, đẹp này. Áo này là áo nó sẽ kiểu hơi ngắn ngắn ấy. Ừ nhỉ. Sao quên luôn, trời ơi, về từ hôm qua mà không nhớ gì luôn. Để em mặc thử xem nó có ra cái gì không. Nhá, xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại. Quá địch. Áo này sẽ gọi là áo gì? Có nó tốt được không? Đông lắm. Đấy, mặc nó kiểu như này này, mặc nó kiểu crop top ý. Gọi là gì? Áo ngắn á. Mẹ hết tên rồi. Khiếp kia, trí tưởng tượng nó kém không biết nữa. Áo ngắn mọi người ạ, à, đỡ được. Còn màu gấu xanh dương không? Dạ em còn chị. Áo tiểu thư nhung ren 6 tầng ở cổ em hết chị ơi, hết lâu rồi à. Đây, em sẽ mặc cái áo này nhá. Áo này mặc với quần này nó là đỉnh cao đó mọi người. Từ bây giờ em sẽ cho cái này lên như này này, nó phải như thế này thì nó mới thành crop top được. Đấy, vòng eo 60, vòng eo 72cm của em đó mọi người. Eo 72 còn mặc được thì các chị sao phải xoắn. Đây này, áo xịn xò chưa, má còn ở dưới đít thì cứ. Eo của em 72 và bụng 82 mà em còn mặc được đồ em bán thì chả có ai mặc được. Thật. Eo ơi, người em mà nói eo 72 bụng 82 nhiều người không tin. Vì em hay mặc đồ rộng rộng, mọi người cứ nghĩ là em gầy. Hôm qua đi khám cái bà bảo chứ khiếp, dạo này em gầy thế. Về cân 49 cân có gầy đâu. Cứ bảo rằng em gầy thế. Này, mặc cái này này mọi người. À được. Coi được đấy. Thôi để đấy đi, ra ăn đâu, đang like mà. Để bên kia đi. Anh ăn chưa? Thế lần sau thế thì ở người ta đưa cơm luôn cho. Chắc muốn về gặp bà ấy. Này. Ui áo này mặc chơi này. Ui. Này mọi người ơi. Này. Mặc nhìn cái bụng này chán thế. Mọi người nhìn giúp em này. Đấy, áo này mặc chơi vãi trưởng luôn. Cú pháp sẽ là áo ngắn nha, chốt nha. Hả? Áo ngắn nha. Áo ngắn kèm màu và kèm số điện thoại. Nể cái tên luôn. Ví dụ em mã này sẽ là áo ngắn đen, màu này sẽ là áo ngắn nâu và màu này sẽ là áo ngắn trắng. Ê ơi con này mặc ăn chơi luôn. Mặc với quần bò nó gọi là quá hợp chứ không phải hợp. Áo ngắn kèm màu kèm số điện thoại, mặc cái set này xong em đeo thêm cái túi. Phối với chân váy vẫn đỉnh mà phối với quần này nó vẫn đỉnh em ạ. Chị thấy là hot girl người ta toàn bảo nào mặc áo ngắn xong mặc với quần kiểu như này mà. Tại vì nó sẽ tôn được cái chỗ này này.
cái chỗ này của em hơi to nên nó cũng không tôn được lắm nhưng ý là của mọi người. Được chưa? Đấy, áo ngắn kèm màu kèm số điện thoại và quan trọng nó rẻ lắm. 68.000 một áo, đóng cửa em cái. 68.000 một áo và bán từ hai áo đấy, mọi người thấy chưa? Mặc này. 31 tuổi mà nhìn như con trẻ trâu ấy mọi người ơi. Này. Mọi thấy chưa? 31 tuổi mà cứ thích ăn mặc trẻ trâu như này này mọi người, không thích mặc già. Ghi em mã này sẽ là áo ngắn kèm gì? Nhớ nhá, áo này nó là áo ngắn. Sau lúc nhận hàng. Ôi, chứ cái áo ngang ngực này mặc làm sao được. Đây, mặc như này này, mặc ôm. Nhưng mà cái form áo này xinh thật. Áo này là vải zip co giãn nhiều. Vải zip co giãn siêu nhiều đây này, siêu nhiều luôn, 60 cân vẫn vừa. Áo ngắn kèm màu và kèm số điện thoại bao nhiêu ạ? 68.000. Nhưng bán từ hai áo. Em có áo ngắn màu em đang mặc sẽ là màu đen. Anh nhớ ghi mã này, tối qua chưa bán đâu này. Màu này cho em sẽ là áo ngắn màu nâu, màu nâu rồi siêu tây luôn. Và một màu rất là dễ mặc nữa, đó là áo ngắn màu trắng. Em chỉ bán 3 màu chủ đạo dễ mặc thôi. Áo ngắn kèm màu và kèm số điện thoại, túi em đang đeo hết sạch hàng. Quần em đang mặc sẽ gọi là gì ạ? Quần gập gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Quần gập gấu kèm màu và kèm em xin lỗi, kèm size. Nó có 3 size SML, mặc chân dài min man, các chị thấy chưa? Đó. Hot girl em thấy toàn mặc như này không à. Quần này sẽ là quần gập gấu 3 size SML dưới. Tóm lại là từ 45 đến 65 cân là sẽ có size. Để lại cân nặng nha, em chút size. Nó có gập gấu ở bên dưới này. Quần này mua đâu bằng tiền, em cho hoàn hàng lại 147.000. Còn áo đang mặc sẽ là áo ngắn 68.000. 68.000 nhá, 68.000 em có áo ngắn đen, 68.000 em có áo ngắn nâu và 68.000 em có áo ngắn trắng. Một áo bên em không chốt đâu, các chị mua từ hai áo giúp em nha. Bộ kẻ sọc bên tay bao nhiêu? Bộ này kinh doanh là bộ tay kẻ 232.000 chị ơi. Hot kinh khủng, hiện tại đang là bộ hot nhất bên em á. Bộ gấu đen và thêu hồng đậm chưa chị ơi, gần 2 tuần em chưa nhận bộ. Bộ gấu đen và thêu hồng đậm nhà chị không thiếu đơn nên là em hãy gọi vào số điện thoại hotline báo kiểm tra giúp chị nhá. Cảm ơn em cái sạc này cả. Áo xẻ ngực đi chị, em lên rồi. Em lên vừa lên xẻ ngực xong rồi nha các chị nha. Rồi chị nào lấy áo ngắn đã chốt luôn để em qua mẫu, ngắn trắng, ngắn đen và ngắn nâu. 68.000 đồng một cái áo ngắn này thôi. Nhá, áo gấu form ngắn đằng sau bao nhiêu? Em thề là đây là cái áo nỉ hot nhất tối qua đến bây giờ, gọi là N2. Nhưng bây giờ thì em sẽ không lên N2 mà em sẽ lên chân váy tàu. Và em sẽ mặc cho các chị với áo nỉ gấu dài nhá, còn gấu ngắn thì thôi. Video live đã bán rất là nhiều rồi, được chưa? Bây giờ em sẽ lên chân váy tàu. Đây, chân váy tàu của em đây. Hiện tại em đang thấy trên thị trường có chân váy tàu này hoàng loại 2 rồi. Hiện tại em đang thấy là trên thị trường chân váy tàu này có hàng loại 2, nhưng em cam kết là em bán hàng loại 1. Hàng loại 2 không bao giờ có nhiều màu như này, em khẳng định luôn. Hàng loại 2 không bao giờ có màu nâu như này luôn nhá. Hàng loại 2 hình như chỉ có đen và ghi thôi. Là cũng là hàng tàu nhưng mà nó rẻ hơn. Còn em bán hàng cái hàng chuẩn bảng màu 5 màu như này luôn nha mọi người. Bây giờ em ví dụ như cái chân váy tàu này mà mặc với áo này thì nó cũng là đỉnh cao luôn. Em thề quá hợp, mặc luôn. Chân váy tàu hôm trước bán xương xưa là hơn 500 con rồi. Chân váy tàu kèm màu và kèm số điện thoại. Còn quần em đang mặc là quần gập gấu, chị nào lấy thì chốt luôn em qua mẫu nhá. Đấy, còn áo này sẽ là áo ngắn. Áo ngắn này phối được nhiều thứ lắm luôn á, phối được rất là nhiều thứ luôn đó mọi người. Nhá. Quần ngủ thái em đang mặc bên dưới là 33.000 cho tất cả các chị kèm đơn. 33.000 một quần ngủ thái nhá. 33.000 nói chung là mọi người mua kèm thôi, nhưng mà đợt này chủ yếu là em bán áo dây. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với cái chân váy tàu này này. Lần đầu tiên mặc màu đen hay sao ấy. Từ trước đến bây giờ toàn mặc màu nâu. Chân váy tàu này nó có hàng cũng là hàng Trung Quốc nhưng hàng loại 2 rẻ hơn và nó cũng không đủ bảng màu như của em đâu. Thì hàng đấy em cũng đang tính nhập thử nhưng mà thôi. Bây giờ đang bán hàng này hot thì thôi em chẳng muốn nhập lắm loại nữa. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, đẹp chưa này? Mặc này, trời ơi, siêu ăn chơi luôn. Thì em mã này sẽ là áo ngắn và chân váy này sẽ là chân váy tàu. Cái hàng của em form nó dài lắm, hàng loại 2 form nó ngắn hơn, các chị mua thử là biết liền. Em cao 1m6 với mặc dài này, hàng loại 2 nó chỉ đến đây thôi. Các chị mua thử là các chị biết liền và cái chất len nó dày hơn. Chứ còn em khẳng định là gần như là em không bị nhầm đắt đâu. Em bán hàng cũng lõi đời lắm rồi. Như em mã này sẽ ghi giúp em là lẹ cái gì? Áo ngắn đen, màu này sẽ là ngắn nâu và màu này sẽ là ngắn trắng. Em mặc thử cái màu nâu mặc với cái này á, hay là màu trắng nhỉ? Màu trắng hay là màu đen sẽ hợp hơn. Đấy, còn đây là em đang mặc chân váy tàu đen rồi. Trời ơi. Áo nỉ gấu ngắn là N2 chị, N2 nhá. Này. Con này mình sẽ mặc nâu với nó đi hay là mặc trắng với nó, mọi người thấy em mặc màu gì nó sẽ hợp hơn. Chân váy tàu của em là 178.000. Vãi cả con đuông dừa. Ý là béo lắm đâu mà đuông dừa. Màu này khi giúp em là áo ngắn trắng. Ông ấy bảo em mặc màu trắng hay con đuông dừa. Thì em áo này sẽ là áo ngắn trắng, màu này sẽ là áo ngắn nâu. Và màu em đang mặc sẽ là áo ngắn đen nhé. 68.000 đồng một áo. Và bên em đi đơn từ hai áo nhé các chị nha. Lên cái áo hồng sau đi. Áo hồng sau đấy chị ghi giúp em là áo caro hồng. Caro hồng nha chị, caro hồng nhé.
chân váy này em bao vừa thoải mái đến 70 kg, kể cả bầu bí luôn, vì chân váy này nó là chất len nên là nó giãn nhiều lắm ạ. Váy 178 mã là gì chị ơi? Váy hot à, phải không? Phải váy hot không nhá. Áo ngắn kèm màu kèm số điện thoại à? Bây giờ thôi em mặc sang áo nỉ đi, không em mặc áo ngắn á, chị bảo em đu dừa. Bây giờ em mặc áo này, áo này bây giờ em về thêm cả màu đen nữa đấy. Anh hôm qua anh đã lấy cái này màu đen cho em dáng dài chưa, đâu nhỉ, cái kia có cái nào bên dưới không đây nhá. Áo này mình sẽ ghi giúp em là nỉ gấu nâu. Nỉ gấu nâu này em chốt trong line là 147.000 đồng, 147.000 đồng. Em vẫn bao giá đối với cái font to như này, đối với chất liệu nỉ hai da và đối với hàng đệm cổ xịn sò chuẩn như này nha. Em mua năm nay tính tiền chục triệu với nhà chị rồi. Ghiểu em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Nỉ gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Nỉ gấu nhá, form này nó là form dài giống như con chữ R ấy. Đấy, nỉ gấu nhá, đấy form dài như này. Thì em mặc á, là em sẽ mặc thành như này là mọi người. Đó, đấy, thấy chưa? Nỉ gấu kèm màu kèm số điện thoại, mặc set này siêu trẻ đâu. Đi cái sục này có 98.000 thôi. Đấy, các chị mặc cái set này này, sau các chị đeo thêm cái ba lô nữa, auto trẻ luôn. Hey, auto trẻ luôn. Hôm trước em bán được cái này nhiều lắm, chân váy này cũng nhiều và áo này hôm trước cũng bán được một like là bán được 400 chiếc mà hôm đấy là em chỉ bán một màu thôi. Hôm nay mới về thêm cái màu đen đấy. Ghi giúp em mã này sẽ là nỉ gấu đen, à nâu và nỉ gấu đen. Bên này là mã là nỉ gấu nhá. Nỉ gấu kèm màu, cái này nam nữ mặc đôi, lên lấy cho em một cái này màu đen đi. Cái này nam nữ mặc đôi siêu hợp. Con trai em cam kết 75 cân vẫn vừa, cho nên là hôm trước các chị hỏi em là không có đen à, cho nên là em nhập thêm màu đen cho các chị đó. Mọi người nhìn giúp em này. Đấy, em đang mặc với chân váy tàu đen. Chân váy tàu đen và mặc với áo này sẽ gọi là gì ạ? Nỉ gấu nâu 147 cộng 178. Em nói rồi. Cái chân váy tàu này, hàng này trên thị trường có cả hàng loại 2, cũng là hàng Trung Quốc luôn nhưng nó là hàng loại 2. Và bảng màu của nó không có nhiều màu như của em đâu, và form nó ngắn hơn. Nếu một người thích em sẽ nhập thêm cả hàng đó nữa cho các chị lựa chọn, được chưa? Ghi em mã này sẽ là chân váy tàu kem 178.000, chuẩn vàng form và dài như thế này nha các chị nhá. Chân váy tàu kem này, màu này cho em sẽ là chân váy tàu sữa này, màu này cho em sẽ là chân váy tàu ghi, và màu này cho em sẽ là chân váy tàu nâu, và màu em đang mặc sẽ là chân váy tàu đen. 178.000, cam kết hàng loại 1. Hàng loại 2 rẻ hơn tận mấy chục nghìn cơ, được chưa? Còn áo em đang mặc sẽ ghi giúp em là nỉ gấu nâu và nỉ gấu đen. Riêng áo này ai có chồng, ai có người yêu mà muốn mua mặc đôi ấy, thì em nghĩ đây là một cái lựa chọn rất là sáng suốt. Bởi vì áo này con trai dưới 75 cân em bao vừa, form to kinh khủng, chất liệu nỉ hai da nhá. Đừng so sánh với nỉ bông, nó là hai cái, nó là cái phạm trù hoàn toàn khác nhau rồi. Nỉ bông của nó khác, còn nỉ của em là nỉ hai da, là mặt trong nó màu trắng này này mọi người, được chưa? Ghi giúp em sẽ là gì ạ? Nỉ gấu nâu và nỉ gấu đen, mặc set này siêu 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 trẻ luôn. Em đeo thêm một cái ba lô nữa này, các chị nhìn này. Mặc set này siêu trẻ luôn. Chân váy tàu đen 178.000, nếu phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam hoàn 200 lần ra chị cái váy này. Và mọi người nhìn form của em này, em cao 1m6 mà mặc váy dài như này cơ mà, không phải hàng loại 2 đâu, em bán hàng loại 1. Được chưa ạ? Đấy, đeo thêm cái ba lô này. Trời ơi, nó trẻ thôi rồi luôn đó mọi người. Mặc cái set này mà không trẻ nữa chả có gì trẻ. Mặc cái set này mà không trẻ nữa thì không biết là mặc cái gì cho nó trẻ trung luôn á. Được chưa ạ? Ghi giúp em là nỉ gấu đen và nỉ gấu nâu đen. Bắp cho mọi người một cái màu đen. Áo này, nỉ gấu này, con trai nhá, dưới 75 cân, em bao vừa. Đây, form to kinh khủng luôn. Các chị nhìn này. Đó, đây là cái dáng dài mọi người thấy chưa? Đấy, con trai mà ví dụ như chồng mà cao 1m75 mà dưới 75 cân là em cam kết vừa cho các chị áo này. Đó, được chưa? Nỉ gấu gì? Nỉ gấu đen và màu em đang mặc sẽ là nỉ gấu nâu. 147.000, cam kết chất nỉ hai da. Chị Hảo Phan ơi, chị lên số điện thoại giúp em đi. Em thấy nhiều chị đặt hàng không có lên số điện thoại là không có đơn đâu ạ. Em xem quần bò với, ok, chờ em một chút xíu nhá. Ghi em mã này sẽ là nỉ gấu đen và màu em đang mặc sẽ là nỉ gấu nâu, và chân váy em đang mặc sẽ là chân váy tàu, còn ba lô em đang đeo thì ghi là ba lô, sụp em đang đi thì ghi là sụp NI kèm size 35, 36, 37, 38, 39 và 40, được chưa? 35, 36, 37, 38, 39 và 40. Thị trường không bao giờ có size 40 sụp này. 98.000 mua ở đâu bằng tiền em cho chị hoàn hàng lại. Nhận hàng kiểm hàng không ưng cũng được quyền hoàn hàng lại và không cần phải lấy. Chứ các chị đừng nghĩ rằng là ủi mẹ sư mua 98.000 mà về vứt đi thì nó còn phí hơn là mua 200.000. Các chị sẽ nghĩ như vậy. Không bao giờ các chị có được có cơ hội vứt đi luôn. Nhận hàng kiểm hàng đẹp thì lấy, không đẹp thôi làm gì có cơ hội vứt đi, được chưa? Cú pháp sụp NI kèm size và kèm số điện thoại. Chân váy em đang mặc ghi là chân váy tàu, còn áo em đang mặc sẽ là nỉ gấu đen và nỉ gấu nâu. Riêng áo này nhận hàng mặt chồng trên chất xấu, em Linh Jean cam kết cho các chị hoàn hàng lại, được chưa? Màu đen này, ví dụ như cái áo này màu đen, các chị mặc với legging muji nhà em nữa, ui dồi ôi, siêu trẻ luôn.
nhá. Ví dụ em là nỉ gấu đen và màu em đang mặc sẽ là nỉ gấu nâu. Ví dụ như mình con gái mình sẽ mặc màu nâu, còn con trai, người yêu, chồng mình sẽ mặc màu đen. Hay là cháu trai hay là em trai, những ai mà có những bạn nào mà trong nhà mà to to khoảng tầm 1m6 đổ lên là mặc áo là ok rồi nhá. Áo gì? Nỉ gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Chân váy có những màu gì em sâu lại bằng màu chân váy nhá. Chân váy em đang mặc, ví dụ em là chân váy tàu đen, màu em đang mặc sẽ là màu đen. Form này, form nhé em, các chị nhìn này. Em gang cho mọi người phát các chị biết liền nó dài bao nhiêu cm. Đây nhá, một gang tay của em là 20 cm. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Gần 90 cm. Cái này của váy này của em là lên đến 80 mấy cm rồi. Đo lại lần nữa này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 90 cm. Váy này của em là 90 cm. Các chị chỉ cần về nếu mà mua hàng loại 2 về đo phát biết liền. Và cái này của em nó rất là dày. Nó nặng phải tầm 7 lạng một cái váy này. Dày lắm, nó là chất len mà không phải là chất tăm nhung đâu. Mọi người nhìn này. Đó, thấy chưa? Còn ví dụ như Việt Nam mình mà dùng cắt tăm nhung này cắt lại thì chắc váy này chỉ độ 120 thôi. Kiểu em mã này sẽ gọi cho em là chân váy tàu nâu. Màu em đang mặc sẽ là chân váy tàu đen. Màu này sẽ là chân váy tàu ghi, full màu luôn, hàng loại 1 là full màu. Màu này sẽ là chân váy tàu sữa. Và màu này sẽ là chân váy tàu kem. 178.000 chân váy tàu kèm màu và kèm số điện thoại, được chưa ạ? Còn gì ạ? Còn quần chân váy em đang mặc là 178, còn áo nỉ em đang mặc ghi giúp em là nỉ gấu form rất là to dài rộng. Con trai em bao vừa dưới 75 cân và dưới 75 là vừa. To như này cơ mà, và chất nỉ toàn bộ là hai da, mọi người thấy chưa? À đúng rồi, cái váy này xong em mặc cái áo ngắn ở đằng trong xong em mặc ghi lê bên ngoài chắc vẫn hợp với mọi người nhỉ? Hoặc là em mặc giữ nhiệt đấy nhỉ? Vẫn hợp với mọi người nhỉ? Đúng không? À khoác trắng đen phía sau. Áo này chị ghi giúp em là K100, em về bù được hàng rồi đấy. À váy này em mặc với nỉ cúc, đúng rồi. Anh ơi, nỉ cúc nâu của em đâu nhỉ? Có cái nào bên dưới không? Nỉ cúc nâu, cái nào bên dưới không? Đây, ok. Em sẽ mặc cái chân váy này với cái nỉ cúc nâu này. Ôi ôi. Nói chung là năm nay em bị vập vào cái chất này là em không thoát. Không thoát nổi luôn á. Nghiện nặng. Nghiện cái chất này là nghiện nặng, chứ không phải là nghiện vừa đâu. Vập vào cái chất này là thoát không nổi luôn đó mọi người. Em xem ba lô, ok, chờ chị một tí nhá. Chờ chị một tí. Ủa ôi, còn chưa được 1.000 lượt chia sẻ. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em làm sao mà được đến 1.000 đi thì em mới tặng được người chia sẻ nhiều nhất là 200.000. Còn không được 1.000 lượt chia sẻ em lấy gì để em tặng các chị? Bây giờ đã là 700 mấy lượt chia sẻ rồi. Cố gắng những chị ở đây mỗi người chia sẻ một lượt, đủ 1.000 lượt thì em mới tặng được cho người chia sẻ like này nhiều nhất là 200.000 đồng thôi. Bởi vì thật sự là em nói thật là các chị không chia sẻ mà view nó cao thì đó có nghĩa là không phải là do khách chia sẻ cho mình. Vập vào link cũng nghiện, em cảm ơn chị Thanh Tâm đến bản thân em mà bây giờ em nhìn cái tủ đồ của em cũng chán luôn, em nó nhiều quá. Nó nhiều quá, bây giờ là nó ngập từ chồng em là chỉ có một ngăn, còn cả cái tủ là mình em để hết. Trời ơi, nó nhiều quần áo quá thể luôn ấy. Nhiều lúc cũng chán bản thân, vãi trưởng luôn, nhiều quá. Mà có đi đâu đâu, em có đi đâu đâu. Mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Nỉ cúc, kèm màu và kèm số điện thoại. Ú là trời. Nỉ cúc này, mọi người mặc này, em đã bảo rồi. Biết cách phối thì rẻ nó cũng đẹp, mà không biết cách phối thì hàng hiệu nó vẫn quê là cái chuyện bình thường luôn. Em thấy có nhiều chị mặc thì rõ là hàng hiệu nhưng mà nhìn nó cũng không sang nổi. Mà có nhiều chị mặc đồ bình thường mà biết cách phối nó vẫn đẹp mà mọi người. Đúng chưa? Bây giờ mình tùy điều kiện hoàn cảnh nữa. Mình cũng không nhất thiết phải hàng hiệu, hàng bình thường mà mình biết cách phối nó vẫn sẽ đẹp bình thường. Mọi người nhìn giúp em này, đấy nỉ cúc em đang mặc này, trời ơi, mặc với chân váy này này. Cứ mặc màu nâu vào em nhá. Em cứ mặc màu nâu vào là em thấy cái màn hình nó lại sáng lên, kiểu là nó bị nó nổi da á mọi người. Nỉ cúc em có tất cả là 3 màu. Và nếu như ai theo dõi em lâu thì mọi người biết là 2 tuần gần đây là em không like mẫu này. Mà trước đó, chân váy tàu đẹp lắm, chất dày dặn, không phải kiểu len mỏng mỏng đâu. Chị thấy rẻ mà chất thật sự luôn, ý like nào của Linh cũng mua. Eo ơi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Nỉ cúc này chị mua này đẹp lắm luôn. Em cảm ơn chị Trần Hà rất là nhiều. Em nói rồi, chân váy này trên thị trường hàng tàu có cả hàng loại 2. Và nếu như em bán thì rơi vào tầm 130.000. Em thừa sức em nhập được cho các chị. Em thề là em thừa sức em có thể nhập được cho các chị. Nhưng mà em thích hàng đẹp và đối với em một cái chân váy tàu này 178.000 nó là quá xịn rồi. Nó dày đanh mà nó dài 90cm nhá. Chân váy nhà em là dài 90cm, không phải form ngắn đâu ạ. Và full màu, mọi người nhìn giúp em này. Đấy, mặc cái set đồ trời ơi, nhìn nó sang gì đâu luôn á. Nhìn nó sang gì đâu, em đeo cái ba lô nữa này. Trẻ vãi trưởng luôn. Lên V88 đi, V88 lâu đang hết sạch rồi em ơi. Này, em đeo thêm cái ba lô cho các chị coi này. Các chị mặc một cái set này, các chị phải hack được ít nhất 5 tuổi so với tuổi thật luôn. Trẻ vô cùng, nếu mà mình biết cách phối đồ ấy, mình mặc cái chân váy này, mình mặc cái áo nỉ cúc xong mình gập nhẹ này, mình đi một con sục và mình đeo thêm một cái ba lô. Em thề là phải hack ít nhất từ 3 tuổi đến 5 tuổi.
Nó trẻ hơn rất là nhiều luôn. Nỉ cúc này của em là đương nhiên vẫn là chất liệu nỉ hai da, nỉ hot nhất và xịn sò nhất năm nay. Đây, mặt trong của nó màu trắng đây. Và nó có tất cả là ba màu. Đợt trước là có cả màu kem nhưng màu kem không đắt hàng nên em bỏ rồi. Nỉ cúc đen, nỉ cúc rêu và nỉ cúc nâu 143.000. Em nói thật, áo này em bán em bây giờ là hơn 5.000 áo. Nghỉ 2 tuần bây giờ bán lại, chắc chắn luôn thị trường vẫn chưa ai bán. Được chưa? Áo nỉ chữ R trắng đen thì Trần Dung lên số giúp em đây này. Toàn bộ cái phần sọc này là thêu hết, là may thêu hết, chứ không có một cái họa tiết nào trên áo này là in. Gập cổ và có cúc này, chất này, form này, 65 cân đổ về thoải mái. Nỉ cúc nâu và nỉ cúc đen cách số điện thoại, mặc với chân váy em đang mặc là chân váy tàu, 178.000. 178 cộng 143, nguyên set sang xịn mịn. Và khi nhận hàng nhớ hãy làm gì? Hãy kiểm tra hàng rồi mới trả tiền. Em chỉ xin các chị có từng đó chứ em đâu có xin nhiều đâu. Xin các chị kiểm tra luôn đó. Đây này, đây, áo này bỏ ra cũng rất là xinh, các chị thấy không? Không cần phải đóng thùng đâu, bỏ ra vẫn rất là xinh luôn. Nếu như bỏ ra thì em hay mặc với quần, nhưng bởi vì cái váy này nó có điểm nhấn ở cái phần này này, nó có cái mác và cái dây. Cho nên là khi mà em mặc cái váy này là em hay làm như thế này để khoe ra cái điểm nhấn. Đấy, chị mới nhận 4 món đẹp không tưởng. Em cảm ơn chị Kiều Trân rất là nhiều, em cảm ơn chị nha. Đây mọi người thấy chưa? Đó, gập lên thì nó sẽ khoe được cái phần này ra này. Còn nếu mình không thích thì mình bỏ xuống ngay, tùy các chị thôi. Nhưng mà em, nếu mà bản thân em là người mặc thì em sẽ mặc như này. Chị Nguyễn Hòa lên số điện thoại giúp em nhá. Đó, đẹp chưa? Đấy, gập thì nó khoe cái phần này ra nó đẹp này mọi người, đúng không? Thì em mã này sẽ là nỉ cúc đen và nỉ diện, nỉ cúc nâu. Cái set này mà mặc nỉ cúc nâu và cũng là đỉnh cao luôn. Áo chữ R, ok. Ngay bây giờ em sẽ mặc legging Muji. Legging Muji và áo nỉ chữ R cho các chị coi. Là một cái áo nỉ mà cũng bán hơn 5.000 con. Em đã bảo là cảm ơn Trang Su nhé. Em nói thật, yên tâm là em có bán hàng cũng 5 năm rồi. Thì các chị ví dụ như có thể là em phối không phải là quá đẹp, nhưng em nghĩ là nó nằm ở cái mức an toàn, mà mặc là không bị ố dề. Chắc chắn là các chị nếu phối giống em sẽ không bị ố dề đâu. Tức là nó sẽ không bị lố. Khuyên chân thành cả nhà, ai thích chân váy tàu thì chốt đi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị rất là nhiều đấy. Thật ra là em bán hàng cũng 5 năm, và cũng kiểu như là bán hàng thì phối đồ nhiều, thì nó cũng có một tí kinh nghiệm. Em thấy rất là nhiều chị dáng rất là xinh, da trắng các thứ, nhưng mà nhiều khi là mình mà phối đồ không có đẹp thì tự nhiên mình sẽ dìm dáng của mình xuống. Còn nếu như dáng mình không đẹp lắm mà mình biết cách phối đồ, nó lại nâng tầm mình lên. Thế ví dụ như cái set này em nói này, ví dụ này, bà nào là mông lép này đúng không, bụng to này, chân vòng kiềng này, được chưa, hay là đùi to khép khép vào nhau này, thì cái chị mặc cái set này nó che hết tất cả các khuyết điểm của các chị rồi. Ngực không có này, đó, mọi người thấy chưa, khi mọi người phối này, tất cả khuyết điểm trên cơ thể của các chị che được hết. Các chị phải công nhận với em điều đó, đúng không? Chị San Trương lên số điện thoại giúp em. Thế cho nên là khi mà tại sao mà bây giờ khách hàng Việt Nam em thấy nhìn chung là rất là thích mua hàng livestream. Tại vì như này, khi mà các chị đi ra shop, không có ai phối đồ cho các chị hết, đúng không? Đi ra shop thì người ta treo một dãy này là áo, một dãy này là váy, một dãy này là quần, một dãy này là sock chẳng hạn, hay là chân váy. Thì sau đó mình đến mình bảo, ủ, mình sẽ mặc áo này, xong mình mặc với cái gì nhỉ? Đấy, kiểu như vậy. Thì khi mọi người mà xem livestream của bọn em, những người livestream như thế này, thì bọn em phối đồ cho các chị luôn rồi. Ví dụ thích cái áo này thì lấy luôn cái váy này cho nó hợp, hay thích cái váy này thì lấy luôn cái áo này cho hợp, đỡ phải suy nghĩ. Và đã có người mặc thử cho mình luôn rồi, ừ con này mặc lên nhảy, ừ là được, chắc là mình mặc được. Mình cũng cao cao như nó, mình cũng thấp thấp như nó, hay là mình cũng nặng như nó, đúng không ạ? Có phải nghĩ nữa đâu, có cần phải biết là ui cái này mặc với cái gì, cái kia mặc với cái gì đó. Các chị nhìn mua màu đen giờ nhìn nâu lại muốn đặt nhưng để dành mẫu khác đấy, mọi người thấy chưa? Màu nào cũng hot hit luôn. Hai màu cái nỉ cúc phải đắt hàng nhất là đen và nâu, còn màu rêu màu kem chỉ là bán kèm thôi, đúng không ạ? Đây mọi người phối này cho em rất là trẻ luôn. Em bảo em năm nay 31 và chuẩn chỉnh xong tuổi 32 rồi, nhưng em vẫn thích mặc mấy kiểu như này. Công nhận chân váy tàu này đẹp đỉnh, cảm ơn Hina nhá. Mọi người thấy chưa, em bán cái hàng 178, hàng đẳng cấp cho các chị, hàng mà shop người ta bán 280 cơ. Chứ không phải là bây giờ lên đây cứ mồm cứ bô ba bô bô là mình bán hàng loại một này kia. Bán hàng loại một mà đến lúc mà khách nhận hàng mà xấu, người ta chả qua quay lại lần hai đâu mà. Em thâu lại bảng màu một lần nữa nhá. Chốt từ thứ hai mà mình vẫn chưa nhận được hàng, vậy shop gọi thì shop không nghe, thứ hai thứ sáu chưa nhận được hàng là chuyện bình thường chị ơi. Ở shop em như thế là chuyện bình thường á. Ví dụ em mã này là đừng spam comment giúp em. Chân váy này ghi giúp em là chân váy tàu đen. Chân váy này ghi giúp em là chân váy tàu nâu. Chân váy này ghi giúp em là chân váy tàu ghi. Màu này cho em sẽ là chân váy tàu sữa. Và màu này cho em sẽ là chân váy tàu kem. 178.000. Em qua mẫu luôn ở đây nha các chị nha. Quá nhiều đơn rồi, được chưa? Còn áo em đang mặc sẽ là áo nỉ cúc. Màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Em mặc thêm cho mọi người màu đen nữa. Cái áo này đẹp lắm luôn ạ. Màu đen ở đâu ta? Màu đen nhá. Em nỉ cúc màu đen không có ở đây nhỉ? Đâu nhỉ? Màu đen đẹp lắm. Màu đen đỉnh luôn ý. Màu nào cũng đẹp. Áo chị mang là nỉ cúc em ơi, 143.000.
mình muốn làm biển xe máy hay ô tô ạ? Ô, làm sao nhỉ, hôm nay live stream của mình làm sao ấy? Người thì mua thảo dược, người thì hỏi em làm biển xe máy hay biển ô tô. Em đi xe đạp, làm gì có xe máy ô tô mà đi. Đấy cho em cái hồ đen kia rồi. Thôi lấy lên trên đấy cũng được. Đấy, chân máy tàu này, mặc này, cái form, mọi người nhìn cái form này. Đấy, đấy form này thì bụng chửa đến lúc đi đẻ vẫn mặc được. Các chị thấy chưa? Form này. Và form dài 90cm. 90cm mọi người ơi. Anh lấy cái trên móc luôn cũng được. Vì hôm nay là em chưa mặc màu đen, nó chắc nhân viên nó mang lên rồi. Được chưa? Đây này. Trên móc ấy. Em mặc nốt màu đen cho các chị. Xong em mặc sang nỉ chữ R nhá. Sụp nới y năng đi là 98.000 thôi. 35, 36, 37, 38, 39 và 40. Chân váy tầng hết hàng. Trời ơi, nó chưa giả hàng em. Bây giờ áo nỉ cúc của chị Linh là đỉnh của chóp luôn. Chính xác. Khổ, người ta đi xe đạp, hỏi người ta làm biển xe máy ô tô. Làm gì có tiền mà mua ô tô các chị. Làm gì có tiền mà mua ô tô. Lần đầu mua 2. Lần đầu mà tận 2 triệu tư luôn. Chị mua lần đầu mà tận 2 triệu tư luôn. Công nhận chất thích cả. Em cảm ơn chị Huệ Dương rất là nhiều nhé. Em cảm ơn mọi người. Em xem alo, ok. Ví dụ em mã này sẽ là nỉ cúc gì? Nỉ cúc đen. Đẹp chưa? Em lại đã được 2 tiếng đâu. 2 tiếng mới nghỉ mà. Thôi, đủ rồi. Không bán nữa. Để like sau bán. Để dành. Cút đi. Ừ, thì để like sau bán cho nó. Đấy. Bây giờ tối mà like nữa làm sao mà chốt được hết. Không thể đủ được đâu. Nhiều lượng lắm đó. Ghi em mã này sẽ gọi cho em là ui là trời, đẹp thế. Để làm sản phẩm nhử môi của live sau anh ạ. Nhưng mà hàng về chưa? Về rồi á? Đâu? Chú bác. Bốt. Chưa. Lúc nãy báo công hạ nhưng mà chắc là đang ấy. Vì em mã này sẽ gọi cho em là nỉ cúc đen và các số điện thoại. Trời ơi, em mặc cái màu đen và các chị chỉ có hết tiền với em luôn. Các chị thấy chưa? Càng like càng cuối, view càng lên. Đồ đẹp quá mà. Đúng không? Này, mọi người thấy chưa? Màu đen mặc với màu đen. Mà nếu như không thích màu đen thì màu đen có thể mặc với màu ghi. Ô là trời. Cái nỉ cúc này bán lại đến nghỉ 2 tuần và bây giờ bán lại mà nó còn ăn đứt cả nỉ mới luôn. Ăn đứt cả mã nỉ mới luôn, không thể đỡ được. Mọi người thấy chưa? Này. Em ơi, không phải đâu, không phải sợ đâu. Em dò không giống những số điện thoại chị ghim là bởi vì là cái đợt vừa rồi ấy, đợt này nó có khóa sim không? Hình như đỡ hơn rồi đúng không? Anh. Đợt này có khóa sim nữa không? Hình như đỡ hơn rồi đúng không? Khóa suốt á? Không phải, bây giờ là người ta, các nhà mạng á, người ta sẽ là gì ạ? Không cho gọi nhiều. Cứ một số là gọi được một ngày là khóa luôn. Nó thông báo là spam bởi vì mỗi một nhân viên của em một ngày phải gọi ít nhất là 200 số điện thoại. Thế thành ra là toàn là báo spam, bên em phải đổi số liên tục đấy. Thế nên là kể cả không đúng số thì chắc là vẫn đúng bên em thôi. Thì các chị cứ nhận hàng miễn là sao ở bên trên bill của HealingZin. Và tóm lại là cứ đúng số tài khoản ở trên ảnh bìa của Pet và Phan Thị Thùy Linh, ngân hàng Vietinbank và có 6 số 2 ấy. Và thêm nữa là khi nhận hàng cứ kiểm đúng như em live trình thì các chị nhận. Còn riêng mà hàng, ví dụ như ship hàng vớ vẩn hay lừa đảo thì không bao giờ ship được đúng hàng của em. Nên là không phải sợ, được kiểm hàng. Còn nếu nhận hàng mà không kiểm hàng, auto bomb nha. Thì em mã này sẽ là nỉ cúc đen. Trời ơi, cái dép này mặc xinh quá. Tại sao nhà em lại có nhiều đồ đẹp như vậy? Mọi người thấy chưa? Này, toàn bộ cái hai sọc. Mất tiếng nữa rồi Linh ơi. Thật á? Mất tiếng thật á? Mọi người. Các chị toàn cho em ăn quả gọi là đùa, vẫn có tiếng mà thể. Em nói thật là bây giờ em bị sợ mấy cái comment kiểu đấy ấy. Này mọi người nhìn này, sọc toàn bộ này. Đấy, thấy chưa? Theo nhá, không in đâu. Theo toàn bộ luôn, đẹp chưa? Nỉ cúc đen mặc với chân váy tàu đen. Cái set này là chân ái cuộc đời của tôi mất rồi. Hot quá, khách mua nhiều quá nên sướng. Ví dụ em bán này sẽ gọi cho em là gì ạ? Vẫn nghe bình thường đúng không? Mỗi lần như thế là em tổn thọ mất một tháng rồi đấy. Không mất đâu. Ví dụ em bán này sẽ gọi là chân váy màu này sẽ là tàu đen này. Giãn chưa? Mọi người thấy chưa? Này. Chân váy màu này sẽ là tàu kem, chân váy màu này sẽ là tàu sữa, chân váy màu này sẽ là tàu ghi và chân váy màu này sẽ là tàu nâu. Đó, 178.000 hàng Quảng Châu loại 1, phát hiện ra sửa Việt Nam cho hoàn hàng luôn, được chưa? Còn áo đang mặc sẽ là nỉ cúc, còn bây giờ em sẽ mặc sang nỉ chữ R. Quá đỉnh. Áo quá đỉnh luôn. Này mọi người nhìn này, trời ơi cái áo nó đẹp. Mà em nói thật là các chị là cứ đi mua thị trường làm gì có ai bạn không ai có áo này. Không ai có để bán cho các chị cả. Kể cả là có cũng chẳng có giá này để bán cho các chị luôn.
Chị đeo vòng tay gì thế? Chị đeo vòng chị bán là 45.000. Vòng này 45.000. Còn vòng này em không bán nha. Vòng này không bán à. Ba lô xinh. Em cảm ơn chị. Ba lô của em là 286.000 đồng. 286.000 đồng. Bây giờ em sẽ mặc legging Muji và sẽ mặc nỉ chữ R. Đây. Chân lái cuộc đời em đây. Hot lắm luôn. Hình như cái gì cũng là chân lái cuộc đời của mình hay sao. Em sẽ mặc cái màu nâu nhá. Màu đen hiện tại đang hết thì sao. Chân váy tàu đẹp quá nhỉ. Chị Hà Thị Anh Thư ơi, lên số giúp em ạ. Nhiều chị đặt hàng thật sự không lên số điện thoại. Thôi em năn nỉ cái chị lên số đi. Đây. Ấy nhá, lúc nãy là mặc bị ngược ấy. Bây giờ mới mặc đúng đây này. Nỉ cúc nhà em có 143 thôi chị ơi. Bao giá các thể loại giá trên thị trường luôn. Có 143.000 thôi. Đắt hàng lắm ấy. Về bao nhiêu hết. Ba lô, mã là ba lô. Mã là ba lô thôi. Mã là ba lô thôi. Muốn mua áo của em thì làm sao? Quần đanh lắm. Em cảm ơn chị Trang Đức Anh nhá. Muốn mua áo của em thì chị sẽ comment theo cú pháp mã cách số điện thoại. Mã thì em có đọc cho tất cả các chị cùng nghe rồi đây. Mã cách số điện thoại được. Đấy mọi người nhìn này. Quần này. Chân lái cuộc đời em cho đến giờ phút này vẫn chưa. Năm nay chưa bán thêm một mã legging nào. Mọi người nhìn này. Mông ra mông đít ra đít nha. Rất là bo luôn. Còn cái phần này có hai cái đường viền này là do em đang mặc cái quần ngố thái ở đằng trong ấy. Vì em đứng thay đồ trước mặt các chị thì em phải mặc một cái quần ngố ở đằng trong. Rốn là ở đây, mọi người thấy cạp chưa? Siêu cao luôn, bảng cạp to, ôm sát vào người giống như kiểu quần nịt bụng nhẹ. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái nhỉ chữ R bên ngoài. Ô là trời đất. Trời đất ơi. Linh ơi, nhận váy xinh mặc thử eo ơi, siêu siêu xinh luôn. Hiền lương, váy xinh là váy gì? Váy điệu chứ, nhầm mã rồi bà ơi. Có phải váy điệu không? Cái váy mà có cái ren ren phải không? Váy điệu chứ có phải váy xinh đâu. Em nghĩ là chị đang nói váy đó bởi vì đợt này em bán váy đó là nhiều nhất và khách khen nhiều lắm. Thì chắc là chị đang nói cái váy điệu ấy. Chứ nhà em không có mã nào là váy xinh. Nhưng em vẫn cảm ơn chị nha. Này, đẹp chưa? Em đang mặc nỉ chữ R và mặc với quần legging Muji và đi cái sụp NI này. Mọi người thấy chưa? Siêu trẻ trung luôn nha các chị. Siêu trẻ trung luôn. Em đeo thêm cái túi này nữa. Váy điệu hi hi, dạ đúng rồi, thấy chưa? Em cảm ơn chị Hiền Lương nhé. Em đang thử váy điệu mặc lên eo xinh lắm. Váy điệu đấy mọi người thấy chưa? Khách lại khen váy điệu. Trời ơi các chị ơi, các chị mua cho em. Làm sao mà em cứ bán được 5.000 cái váy điệu là em dừng mẫu nhá. Bữa em đặt váy điệu mà gửi nhầm hàng vậy ạ. À, thế á, gửi nhầm hàng em báo nhân viên giúp chị nhá. Đây này, váy này này đúng không? Rồi ghi cho em mã này sẽ là gì nào? Nỉ chữ R kèm màu và kèm số điện thoại. Ai mua nỉ chữ R rồi? Cho em xin câu phản hồi. Con này 148 phải không anh? 148.000, chất nỉ hai da toàn bộ. Đây. Còn legging Muji hôm nay tri ân cho khách hàng. Đây. 103.000. Hàng giống như thế này, em bao giá. Hàng khác thì thôi, không tính tiền. Hàng khác thì nó là hàng khác rồi. Nên là mọi sự kho khánh là nếu không liên quan cho nhau. Nhưng cái nào mà giống như thế này là em bao giá cho các chị nhá. Quần này vẫn là quần này, vẫn là nhà sản xuất này. Và em nhập không rẻ hơn 1.000 nào cả. Nha các chị nha. Lên nốt mã này cho mọi người nhá. Váy này ghi giúp em, à quên, quần này ghi giúp em là legging Muji. Em bọc cho các chị coi này. Đây. Là quần em đang mặc. Nỉ chữ R màu kem đẹp cực luôn. Em cảm ơn chị Khánh Linh nhá. Bộ kệ có sai không? Legging Muji mặc bị xù không? Dạ không. Em giật máy rồi em không thấy xù gì luôn ạ. Này, mọi người nhìn này. Váy hot là 178, váy điệu là 177 nha mọi người. Đây, em đang cầm ở đây là một cái size XL, là size to nhất. Đây này. Mọi người thấy chưa? Size XL của em là size to nhất. Tha thiết hỏi Linh áo ngực 38 còn không? Dạ em còn chị ơi, và vẫn đang sale là có 80.000 thôi chị. Đây mọi người nhìn giúp em này. Cái cạp của nó bằng cái ngón tay của em luôn. Thành ra là nó ôm sát vào cái phần bụng của các chị. Nó giống như một cái là cái quần ghen bụng nhẹ là mọi người mặc rất là gọn. Mua quần Muji đi mấy chị, quần đẹp lắm ạ. Cảm ơn Nguyễn Hường rất là nhiều nhá. Hôm nay em chốt cho mọi người là 103.000. 103 nha các chị nhá. 103.000 cú pháp legging Muji kèm style và kèm số điện thoại. Năm nay thật sự là ăn lãi, đúng rồi. Con này ăn lãi quá ít luôn. Năm ngoái em bán, từ năm ngoái năm nay là em bán vạn mấy quần này rồi. Và nghe size giúp em này. Size S, size M, size L và size XL. Thoải mái cho các chị đến 68 cân đối với size to nhất. 68 cân đối với size to nhất nhá. Size S, size M, size L và size XL. S, M, L, XL.
từ 40 đến 68. Em là 49 cân và em đang mặc size S, mặc vừa luôn á. Quần này là quần em để ở đây để làm mẫu đây này. Quần này là quần em để ở đây để làm mẫu, cho nên là lúc nào cũng cứ để ở đây thôi, cái này không mang về nha. Ghi giúp em là legging Muji, các chị nhìn form này. Đó, thấy chưa? Đỉnh chưa? Này nhìn form này. Đó, mặc sướng kinh khủng mông này. Cạp cao lên đến tận đây này. Và chất này cam kết là không có bị cắn chỉ, không bị sùm. 103.000. Còn áo này sẽ là nỉ chữ R. Nỉ chữ R này thì em bán trên 5.000 con rồi, bán nhiều lắm rồi. Thì cái đợt đầu tiên mà em tung ra bán là nó chỉ có hai cái màu này thôi này. Hai cái màu này là hai cái màu mẫu mặc nam nữ mặc đôi rất là xinh. Còn về sau thì em mới về thêm cái màu nâu này thôi. Còn lúc đầu là em chỉ bán hai màu này thôi. Và có những thời điểm em thiếu đơn tận 500 cái nỉ chữ R. Có những thời điểm em nợ đơn khách đến 500 con áo nỉ chữ R này. Và cho đến giờ phút này khi mà em bán hơn 5.000 con thì em vẫn chưa thấy ai chê cái chất áo này luôn. Cái áo này, cái chất nỉ này em không ai chê được luôn ấy. Như em áo này sẽ là nỉ chữ R kèm, màu này sẽ là nỉ chữ R đen và màu em đang mặc sẽ là nỉ chữ R nâu nhá. Nỉ chữ R kèm màu và kèm số điện thoại 148.000, màu kem này mặc xinh cực. Em mặc nốt màu kem cho các chị. Chị Thúy Kiều ơi, K100 lên số điện thoại giúp em nhá. Đùi hơi to nên phải sải nhảy lên một size, ok em nhá. Cái đấy mọi người tự liệu giúp em. Nếu như là mình tự biết là đùi mình to thì mình tự nhảy sai. Bởi vì thường thì bên em sẽ tư vấn chuẩn, nhưng mà nhỡ như là ví dụ như cơ địa ấy, ừ là cùng 48 cân nhưng cơ địa người thì đùi to này, người đùi bé này, nhưng mà hông lại to kiểu thế. Thành ra là khó, thì mình biết rõ cái cơ địa mình như thế nào thì mình sẽ lấy sai cho nó hợp lý nha mọi người nha. Thì chữ R kèm màu và kèm số điện thoại. Đẹp lắm luôn. Màu kem này. Đó. Ngoài màu kem này em bán đắt hàng lắm. Có những thời điểm mà màu kem còn thiếu đơn nhiều hơn cả màu đen. Sợ luôn á. Hôm nhân viên thống kê thiếu 500 áo em bị sốc luôn mà mọi người. Không nghĩ là thiếu đơn nhiều thế luôn á. Chị Nguyễn Linh ơi, lên số giúp em đi. Đây, đẹp chưa? Siêu trẻ trung chưa? Đấy, các chị mặc cái này này. Ba lô là 268.000. Ba lô là 268.000. Đấy, đỉnh chưa? Nha các chị ơi. Bình thường mà quần jean size L. Đúng chị, quần jean chị mặc bình thường size L thì legging chị cũng sẽ mặc giúp em size L. Tại vì là size L nó sẽ rơi từ tầm 64 đến 68. Thì có nghĩa là bình thường mà quần nhà em mà chị mặc size L, mà quần bò thì legging cũng sẽ mặc size L. Chắc là như thế. Hoặc nếu không chắc chắn thì chị cứ để lại cân nặng, chiều cao, nhân viên sẽ lấy size cho chị nhá. Thì chữ R kèm màu và kèm số điện thoại của quần em đang mặc sẽ là quần legging Muji, kèm size và kèm số điện thoại. Đây, nhận hàng cứ đúng như này. Em cho các chị bóc ra kiểm thoải mái, nhưng mà đừng có xé cái bao này của em, vì bao này nó là bao giấy thôi. Mình cứ bóc nhẹ nhàng mà mình kiểm tra. Đẹp thì mình lấy, không đẹp mình lại bỏ vào, gọn gàng và giả lại cho chúng ta giúp em. Đừng có xé nát cái bao ra, khổ thân em nha các chị nha. Áo này con trai em cam kết mặc đến 75 cân vừa nha chị ơi. Cam kết con trai mặc đến 75 cân vừa và dưới 1m75 chắc chắn vừa. Đó là lý do tại sao mà áo này em bán được nhiều, bởi vì là người ta toàn mặc đôi. Nếu như mà ai theo dõi Facebook của em thì các chị sẽ thấy là em có đăng ảnh hot girl mặc hai bạn nam nữ mặc đôi với nhau nhìn xinh lắm, thì em mới bán được mã này nhiều như thế đó nha. Và cái hot girl và mẫu mặc nam nữ thì người ta chỉ mặc hai màu này thôi, không có màu nâu đâu. Màu nâu là em tự đặt, nỉ chữ R kem và nỉ chữ R đen, còn cái màu nâu là màu em tự đặt, nỉ chữ R nâu. Chị San San lên, lên số điện thoại giúp em nha. Em lên nốt một mã cuối cùng để em tắt like nha các chị nha. Một mã cuối cùng đó là cái tam giác, quần tam giác màu xanh, bởi vì về được 600 con. Quần tam giác màu xanh. Đây, quần tam giác màu xanh của em. Đâu nhỉ? Lúc nãy là em mặc đây đây này. Đây. Em lên nốt cái này nữa. Để còn màu đen thì hiện tại vẫn chưa về đâu các chị ạ. Đây. Quần tam giác này của em sẽ là 152.000. Và sẽ mặc với con N2 này, sẽ là mã cuối cùng của livestream này. Em mặc đầu tiên livestream và bây giờ cũng là mã cuối cùng. N2 của em hai cái màu nâu rêu của em đâu anh nhỉ? Tìm em phát. Trên này nó là kem đen này, kiểu nâu rêu, lì chữ R kèm màu kèm xôn thoại. Không, em lên nốt mã này nữa là em nghỉ thôi, không like thêm nữa đâu mọi người ơi. Nếu như mà ai không có hai nhu cầu mua nốt hai cái mã cuối like thì mọi người có thể thoát ra ngoài được rồi nhá. Thì là đây sẽ là hai mã cuối cùng rồi. 2 tiếng rồi, gần được 2 tiếng rồi. 10 phút nữa là được 2 tiếng. K60 đi chị, K60 em lên xong rồi. Chờ tí em lên lại. Đâu nhỉ? Nãy em mới mặc ở như đây. Không phải. Để em hay là trên này hay là trên này? Không có, hay là bên này à? À kia. Đấy, anh để đấy còn gì? Đúng không? Không phải à?
Nhưng mà lực nâu, thiếu nâu với cả rêu nâu. Chắc là đấm này, đây này, anh tìm kiểu gì này, rêu này. Này chữ R mà. N2 à. Chữ R em vừa mặc xong ấy. Con này này, với con màu nâu nữa. Áo này chữ R có sai không? Dạ không chị. Em sẽ mặc cho một cái màu kem, em mặc đẹp lắm, lúc nãy em mặc màu kem với quần này đẹp lắm. Đây, 4 màu. Con này riêng tối ngày hôm qua đã bán hơn 400 và gần 500. Và trưa nay em nhận thêm 500 đơn nữa, có nghĩa là con này cả tối qua và chiều nay ít nhất là 1.000 con. Ôi, không hiểu sao em hợp với mấy cái áo nỉ này thế. Mã nào trộm việc cũng bán được ấy mọi người. Caro hồng, caro hồng này của em là 146.000. 146.000. Chờ em tí nhá. Xẻ ngực đen ok chị. Được nha Huyền My ơi, quần đang mặc có mấy màu? Quần em đang mặc có tất cả là 2 màu, hot lắm. Hot kinh khủng. Quần này em bán, em nhập tổng số lượng em nhập về là hơn 3.000 con. Ôi, em like được 1 tiếng 45 phút. Em nhập tổng số lượng là hơn 3.000 con và đang chuẩn bị về tiếp. Vẫn đang đặt tiếp và chuẩn bị về tiếp vì quần này chưa bao giờ giảm nhiệt, chỉ có là em bán hay là không bán thôi. Chứ còn cứ lên là chốt đơn. Vì mẫu này các chị để ý thị trường làm gì có ai bán. Mẫu này hot girl nó toàn bán 330 thôi. Đây, cái áo này em mặc với quần này nó hợp lắm luôn. Em mặc ngay đầu livestream mà khách người ta chốt mà. Chốt mà em choáng luôn ấy. Đây, em đeo cái ba lô nó cho xinh. Lúc nãy thì em đeo túi nhưng bây giờ em sẽ đeo ba lô đi nhá. Đấy, mọi người thấy chưa? Cái set này em hỏi mọi người mà không trẻ nữa thì em cũng chưa biết là mặc cái gì cho nó trẻ luôn á. Trẻ lắm ấy. Này, cú pháp này. Đẹp chưa? N2 kem và quần này sẽ là quần tam giác. Quần tam giác này của em có tất cả là 2 màu đen xanh và 3 size SML. Từ 40 đến 65 cân em cam kết mặc vừa nhá. 65 cân cam kết mặc vừa. Còn nhà em form to lắm, em không bán hàng form nhỏ bởi vì thật ra set này chị mặc đẹp quá, cảm ơn em. Set này thật sự rất là đẹp. Em mặc ngay đầu livestream lúc nãy em nhảy 500 đơn áo N2 này mà. Chưa tính đơn quần luôn á, mọi người nhìn này. Quần này ghi giúp em là quần tam giác đen và những ai mà xem live ở đây thì rất nhiều chị mua rồi, em thấy toàn khen thôi. Cũng chưa thấy ai chê và bản thân em Linh cũng lấy cái quần tam giác này để mặc rồi. Em là người lấy mặc rồi nhá. Khách thì em không nói nhưng mà em là người đã lấy mặc rồi thì các chị yên tâm là phải đẹp thì em mới lấy, không đẹp còn lâu em mới lấy em mặc các chị ơi, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là gì ạ? N2 kèm màu và kèm số điện thoại. Và quần này là quần tam giác xanh, đem thêm cái túi VIP nữa. Trời ơi. Cái áo N2 này mặc trẻ vô đối, không có đối thủ luôn. Em sâu vào màu nha các chị. N2 màu em đang mặc sẽ là màu gì? Đây. Màu em đang mặc sẽ là màu kem. Màu tiếp theo cho em sẽ là màu đen, nó là dáng ngắn. Ví dụ như lúc nãy mà ai lấy cái nỉ gấu á, thì nó là dáng dài, hoặc chữ R thì nó là dáng dài. Nhưng có rất là nhiều chị, ví dụ như người ta chỉ cao có 1m50, 1m55, hay là người ta đơn giản là người ta cao nhưng người ta không thích mặc dài, ví dụ như thế, thì các chị sẽ lấy sang cái mã ngắn hơn này. Cái ngắn hơn này thì thứ nhất là nó vừa với người hơn, và cái thứ hai nữa là nó sẽ vừa tiền hơn, nó rẻ hơn. Nhưng mà ví dụ như có những người mà bạn trẻ trẻ ấy, rất là thích mặc dấu quần, hay như em á, em cũng thích mặc dấu quần, nhưng mà kể cả cái dáng ngắn này em thấy em mặc cũng ok. Thì tùy, có nghĩa là mình có thể mặc thay đổi, lúc thì mình mặc dáng ngắn, mà lúc thì mình mặc dáng vừa, mà lúc thì mình mặc dấu quần. Tóm lại là mình thích mặc cái gì mình mặc nha các chị nhá. Cú pháp sẽ là gì ạ? Đây, mọi người nhìn giúp em này, được chưa? Đây là mã áo nỉ bán được nhiều nhất từ tối qua đến bây giờ. N2 kèm màu và kèm số điện thoại form ngắn này. Đấy, em mặc N2 xong em mặc thêm cái quần tam giác. Nhìn cái set này thật sự là mặc trẻ lắm mọi người ạ. Trẻ chắc là chỉ còn 27, 28 tuổi thôi đúng không? Như em mã này sẽ là N2 màu kem. Và màu kem là cái màu mà mọi người kén nhất. Thì em sẽ mặc cho mọi người và mọi người sẽ thấy nó rất là đẹp. Thế này, nếu như bình thường là các chị sẽ chọn nâu hoặc chọn đen hoặc chọn rêu chứ ít người sẽ chọn kem. Nhưng mà năm nay em bán màu kem mã nào đắt hàng, như kiểu giữ nhiệt ấy, ôi màu kem bán được siêu nhiều luôn á. Cái giữ nhiệt màu kem mà chỉ đứng sau màu đen, còn hơn tất cả những màu còn lại luôn. Hơn cả màu nâu và hơn cả màu sữa luôn. Năm nay màu kem lên ngôi, mà màu nâu thì lại không hot bằng luôn. Thì em mã này sẽ gọi cho em là nỉ gì? Nỉ, à không phải nỉ, N2 kem. Màu này sẽ là N2 nâu, toàn bộ là chất nỉ hai da, bao giá nhá, 124.000. Toàn bộ là chất nỉ hai da hết và đệm cổ như thế này. Ví dụ em là nỉ N2 nâu,
Màu này sẽ là N2 đen. Màu này thì chắc chắn là hot, đắt hàng màu đen rồi. Và màu cuối cùng sẽ là N2 gel. Màu đen thì dễ mặc, không phải nói nữa rồi đúng không đây này. Màu đen này mọi người thấy chưa, màu đen thì dễ mặc rồi. Nhưng mà cái bảng màu này thì màu gel không phải là màu mà đắt hàng nhất. Màu đắt hàng nhất là màu gel và màu kem nha mọi người. Nói chung là màu đen, bảng này thì màu đen lại không hot bằng những màu bảng khác. Có nghĩa là mọi năm là lúc nào là em Linh cũng là Linh nâu, nhưng mà năm nay là chắc là đổi sang Linh kem rồi. Toàn mặc màu kem thấy hợp và thấy đẹp thôi à. N2 và quần tam giác, em sâu lại bằng một quần tam giác này. Quần tam giác của em như thế này, mọi người nhìn này. Riêng các chị ấy, những chị mà 60, 65 cân á, thường các chị đi ra tiệm là sẽ không mua được quần bò mặc vừa. Hầu như là như vậy. Bản thân em bán quần áo bao nhiêu năm này rồi em biết. Hầu như các chị đi ra tiệm là các chị không mua được cái quần gì, quần bò mà 65 cân vừa đâu. Nhưng mà shop em có size L cho các chị đến 64, 65, 66 cân vẫn vừa. 65, 66 cân em 49 em mặc CS. Và quần này mọi người nhìn tang này, quần tam giác này em bán được hơn 3.000 quần và vẫn đang về tiếp nha. 152.000 mua đâu bạc tiền, em cho hoàn hàng lại đấy. 152.000 Phú Pháp quần tam giác đen và quần tam giác xanh 152. Còn áo em đang mặc sẽ là N2, đọc lại bảng màu một lần cuối cùng này. N2 nhá. N2 màu em đang mặc sẽ là màu gì? Màu kem. N2 màu này sẽ là màu nâu. N2 màu này sẽ là màu rêu, màu rêu. Và N2 màu cuối cùng sẽ là màu đen. 124.000. Và đơn giản ví dụ như áo này các chị mặc với cái chân váy tàu như lúc nãy nó cũng là đỉnh cao luôn các chị, ở đây mọi người thấy chưa? Đến cuối live stream rồi còn có chưa đến 700 người coi mà toàn đơn không là đơn N2 với quần tam giác. 50-51 thì chị lấy size, nếu như mà chị cao thì lấy size S vẫn có thể vừa, nhưng mà nếu như mà để an toàn thì chị nên lấy size M. Về mà nếu mà nó hơi rộng thì chị có thể mang chiết đi. Chứ giỡn chứ tốt chật là vứt đi à. Đồ ấy chật là vứt đi, chỉ có rộng thì mới bóp vào được, chứ chật thì làm sao mà nới, làm gì có vải mà nới. Người ta không may thừa để cho mình nới đâu các chị nhá. N2 đen, N2 kem, N2 nâu và N2 rêu. Còn quần sẽ là quần tam giác đen và quần tam. Thế hiểu sao là em vừa cầm cái quần tam giác đen và bây giờ mai không thể tìm được nó luôn nhá. Rõ ràng là em mới cầm đây luôn, mới đây luôn á. Mà bây giờ không thấy nữa. Đùa. Sao nhỉ? Mình vừa cầm đây mà. Rõ ràng là em vừa cầm màu đen đây. Mà bây giờ em không thể tìm thấy cái quần tam giác đen đấy của em ở đâu. Em còn mới dơ lên như này mà. Ảo thế nhở. Để em dơ cho khách nốt cái màu đen ấy mà. Bây giờ không tìm thấy. Rõ ràng là em mới cầm đây mà. Đâu? Đâu? Ngáo quá, bảo sao tìm mãi không thấy. Nhưng mà đây màu đen đây mọi người, nốt màu đen này, quần tam giác màu đen hiện tại là đang chờ hàng về thêm. Còn màu xanh thì hiện tại là vẫn sẵn ở kho, bởi vì màu xanh về trước màu đen về sau, mọi người thấy chưa? Đeo thêm cái túi vip vào nữa, 264.000 vào nữa. Úi xồi, đỉnh cao luôn này, thấy chưa? Tam giác đen và tam giác xanh, cách xài kèm số điện thoại. Nếu biết size gì để lại size, không biết size gì để lại cân nặng, nhân viên chốt size cho mọi người nhé. K60 này của em sẽ là 179.000. K60 có hai màu đen rêu 179.000. Đây. K60 nhá, hai màu đen rêu 179, hàng cao cấp loại 1 cho các chị chất hai da nhá. Không phải chất u mì đâu. Em bán chất hai da. Em bán chất gì em bảo các chị chất đấy. Đây này, chữ này là chữ thêu luôn, chữ thêu 100% và hàng em là hàng có túi. Đấy mọi người thấy chưa? Đấy. Đẹp chưa? Áo này mặc với quần này nó cũng đỉnh cao luôn đó mọi người. Q44 thì nhà em đang về hàng thêm. Và hiện tại thì ở kho hình như vẫn còn vừa về đủ màu rồi. Và em đang tiếp tục đặt tiếp. Và lúc nào sẵn nhiều thì lúc đó em mới tung ra bán. Bởi vì em sợ lắm rồi mọi người. Bán xong chờ hàng lâu vãi trưởng. Số em đang đi này. 35, 36, 37, 38, 39 và 40. 98.000. 35, 36, 37, 38, 39 và 40. 98k. Rồi, bây giờ em tắt like nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Áo tím hết hàng, quên mất chưa thảo xuống. Áo đấy đang thiếu đơn nhiều lắm. Quần chị đang mặc mã là gì? Quần em đang mặc gọi là quần tam giác 152.000. Túi em còn chị, túi em mới về thêm mà. Ok chị Bích Đỗ nha. Đấy. K60 đẹp chưa? Mặc cái quần này nó là quá hợp. Quá hợp cho một cuộc tình. Đấy, thấy chưa? Ui nhìn ấm áp vãi trưởng luôn. Mà em bảo rồi, em bán chất hai da. Em không bán chất u mì đâu ạ. Không phải chất u mì đâu. Đấy mọi người thấy chưa? Quá hợp luôn. Toàn bộ nó là thêu hết. Và hàng em là hàng có túi. Hàng này trên thị trường chả ai bán có túi. Mình em bán có túi thôi. K60
K60 đen em sẽ tính theo màu tay áo, và K60 rêu. K60 rêu và K60 đen. K60 rêu và K60 đen. Bởi vì cái phần thân thì nó xem nhau, cho nên là em sẽ đợi tâm mày tay. Đây là rêu và đây sẽ là đen. Bao nhiêu ạ? 179.000. Cái thứ nhất toàn bộ nó là chất nỉ hai da mặt trong màu trắng. Cái thứ hai hàng thêu, và cái thứ ba nữa là hàng có túi. Cho nên là trước khi mà các chị đánh giá, ví dụ thấy số khác bán rẻ hơn thì các chị xem kỹ giúp em. Thì Suri Trần đã lên số điện thoại giúp em thấy nhiều chị đặt hàng không lên số đâu. Túi em vừa đeo đấy giúp em là túi VIP. Túi VIP đấy của em, quần tam giác hai màu, chị Kiều Lê lên số đi ạ. Tam giác này là em có hai màu là màu đen và màu xanh. Ba size là size S và size M, size L. Em bảo là mua được đâu bằng 152.000 như em đang bán, lém cho hoàn hàng chứ không cần phải rẻ hơn. Quần tam giác này thị trường toàn là 300 mấy à, mà làm gì có ai có, được chưa? Quần tam giác này chỉ có một hot girl bán thôi và toàn bán 300 mấy thôi. K60 là 100 bao nhiêu ạ? 179.000. Rồi các chị lưu ý giúp em này, tất cả đơn hàng tối ngày hôm qua thì bên em đang chốt một phần rồi, nhưng ví dụ như chị nào mà trong ngày hôm nay mà chưa được chốt từ sáng đến bây giờ mà các chị được chưa được chốt, hoặc từ sáng đến 5 giờ chiều nay mà các chị chưa được chốt, thì đơn của các chị sẽ được dồn vào đơn của chiều nay, auto dồn vào chiều nay, và ngày mai bên em sẽ chốt vào ngày mai hoặc ngày kia. Còn nếu như đơn của các chị mà từ sáng đến bây giờ đã được chốt rồi, nghe kỹ giúp em chỗ này này, từ sáng đã được chốt rồi thì cỡ đơn của chiều nay nó sẽ auto thành đơn mới, không gộp được nữa. Khi đã chốt đơn rồi, đơn đã lên rồi, ra bill rồi, in bill rồi là không dồn được nữa. Nghe rõ chỗ này giúp em nhá. Cho nên là nếu như mà ai được chốt rồi thì không dồn được nữa, ai chưa được chốt thì sẽ được dồn. Và dồn đơn thì vẫn phải cú pháp mã cách số điện thoại, nghe kỹ cho em chỗ này nhá. Và lưu ý để nhớ bấm theo dõi, bấm like, bấm thích, bấm theo dõi này cái trang của em ở chế độ xem trước. Sau đó tất cả khách hàng có đơn vui lòng nhắn tin địa chỉ số điện thoại của mọi người vào cái page này, page em đang live trực tiếp này nhá, chỉ bán một page duy nhất thôi. Mọi người nhắn tin vào đó, ví dụ hôm nay mình có hàng bên shop, địa chỉ của mình là, số điện thoại của mình là, shop nhé đấy, để nhân viên chốt đơn. Và cái hơn nữa là để ý nghe điện thoại, để nhân viên bên em nhắn tin hoặc gọi điện chốt đơn tùy từng đối tượng khách hàng. Và cuối cùng là chị nào mới vào sau, nếu như chưa chốt được sản phẩm nào, hay các chị mới chỉ chốt được 1-2 sản phẩm mà các chị muốn dồn thêm sản phẩm. Chết rồi, K60 không biết lấy màu nào cho sáng da. Linh ơi, sáng da á, hai màu này đều sáng da, tại vì là cái này nó phối, nó dễ phối lắm, hai màu này đều mặc được hết, không bị kén da đâu. Thì là mọi người làm sao ạ, có thể xem lại livestream, có thể tua lại livestream, nghe mã, nghe giá, nghe form, nghe dáng, sau đó thích mã nào rồi, quyết định lấy mã nào rồi thì lúc này sẽ comment theo cú pháp mã cách số điện thoại. Hệ thống máy tính bên em vẫn sẽ tự động nhảy đơn cho các chị ngay ở khi em tắt live rồi nha. Hệ thống máy tính vẫn sẽ nhảy đơn, nhưng nếu sản phẩm nào còn thì nhân viên bên em mới chốt, còn nếu sản phẩm nào hết rồi thì thôi, bởi vì bên em vẫn luôn luôn ưu tiên cho tất cả những khách hàng nào đặt hàng khi em đang live stream trực tiếp, bởi vì người ta bỏ công bỏ sức ra thì chắc chắn người ta phải được ưu tiên nha các chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, đã tắt live rồi vẫn cứ nờ hai kem này, cảm ơn mọi người nha. Bye bye mọi người ạ, cảm ơn mọi người nhiều. N2 thì nó sẽ là 4 màu em vừa dơ rồi đấy. N2 sẽ là màu đen, N2 sẽ là màu rêu, N2 sẽ là màu nâu, và N2 sẽ là màu kem mà lúc nãy em mặc mẫu đó. Còn cái này thì sẽ là K60 rêu, và K60 lúc nãy em mặc đấy là K60 đen. Em sẽ tính theo màu tay áo nha. Bye bye mọi người ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Vẫn còn 600 người xem, em thề là em tiếc lắm, nhưng em vẫn phải tắt live đó mọi người. Em chỉ được live 2 tiếng thôi. Bye bye.